Bạn đang nghe chuyện bác sĩ thiên tài của tác giả Liễu Hạ Huy. Giữa giới y học hiện đại đầy rẫy những con người tài ba, một chàng trai trẻ với khả năng y thuật đông y độc đáo xuất hiện, mang theo tia hy vọng cho những sinh mạng mong manh. Chàng trai ấy chính là Đông Y, một ẩn sĩ với mái tóc đen mềm mại, đôi mắt sáng ngời và nụ cười tự tin. Dù còn rất trẻ, nhưng Đông Y đã sở hữu kiến thức uyên thâm về y học cổ truyền, cùng khả năng chẩn đoán và chữa trị bệnh lý phi thường. Khi cả giới y học Trung Quốc bó tay trước căn bệnh bí ẩn của 36 đứa trẻ sơ sinh, Đông Y xuất hiện như một vị cứu tinh. Tính mạng của những đứa trẻ đang như ngọn đèn lay lắt trước gió, và Đông Y là người duy nhất có thể mang đến cho chúng cơ hội sống sót. Bước vào hội trường im lặng đầy những ánh mắt lo âu và tuyệt vọng, Đông Y ung dung nở nụ cười tự tin, tuyên bố tôi có cách. Lời nói dõng dạc của Đông Y như một tia nắng lóe lên trong màn đêm u tối, mang đến hy vọng cho các bậc phụ huynh và đội ngũ y bác sĩ. Bác sĩ thiên tài, Tần Lạc. Tập 1. Chương 1, vì tính mạng của 36 trẻ sơ sinh. Muốn cứu người sao, học y đi. Muốn giết người sao, cũng là học y đi. Muốn nắm giữ gia tài hàng tỷ, có quyền lực vô thượng trong tay sao. Ta, có thể nắm giữ sinh mệnh của ngươi. Đó là lời giới thiệu trên trang chủ của này. Tác giả của truyện, Liễu Hạ Huy. Cũng là một người không quá xa lạ với các tác phẩm như Lân Gia Hữu Nữ Sơ Trưởng Thành, được xem như là một trong những tác phẩm tiêu biểu của thể loại đô thị cận chiến bảo tiêu. Và đây là bộ thứ ba của tác giả với nhân vật chính là người thừa kế của thế gia Trung Hoa y dược, chuyện kể về một sử nam với y thuật của mình chu du trong thế giới y học đầy mỹ nữ, với cách sắp xếp câu chuyện hợp lý, nhiều tình tiết gây cười, bảo đảm đây sẽ là một bộ truyện rất đáng để mọi người đọc. Không cần phải nghi ngờ đây là một trong những sự cố y học tồi tệ nhất ở đất nước Trung Quốc. Người phụ nữ trong trang phục màu xám nói với đám đông người xem trước ống kính truyền hình. Bối cảnh trong đó là tấm biển hiệu màu vàng của bệnh viện nổi tiếng nhất trực thuộc Trường Đại học Trung Y Yên Kinh. Bệnh tình của toàn bộ 36 trẻ sơ sinh trong phòng hậu sản rất nguy kịch. Tính mạng của 36 em bé mới chào đời này chỉ như sợi chỉ treo mảnh chuông. Sáng sớm nay bắt đầu phát bệnh. 36 em bé đồng loạt bị sốt, có hiện tượng nôn mửa. Dựa theo bệnh án, phổi của các em bị nhiễm trùng ở các mức độ khác nhau. Thông tin từ những người lãnh đạo bệnh viện cho biết nguyên nhân nhiễm trùng vẫn cần phải kiểm tra thêm, tuy nhiên đây có thể là một loại siêu vi trùng mới. Khuôn mặt của nữ phóng viên xinh đẹp ngập tràn nỗi ưu tư, nàng ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc bệnh viện nói, bệnh viện đã thành lập một nhóm cứu trợ khẩn cấp bao gồm nhiều các chuyên gia y học. Chúng ta hy vọng bọn họ bàn tay vàng cứu được tính mạng của 36 em bé này. Các khán giả thân mến, chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho 36 em bé đáng yêu này. Bụp! Lâm Thanh Nguyên, viện trưởng bệnh viện trực thuộc Trường Đại học Trung Y, tắt TV, quay sang nói với những người có mặt. Chúng ta đang phải đối mặt với một tình thế nghiêm trọng thế nào thì mọi người đã biết. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là nỗi ô danh lớn nhất trong lịch sử y học. Cũng là sự cố y học lớn nhất trên thế giới. Danh dự của bệnh viện sẽ mất. Chúng ta sẽ đánh mất sự tín nhiệm của bệnh nhân đối với bệnh viện của Trường Đại học Trung Y tại Yên Kinh. Các vị đang ngồi đây đều là chuyên gia trong lĩnh vực này. Bệnh viện chúng ta còn có sự trợ giúp của các chuyên gia đến từ các bệnh viện khác. Nhận nhiệm vụ lúc khó khăn này các vị đang gánh trên vai sự kỳ vọng của chính quyền và nhân dân. Tôi sẽ không nói dài dòng nữa. Mọi người hãy cho ý kiến xem nên dùng cách nào để cứu tính mạng của 36 em bé này. Trước khi có kết luận chính xác về vi khuẩn gây bệnh, chúng tôi không thể nào đề ra giải pháp hợp lý. Chẩn đoán đúng thì mới kê đơn được, chưa có kết quả xét nghiệm, sao chúng tôi dùng thuốc được? Một bác sĩ trung niên đeo kính nói không mang tính xây dựng. Thật đúng là bất hạn tám đời mới bị điều tới cái tổ quỷ quái này. Nếu thành công, danh, lợi đều có. Không chỉ được đài báo đưa tin mà còn được bệnh viện khen thưởng. Nếu thất bại thì tiền đồ của chính mơ mình sẽ mất hết. Nghĩ tới việc mình phải nhận trách nhiệm điều trị cho 36 em bé trong sự cố y học này ai cũng thấy lạnh xương sống. Khi bắt mạch có vẻ như là nhiễm trùng phổi, các quái thuốc chống siêu virus đã được dùng, vẫn không có chuyển biến. Nếu vẫn tiếp tục không có chuyển biến, mọi người hãy cho ý kiến xem, một bác sĩ trung y già nói. Sau khi hai người do nói xong, cả hội nghị trở nên yên tĩnh. Mọi người thầm nghĩ về hai quan điểm này, một trung y, một tây y. Hơn nữa dù bọn họ có đề nghị gì thì cũng không ai dám nói ra. Nếu bọn họ có thể cứu được tính mạng của những em bé này, chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều sự tán thưởng.
nhưng nếu không cứu được tính mạng của các em bé, liệu họ có trở thành thủ phạm chính không? Có ai tự nguyện dây vào cái việc sẽ mất hết thể diện này không? Còn ai có ý kiến gì không? Lâm Thanh Nguyệt đưa mắt nhìn từng người bên dưới, hỏi. Không ai đáp lại, tất cả đều quay đi tránh ánh mắt của ông ta. Ông ta khẽ thở dài. Xem ra sự nghiệp của ông ta sẽ kết thúc ở đây. Tôi có cách, một người đột nhiên nói to, phá vỡ sự yên lặng của hội nghị. Nghe thấy có người đề xuất ý kiến, 20 bác sĩ đều quay nhìn người đó. Hắn ngồi ở trong góc tối nhất của phòng hội nghị, nếu hắn không lên tiếng thì cũng không ai chú ý đến hắn. Dù có ai đó ngẫu nhiên nhìn thấy hắn thì họ sẽ nghĩ hắn là học trò của lão trung y đó hay đại loại như tài xế gì đó. Mái tóc đen, mềm, buông che mất nửa mắt, hai má mịn màng, đôi mắt sáng, gương mặt thanh tú, cũng có vẻ đẹp trai. Nhưng nước da hắn lại trắng bợt như tờ giấy, giống như người mới khỏi bệnh. Điều làm người ta ngạc nhiên nữa là dù hắn còn rất trẻ, nhưng hắn lại mặc áo khoác dài màu đen, không hợp tí nào. Ai nấy cũng cau mày trước trang phục như ông già của hắn, không giống phần lớn lớp trẻ của một đô thị hiện tại như Yến Kinh. Hắn mỉm cười nhìn các chuyên gia và giáo sư có mặt trong phòng, ngón tay thon dài, mảnh mai như ngón tay con gái của hắn khẽ gõ trên mặt bàn. Hắn nhếch miệng cười, sắc mặt kiêu ngạo giống như một sĩ quan quân đội đang đi duyệt binh. Điều làm cho mọi người trong hội nghị khó chịu đó là trong mắt hắn bọn họ giống như những binh lính đang đợi kiểm tra. Nhớ tới gia thế của thanh niên này, Lâm Thanh Đại vui vẻ hẳn lên. Một tia hy vọng xuất hiện trong ông ta. Sao ông ta lại lãng quên thanh niên này vậy? Ông ta nhìn người thanh niên và hỏi, Tần Lạc, cậu có cách gì không? Có người thanh niên trả lời. Vậy cậu cứ nói đi, đừng ngại, có gì thì nói cái đó. Bây giờ chúng tôi đang trưng cầu ý kiến của mọi người, Lâm Thanh Nguyệt cười gượng nói. Ông ta sợ người thanh niên đó mất pin HD tính, không dám nói. Tần Lạc vốn không biết sợ là gì. Hắn nói to, tôi nghĩ đây là bệnh dịch tả. Ồ, toàn hội nghị xôn xao. Nếu không phải tình hình đang rất nghiêm trọng, e rằng đã có nhiều người cười phá lên. Này, cậu thanh niên, không hiểu gì thì đừng nói lung tung. Sao cậu lại kết luận là bệnh dịch tả? Những đứa trẻ sơ sinh này vẫn ở trong NICU từ trước đến nay, không ra ngoài. Cậu có hiểu NICU là gì không? Phòng chăm sóc trẻ sơ sinh, hoàn toàn tiệt chủng đó. Đúng là ngựa non háu đá. Cậu có biết bệnh dịch tả là gì không? Nếu chúng ta công bố điều này ra ngoài, e rằng xã hội sẽ lâm vào hoảng loạn. Thôi, mời cậu ta ra ngoài. Chúng ta tiếp tục thảo luận. Sao cậu ta lại được cử vào tổ chuyên gia của chúng ta? Một người nghi ngờ hỏi. Cậu ấy là bạn thân của cháu trai tôi. Cậu ấy rất giỏi, trung y Lâm Thanh Nguyện nói. Ông ta vốn mời ông nội của Tần Lạc xuống núi, giúp ông ta giải quyết chuyện này, không ngờ ông già đó lại nói mình bị ốm. Ông ta còn nói cháu nội của mình tình cờ cũng tới Yến Kinh có việc nên thay mặt ông nội. Lâm Thanh Nguyện cũng không định mời Tần Lạc vào tổ chuyên gia. Nhưng Tần Lạc tới tìm ông ta vào buổi chiều, thái độ rất nhiệt tình. Vì nể mặt ông bạn già nên ông ta không nỡ từ chối. Vào lúc quan trọng này mà vẫn còn làm việc dựa vào quan hệ thân tình, phó viện trưởng Mã Hữu Tài thì thào. Mặc dù hắn nói nhỏ nhưng cả hội nghị đều nghe thấy. Những thanh niên như thế, dù gia đình có danh tiếng nhưng có bản lĩnh gì không? Hơn nữa với dáng vẻ ốm yếu như thế, không ai dám đặt niềm tin vào hắn. Sắc mặt Lâm Thanh Nguyện càng lúc càng âm trầm, ông ta liếc nhìn bên dưới rồi nói, mọi người yên lặng. Hãy cứ để xem Tần Lạc nói, có thể cậu ấy có biện pháp hay. Sắc mặt Tần Lạc cũng âm trầm, hắn tức giận khi thấy mọi người chỉ trích hắn. Sao mọi người lại biết không phải bệnh dịch tả chứ? Được rồi, cứ coi như giả thiết của cậu đúng. Vậy bệnh dịch tả lây như thế nào? Tại sao những người khác không mắc? Tại sao những hộ lý ra vào căn phòng đo cũng không mắc? Nguyên nhân tại sao lây bệnh thì tôi không rõ lắm, Tần Lạc trả lời. Thế nhưng phổi của 36 em bé bị nhiễm trùng nặng. Hơi thở nặng, khí quản tiết ra nhiều dịch chất, người sốt cao. Kết quả xét nghiệm cho thấy có nhiễm trùng đường tiết niệu. Các cơ quan trong cơ thể suy kiệt, các triệu chứng này rất giống với một loại bệnh dịch tả do vi khuẩn hình que gây ra đã biến mất ở Trung Quốc nhiều năm trước. Tần Lạc, đúng vậy không? Lâm Thanh Nguyện vội hỏi. Đúng, Tần Lạc quả quyết gật đầu. Hắn do dự một lát rồi nói, đây là loại bệnh dịch tả do một loại vi khuẩn hình que khác thường gây ra. 2 năm trước ở Malaysia cũng xảy ra dịch bệnh này trên quy mô nhỏ. Có tìm ra phương pháp đeo trị không? Có, châm cứu, cộng thêm điều trị bằng thuốc trung y.
đương nhiên phải nhanh lên, nếu chức năng các cơ quan của trẻ bị suy kiệt, sẽ không cứu được. Rất vô lý, phó viện trưởng tức giận nói, viện trưởng, ông thể đùa giỡn với tính mạng của mấy chục đứa trẻ được. Anh ta chỉ là một người mặt búng ra sữa thì hiểu cái quái gì. Thế anh có cách nào không? Lâm Thanh Nguyện lạnh lùng hỏi phó viện trưởng, gã này ỷ vào ô dù lớn, suốt ngày kèn cựa, tranh chấp với ông. Tới thời điểm nước sôi lửa bỏng này mà hắn vẫn không quên tranh đấu. Chính ông ta phải cương quyết thì hắn mới từ bỏ thái độ đó. Không có, nhưng chúng ta không thể tùy tiện làm thế. Dùng thuốc trung y cho trẻ sơ sinh, nếu bệnh nặng hơn thì làm sao? Ông nên nhớ cơ thể của trẻ sơ sinh không chịu được vần vò như thế, phó viện trưởng cực lực phản đối. Trong mắt hắn, việc Tần Lạc chữa bệnh cho các em bé đó chính là vần vò lung tung. Lâm Thanh Nguyên nhìn Tần Lạc, không biết có nên tin hắn không, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên nghị của hắn, trong ông bất giác nảy sinh một niềm tin tưởng mãnh liệt. Chẳng lẽ những điều hắn nói đều có cơ sở? Cứ để cậu ta thử xem, Lâm Thanh Nguyên hạ quyết tâm. Đương nhiên ông ta cũng không có lựa chọn nào tốt hơn. Thử xem, nói thì dễ, nếu xảy ra chuyện thì ai chịu trách nhiệm? Tôi chịu, Lâm Thanh Nguyện và Tần Lạc đồng thanh nói. Hai người liếc nhìn nhau, một cảm giác vinh nhục cùng hưởng đồng thời xuất hiện trong lòng mỗi người. Được rồi, ông là viện trưởng nói gì chả được, tuy nhiên nếu có chuyện gì xảy ra ông phải chịu toàn bộ trách nhiệm, phó viện trưởng vừa nói vừa mừng thầm trong bụng. Vì một khi đã có thằng ngốc này đứng ra lãnh trách nhiệm thì tội gì không đổ hết lên đầu ông ta. Chính hắn mới là người không quan tâm đến sự sống chết của mấy đứa bé. Hắn chỉ cần giữ được vị trí công tác của mình. Yên tâm, nếu xảy ra chuyện gì tôi sẽ từ chức, Lâm Thanh Nguyên nói, hiển nhiên ông ta hiểu được ông ta đang nói cái gì. Nếu những em bé này gặp chuyện không hay, trên cương vị một viện trưởng, ông ta thực sự muốn gánh vác trách nhiệm. Đấy là ông nói đấy nhé, còn có mọi người ở đây làm chứng, gã Mã Hữu Tài mắt híp cười âm trầm. Nhìn vẻ mặt trơ trẽn của hắn, người khác chỉ muốn cho hắn mấy cái đá. Tất cả nhờ vào cậu, Lâm Thanh Nguyên đi tới bên cạnh Tần Lạc, vỗ vỗ vai hắn. Viện trưởng cứ yên tâm, Tần Lạc trịnh trọng nói. Tần Lạc đứng lên, hắn khẽ thở dài khi nhìn thấy hai cụ già râu tóc bạc phơ. Khi không có niềm tin vào tuổi tác, có những việc bắt buộc phải có người đứng ra gánh chịu trách nhiệm. Mặc dù việc này hắn có thể đứng ngoài. Vì 36 em bé vô tội. Mình phải làm một thằng ngốc rồi, Tần Lạc thầm nhủ. Chương 2, Thiêu Sơn Hỏa. Đường Quốc Trung chủ nhiệm khoa nhi chau mày, hắn luôn mồm đưa ra các mệnh lệnh khẩn cấp. Lâm Mai, cô hãy đi an ủi bố mẹ của mấy đứa nhỏ. Bảo họ cứ yên tâm, ở đây tranh cãi ồn ào cũng vô ích, ảnh hưởng đến việc chữa trị. Lúc đó trách nhiệm đổ cho ai? Lý Minh, đã có kết quả xét nghiệm vi khuẩn chưa? Mau đi lấy về đây. Hoàng Thiệu Nhiên, cậu đi bảo tổ cứu trợ căn cứ vào tình hình nhiễm bệnh của trẻ, hãy tiêm tăng liều lên. Nhìn thấy Lâm Thanh Nguyên và một nhóm người đi tới, Đường Quốc Trung vội đi ra đón, hắn lau mồ hôi trán, lo lắng nói, viện trưởng. Tình hình không khả quan, nếu chúng ta không có phương pháp điều trị mới, chỉ sợ những đứa trẻ đó. Tôi biết rồi, có thể chúng mắc bệnh dịch tả, Lâm Thanh Nguyên nói. Dùng người thì không được nghi ngờ. Nếu ông ta đã lựa chọn để Tần Lạc chữa trị thì ông ta phải tin tưởng kết luận của hắn. Cái gì, bệnh dịch tả, Đường Quốc Trung trợn tròn mắt, sao lại kết luận là bệnh dịch tả? Viện trưởng nói bệnh dịch tả thì đúng là bệnh dịch tả. Đường chủ nhiệm đừng lôi thôi mất thời gian nữa. Viện trưởng đã mời tới một chuyên gia trung y danh tiếng lẫy lừng. Chắc chắn sẽ có phương thuốc hay chữa được bệnh, phó viện trưởng Mã Hữu Tài đứng bên chen vào. Giọng nói hả hê như cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Thanh Nguyên không để ý đến loại tiểu nhân như Mã Hữu Tài. Ông ta xoay người vỗ vỗ vai Tần Lạc nói, Tần Lạc, tất cả trông vào cậu. Viện trưởng cứ yên tâm, nhưng tôi cần thêm một người trợ giúp, Tần Lạc tự tin nói. Hắn thấy Lâm viện trưởng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn. Nếu hắn không tỏ ra tự tin, e rằng ông ta sẽ đổi ý. Tình hình rất cấp bách, không thể trì hoãn hơn nữa. Cậu cần người giúp đỡ, nếu cậu cần ai trong tổ chuyên gia. Cứ đề nghị, mọi người sẽ giúp cậu, Lâm Thanh Nguyên nói. Tần Lạc quay nhìn xung quanh, ánh mắt hắn dừng lại trên người một nữ y tá trẻ trung xinh đẹp, là cô ấy. Người đó, Lâm Thanh Nguyên hơi ngạc nhiên. Sau rồi ông ta gật đầu nói, được. Cô đi cùng với bác sĩ Tần, cậu ấy cần gì, cô phải nhiệt tình hợp tác, Lâm Thanh Nguyên nói với nữ y tá nọ. Cần gì cũng phải đáp ứng, Tần Lạc chợt nảy ra ý đồ xấu rồi hắn thầm mắng mình đê tiện. Dạ. Viện trưởng nữ y tá sợ đến tái nhợt,
Nàng hiển nhiên biết bệnh dịch tả lây nhiễm rất nguy hiểm. Nhưng nàng sợ uy quyền của viện trưởng nên không dám phản đối. Không sao đâu, Tần Lạc cười nói với nữ y tá xinh đẹp. Hắn cầm tay nàng, mở cánh cửa phòng chăm sóc trẻ sơ sinh tiệt trùng trong suốt như pha lê. Không ít người có tâm lý cười chê, theo họ các chuyên gia cũng khó chữa trị được loại bệnh này. Họ không tin một thanh niên quê mùa có khả năng chữa được căn bệnh ghê gớm này. Nhìn thấy Tần Lạc tiến vào phòng bệnh, bọn họ lìa đứng bên ngoài cánh cửa thủy tinh trong suốt nhìn xem hoạt động bên trong. Tần Lạc móc từ trong người ra một cái hộp hình chữ nhật màu bạc. Hắn nói với cô y tá, chúng ta bắt đầu từ giường thứ nhất. Cô lấy cho tôi ít cồn. Nữ y tá đồng ý rồi nàng nhanh nhẹ lấy cồn đưa cho hắn. Tần Lạc vừa dùng rượu sát trùng ngân châm vừa nói, cô hãy cởi quần áo của các cháu bé ra. Tôi cần châm cứu. Nữ y tá nhiệt tình hợp tác, nàng nhanh chóng hoàn thành việc Tần Lạc giao. Tốt lắm, Tần Lạc vừa nói vừa đâm cây ngân châm rất nhanh vào ngực đứa bé ở vị trí các huyệt thiên đột, quan nguyên, thứ vĩ và các huyệt khác. Đâm sâu, hoặc nông, hắn đâm liên tiếp 18 châm, tốc độ ra châm rất nhanh, nhổ châm ra cũng rất nhanh, bàn tay hắn hoạt động không ngừng nghỉ, giống như một người đang biểu diễn ma thuật làm cho nữ y tá giúp việc đứng xem bên cạnh hoa hết cả mắt. Được rồi, đắp chăn cho cháu bé. Sau đó cô hãy cởi quần áo của trẻ ở giường số 2. Mau lên, chúng ta không có nhiều thời gian. Vậy đã được chưa? Nữ y tá trừng mắt hỏi hắn. Tốt lắm, giường kế tiếp. Tốt. Thiêu sơn hỏa, trời ạ, hắn dùng thủ pháp thiêu sơn hỏa sắc mặt của một thầy thuốc trung y ra ở bên ngoài bức tường thủy tinh lộ vẻ nghiêm trọng, sau đó ông ta ngạc nhiên hét lên chói tai. Lão Uông, thiêu sơn hỏa là gì? Mã Hữu Tài bực tức hỏi. Hắn thấy thủ pháp châm cứu của gã thanh niên đó cũng rất cao tay. Thiêu sơn hỏa, tuyệt kỹ thái ất thầm châm, vị thầy thuốc trung y già không để ý thấy sắc mặt của Mã Hữu Tài, ông vui vẻ giải thích. Thái ất thần châm, vào đời Ung Chính Đại Y Vương Trương Khanh Sơn đã dùng thủ pháp này. Nhưng các tài liệu đều nói thủ pháp này đã thất truyền cơ mà. Lâm Thanh Nguyên có trí nhớ. Nếu đã thất truyền lâu như thế, sao ông biết cậu ta dùng tuyệt kỹ thái ất thầm châm? Cậu ta còn trẻ, sao có thể hiểu được kỹ thuật châm cứu cao siêu đó? Mã Hữu Tài nghi ngờ hỏi. Không sai, cậu ta đang dùng tuyệt kỹ thái ất thần châm. Tôi có một cuốn sách y học cổ, trong đó có giới thiệu về thái ất thần châm. Dùng một cây châm dài một tấc, tam đề tam tiết. Sau đó dùng thủ pháp phượng tường thức thu châm, có thể bồi bổ cơ thể, bài trừ chướng khí độc khí. Nhưng nghe nói thái ất thần châm phải dùng nội lực để vận châm. Chẳng lẽ cậu ta có học khí công? Ha, 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 nhìn bộ dạng ốm yếu như thế, không có chuyện hắn biết khí công. Có khi thủ pháp của hắn chỉ giống thái ất thần châm mà thôi. Cứ đợi lát nữa có kết quả rồi hắn nói, Mã Hữu Tài cười nhạt nói. Trong căn phòng trẻ sơ sinh cách ly, Tần Lạc không biết những người bên ngoài đang tranh luận thủ pháp châm cứu của hắn. Hắn tập trung toàn bộ tinh thần vào công việc, không ngừng đâm châm, thu châm. Sắc mặt vốn tái nhợt của hắn giờ trắng bệch, không có chút khí sắc nào. Mồ hôi trán đọng lại thành giọt to, sau đó chảy thành dòng xuống mặt. Dáng vẻ hắn trông rất uể oải. Bác sĩ Tần, để tôi lau mồ hôi giúp bác sĩ. Nữ y tá cầm một cái khăn bông sạch, đỏ mặt nói. Hay quá, cảm ơn cô. Tần Lạc gật đầu, hắn vẫn không ngừng châm cứu, giải độc. Nữ y tá cầm khăn mặt đi tới, nàng cẩn thận lau mồ hôi trên mặt Tần Lạc. Nàng là một cô gái giàu tình cảm, nhìn thấy người thanh niên anh Tuấn thể hiện kỹ thuật châm cứu kỳ lạ, tâm hồn nàng không khỏi xao xuyến. Đến lúc này nàng đã hoàn toàn quên mất nỗi sợ hãi lây bệnh dịch tả. Hai ca cuối cùng Tần Lạc thở hổn hển nói, từ lúc bắt đầu đến giờ hắn đã châm cứu được cho 34 trẻ sơ sinh. Châm cứu là việc rất hao tổn tinh thần và thể lực. Muốn châm cứu chính xác thì tốc độ phải nhanh, kỹ thuật khéo léo. Quan trọng nhất là phải nhận biết đúng vị trí các huyệt đạo. Lực châm vào mỗi huyệt đạo cũng khác nhau. Hơn nữa vị thầy thuốc trung y già nói không sai. Sử dụng thái ất thần châm phải vận khí đâm châm. Mặc dù Tần Lạc có học qua đạo gia thập nhị đoạn cẩm, dẫn thể thuật nhưng nội lực trong cơ thể vẫn không đủ giúp hắn thi triển 30 mấy lần thủ pháp thái ất thần châm. Bác sĩ Tần, hãy nghỉ ngơi chút đi. Nữ y tá bày tỏ sự quan tâm nói với hắn. Không được, Tần Lạc lắc đầu, không bậc cha mẹ nào muốn mất đi đứa con yêu quý của mình. Nhưng, cởi quần áo giường 35. Được, nữ y tá đành phải làm theo. Tần Lạc dùng tay trái cầm tay phải, hắn muốn cho cánh tay phải tránh run lên vì mỏi nhừ. Sau đó hắn hướng cây châm đâm xuống người đứa bé đang bị vi khuẩn hành hạ,
khóc lóc giãy giụa. Nữ y tá dìu Tần Lạc đi tới châm cứu cho hai bé trai cuối cùng. Sau khi châm cứu xong hắn hoàn toàn kiệt sức. Vừa mới ra khỏi phòng, một đám đông vây quanh hắn. Tần Lạc, thế nào? Lâm Thanh Nguyện vội nắm tay Tần Lạc hỏi. Viện trưởng hỏi tôi hay hỏi mấy đứa trẻ? Tất cả, những đứa bé đó thế nào rồi? Lâm Thanh Nguyên hỏi. Bọn chúng không việc gì, Tần Lạc trả lời. Cam thảo 4 phân, đương quy 2 phân, thạch diêm 3 phân. Đổ nước ngập nửa thuốc, khi sắc để lửa riu riu. Sắc trong vòng nửa tiếng rồi cho bọn trẻ uống. Vậy tốt rồi Lâm Thanh Nguyên cuống quýt nói. Mã Hữu Tài muốn nói mấy câu phản bác nhưng hắn thay đổi ý định. Hắn cười cười đi tới cạnh Tần Lạc, vỗ vỗ vai Tần Lạc nói, anh hùng xuất thiếu niên. Thật không ngờ cậu đã cứu được tính mạng của 36 trẻ sơ sinh, mang lại niềm vui cho 30 sau gia đình. Cậu cũng đã cứu vãn danh dự của bệnh viện chúng tôi. Tôi đại diện cho bệnh viện trực thuộc trường Đại học Trung Y chân thành cảm ơn cậu. Lúc trước tôi nói điều gì không phải, tôi cũng chỉ vì tính mạng của mấy đứa trẻ, mong cậu đừng để tâm. Tôi thực sự xin lỗi cậu về những lời nói lúc nãy. Mã Hữu Tài biết đài báo vẫn theo dõi sát sao chuyện này. Sau này giải báo chắc chắn sẽ đưa tin đầy đủ về Tần Lạc, người đã cứu sống các em nhỏ. Bây giờ hắn cùng Tần Lạc có quan hệ tốt, đến khi phóng viên phỏng vấn hắn có thể nói tốt cho hắn mấy câu. Chung quy so với quan hệ căng thẳng, thì chẳng phải tốt hơn nhiều sao. Xin lỗi, sao ông không nói ông chấp nhận bị phạt 3 chén rượu? Tần Lạc khinh bỉ nói. Cậu có thái độ gì vậy? Sao cậu lại nói thế? Mã Hữu Tài tức hộc máu. Thằng khốn này lại không tiếp nhận cành ô liu của hắn. Thái độ gì? Tần Lạc cười hỏi, ông là cấp trên của tôi à? Tôi có cầu xin ông giúp không? Cái đó cũng thế thôi. Có biết tại sao tôi không lịch sự với ông không? Tần Lạc chỉ bộ trang phục thầy thuốc trên người Mã Hữu Tài nói, làm thầy thuốc, nếu không thể cứu chữa cho bệnh nhân, tốt hơn hết ông hãy cởi nó ra. Đừng làm ô bẩn nó. Tần Lạc đã rất khó chịu với Mã viện phó. Nếu như không phải hắn cần tranh thủ thời gian cứu bọn trẻ, hắn đã cãi nhau với ông ta rồi. Loại thầy thuốc cặn bã này, ngoại trừ việc thăng quan tiến chức, phát tài ra. Trong mắt bọn chúng không có việc gì là quan trọng hết. Kể cả tính mạng quý giá của bệnh nhân. Bởi vì loại người này tồn tại nên bệnh nhân mới có nhiều hiểu lầm với các thầy thuốc đang làm một công việc vĩ đại. Không có y đức, không đáng được tôn trọng. Cậu, mặt Mã Hữu Tài co rúm lại. Hắn chỉ tay vào mặt Tần Lạc. Không nói nên lời. Lâm Thanh Nguyên không ngờ một thanh niên yếu ớt như Tần Lạc lại ăn nói mạnh bạo đến vậy. Nhưng ông ta cũng rất vui khi chứng kiến sắc mặt của Mã Hữu Tài. Đợi khi Mã Hữu Tài không kìm nén được, sắp bộc phát ra ngoài. Lâm Thanh Nguyên mới cười nói, Tần Lạc, cậu mệt mỏi rồi, hãy đi nghỉ đã, chuyện các cháu nhỏ cứ giao cho chúng tôi. Được Tần Lạc trả lời, kỳ thật hắn cũng rất mệt mỏi. Hai mắt tối sầm, hắn ngã quỵ xuống. À, Lâm Thanh Nguyên vội vàng giơ hai tay ra muốn đỡ lấy Tần Lạc. Người đàn ông này thật đáng sợ. Một việc nảy sinh làm cho mọi người kinh ngạc. Thân thể đang từ từ khuỵu xuống của Tần Lạc đột nhiên dừng lại, hơn nữa còn làm một động tác khó tin là xoay chuyển 180 độ quay ngược lại. Sau đó trong tiếng hét lên của một cô gái, đầu hắn đã ngã vào lòng nữ y tá xinh đẹp đang đứng sau hắn. Mềm, mềm quá, giống như ngực của mẹ vậy. Thiêu sơn hỏa, còn gọi là châm nóng. Châm bổ, ba tiến một lùi. Châm qua ra xong, đưa kim xuống bộ thiên, xoay kim 3,5 lần, từ trái sang phải cho có cảm giác căng, tức, tê tiếp tục đưa kim xuống bộ nhân, cũng xoay kim 3,5 lần, từ trái sang phải cho có cảm giác. Sau đó rút kim ra, gần đến ra, dừng một chút rồi rút kim ra, bịt lỗ kim lại. Cách châm này có tác dụng trừ được hàn lạnh. Chương 3, ngự tỷ. Tần Lạc mở to mắt, trong phòng tối om. Tỉnh rồi sao? Nếu như còn mệt thì nghỉ thêm một lúc nữa đi, Lâm Thanh Nguyên vừa cười vừa nói. Hắn ngồi bên cạnh Tần Lạc. Cháu nghỉ đủ rồi, những đứa trẻ kia thế nào rồi? Tần Lạc lo lắng hỏi. Mặc dù hắn rất tin tưởng y thuật của mình, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Yên tâm đi, toàn bộ đều bình phục. Không ca bệnh nào phát sinh sự cố cả. Lâm Thanh Nguyên cười ha hả nói, nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra. Lão Tần có một đứa cháu ngoan thật. Đúng là hậu sinh khả úy. Nếu để ông cháu biết bác khen cháu như vậy, nhất định sẽ rất giận. Tần Lạc vừa cười vừa nói, ông cháu cũng không biết y thuật của cháu cao minh đến cỡ nào cả. Đó là do lão thực lòng quý cháu. Ông của cháu tính tình bướng bỉnh, miệng nói không thật với lòng, tôi còn không rõ sao.
Đúng rồi, thân thể lão ấy thật sự không khỏe à? Chí ít là ông nói vậy. Tần Lạc từ trên giường ngồi dậy, đây là đâu thế? Đây là buồng nghỉ ngơi trong văn phòng của tôi. Có khi bữa trưa không về, tôi sẽ ở trong này nghỉ ngơi một lát. Lâm Thanh Nguyên đi qua, kéo rèm cửa giày có thêu chữ giáp cốt cái xoẹt. Bên ngoài ánh nắng ấm áp, ánh sáng giống như thủy ngân trải đến. Chiếu vào thân thể Tần Lạc sau khi ngủ no nê, khiến người ta lười biếng, toàn thân thoải mái. Cháu ngủ bao lâu rồi? Tần Lạc kinh ngạc hỏi. Hắn nhớ rõ, mình tham gia hội nghị chuyên gia là buổi chiều, sao bây giờ lại thành buổi sáng? Ngủ một đêm rồi, hôm nay là ngày 16. Lâm Thanh Nguyên cười ha hả nói. Hắn đối người thanh niên trẻ tuổi này là càng nhìn càng thuận mắt. Xem ra khiến cậu mệt chết rồi. Tần Lạc, mặc dù nhờ phần giao tình của ông cậu, nhưng tôi vẫn sẽ cảm ơn cậu. Cậu không chỉ cứu những đứa trẻ kia, mà còn cứu cả bệnh viện chúng tôi, cứu thanh danh cả đời của Lâm Thanh Nguyên tôi. Nếu như những đứa trẻ kia thật sự xảy ra chuyện bất trắc gì, tôi đây sẽ... Viện trưởng, bác quá khách khí rồi. Không phải khách khí, lời tôi nói là thật lòng. Lâm Thanh Nguyên nghiêm túc khoát tay nói, sao? Còn gọi tôi là viện trưởng à? Gọi một tiếng ra ra chắc không ủy khuất cho cậu chứ? Tôi và ông cậu là bạn thâm giao nhiều năm đấy. Bằng không, lúc này đây lão làm sao chịu phái đứa cháu nội bảo bối cậu tới giúp tôi chứ? Lâm gia gia Tần Lạc chỉ đành mặt dày gọi. Ha ha, biết thanh niên mấy cậu không thích những cách xưng hô này. Tôi cũng không miễn cưỡng cậu. Cậu cảm thấy gọi sao mà thuận miệng thì cứ gọi thế đi. Lâm Thanh Nguyên cũng là một lão nhân có suy nghĩ thoáng. Tần Lạc à, có chuyện tôi vẫn phải thẳng thắn nói cho cậu biết, hy vọng cậu không tức giận. Chuyện gì à? Là như vậy, ngày hôm qua sau khi cậu trị cho những đứa trẻ kia, bệnh viện chúng tôi đã mở cuộc họp báo để công bố kết quả. Không chỉ chúng ta quan tâm chuyện này, truyền thông và công chúng cũng rất quan tâm. Nhưng lúc đó cậu đang hôn mê bất tỉnh, tôi cũng chỉ có thể bảo những thành viên khác của tổ chuyên gia tham gia buổi họp báo. Thấy vẻ mặt của Tần Lạc cũng không có thay đổi gì, giống như không thèm để ý đến chuyện họp báo rầm rộ này, Lâm Thanh Nguyên mới nói tiếp, người là do cậu cứu, vốn nên đẩy công lao lên người cậu. Nhưng cậu cũng biết tổ chuyên gia là do ban ngành chính phủ lãnh đạo. Chỉ có thể nói với truyền thông là công của cả tập thể. Điểm này, mong cậu có thể hiểu cho. Có thể là vì cảm thấy bệnh viện làm vậy thật sự có hơi quá mức, vẻ mặt Lâm Thanh Nguyên xấu hổ nói, tôi đã nhắc qua tên cậu trên truyền thông. Nếu như cậu đồng ý, tôi có thể an bài một ít phóng viên phỏng vấn riêng cậu. Ra ra, người nói những chuyện này cháu đều có thể hiểu được. Không sao, nếu như đã đổ lên đầu tổ chuyên gia, vậy an bài phỏng vấn cho cháu cũng không thích hợp. Đến lúc đó cháu đồng ý phỏng vấn rồi nên nói thế nào đây? Nói là chính mình chữa trị sao, vậy không phải là làm mất mặt tổ chuyên gia à? Nói là công lao của tập thể thì cháu không nói được. Lâm Thanh Nguyên ngẩn người ra, nói, thanh niên trẻ cậu đấy, sắc bén khiến người khác phải sợ hãi. Lâm gia gia, cháu chỉ là có thể nói lời mình muốn nói ra mà thôi. Còn những người khác bởi vì bị quá nhiều trói buộc, nên lại không làm được điểm này. Vậy cậu sau này có tính toán gì không? Nếu không thì làm bác sĩ ở bệnh viện chúng tôi xem. Dựa vào y thuật của cậu, chắc chắn có thể mở phòng khám bệnh chuyên khoa. Nếu còn có điều kiện gì khác, tôi cũng sẽ cố gắng nghĩ biện pháp thỏa mãn Lâm Thanh Nguyên vì chuyện trước đó nên rất áy náy với Tần Lạc, cho nên cố gắng đền bù một chút gì đó cho hắn. Tần Lạc lắc đầu, đáp, cảm ơn Lâm gia gia. Cho dù muốn làm bác sĩ, cháu cũng sẽ không dựa vào bệnh viện. Vì sao? Cháu vừa mới gây mâu thuẫn với phó viện trưởng, lúc này mà vào không phải là chui đầu vô lưới sao? Tần Lạc vừa cười vừa nói. Không hề gì, mặc dù tôi sắp về hưu, nhưng tôi vẫn còn vài đứa học trò, Mã Hữu Tài sẽ không dám làm gì cậu đâu. Lâm Thanh Nguyên vội cam đoan. Tần Lạc lắc đầu, nói, đời người ngắn ngủi, cớ gì phải khiến tất cả mọi người không thoải mái chứ? Được rồi, tôi cũng không miễn cưỡng cậu, cậu lần này tới Yên Kinh có chuyện cần xử lý à? Vâng, cháu tới từ hôn. Từ hôn, Lâm Thanh Nguyên mở to hai mắt nhìn. Tôi chỉ nghe nói qua nam nhân cầu hôn, nào có chuyện chủ động chạy tới từ hôn. Tần Lạc cười cười không nói tiếp, tỏ ý là hắn không muốn nói về đề tài này. Ha ha, được lắm, cậu không sao là được rồi. Tôi còn phải tham gia một cuộc họp. Như vậy đi, cậu ở Yên Kinh này đang chưa có chỗ ở phải không? Sẽ không ở khách sạn chứ? Bất tiện lắm, tôi bảo Tiểu Trần dẫn cậu đến nhà tôi. Nhà tôi nhiều phòng, trống thì vẫn còn trống, nếu cậu hiểu lời của gia gia tôi đây. Thì không nên khách khí với tôi. Tôi còn có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu.
Thịnh tình không thể từ chối, Tần Lạc cũng thật không muốn cự tuyệt người ta. Chỉ đành đáp ứng thỉnh cầu của Lâm Thanh Nguyên. Tiểu Trần là thư ký của Lâm Thanh Nguyên, là một thanh niên đeo kính tướng mạo trung hậu. Lâm Thanh Nguyên chọn người như vậy làm thư ký, Tần Lạc bất giác cũng hơi thấy kỳ quái. Tôi tên Trần Lôi, cậu cứ gọi tôi Tiểu Trần là được. Tiểu Trần vừa lái xe, vừa giới thiệu bản thân. Tần Lạc phát hiện, lúc hắn nói những lời này, lỗ tai lại đỏ. May mắn mình không phải mỹ nữ, nếu không chỉ sợ tay nắm tay lái của hắn run lẩy bẩy không ngừng ấy chứ. Tần Lạc, Tần trong Tần Hoàng Hán Vũ, Lạc trong Lạc Thủy. Tần Lạc cũng không ghét gã thanh niên trẻ này, cho nên cũng tự giới thiệu. Tên cậu nghe êm tai hơn tên tôi Trần Lôi nói. Tên cũng chỉ là dấu hiệu để phân biệt mà thôi. Tần Lạc cười khổ. Hai đại lão gia, bảo sao tên không dễ nghe cơ chứ. Đại ca Trần Lôi này chỉ nói, chữ lôi trong lôi nhân, khiến hắn không thể nào tiếp lời. Xe quẹo vào một khu nhỏ, sau đó dừng lại ở một vùng đất mềm cạnh ao. Trần Lôi chỉ vào một biệt thự nhỏ hai tầng bên cạnh ao, nói, tòa nhà đó chính là chỗ ở của viện trưởng. Cậu tự vào đi, tôi không vào đâu. Lúc nói những lời này, Trần Lôi giống như là đang làm chuyện gì trái với lương tâm. Sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt trốn tránh. Tần Lạc bắt đầu nghi ngờ, cười hỏi, anh vì sao không vào? Tôi. Sao vậy? Tôi không dám đi. Vì sao không dám? Viện trưởng có một cô cháu gái. Lâm Tiểu Thư có thể đang ở nhà. Cháu gái, Tần Lạc vuốt mũi nghĩ một lúc, hỏi, nàng rất xấu sao? Không, không phải, Lâm Tiểu Thư rất đẹp. Vậy sao anh không dám vào? Tần Lạc càng thêm hiếu kỳ. Nàng không thích tôi. Tôi thật sự không dám đi. Trần Lôi cuống đến phát khóc. Được rồi, tự tôi đi vậy, cảm ơn anh đưa tôi tới đây. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Hắn cũng không muốn làm khó người thật thà này. Cảm ơn, đây là chìa khóa viện trưởng đưa cho cậu, tự cậu vào nha. Trần Lôi nói. Tần Lạc vẫy tay tạm biệt Trần Lôi, vừa mới đẩy cửa xuống xe, Trần Lôi đã lái xe chạy nhanh như chớp. Tần Lạc thấy mà trợn mắt há mồm, chẳng lẽ con gái nhà họ Lâm là cọp cái? Do dự một lúc, Tần Lạc vẫn cầm chìa khóa đi tới biệt thự Lâm gia. Hắn đã đồng ý với Lâm Thanh Nguyên, cũng không thể chỉ vì oai danh một cô gái mà chạy mất dạng được. Xuyên qua khe hở nơi cửa sắt cao cao nhìn vào, vừa thấy, Tần Lạc liền bị cảnh sắc trong sân hấp dẫn. Chính xác hơn là bị một nữ nhân tuyệt sắc bên trong hấp dẫn. Nữ nhân đang cầm vòi hoa sen tưới hoa, bộ dạng chuyên chú giống như đang chăm sóc bảo bối chân quý nhất của mình vậy. Cả người nàng mặc bộ áo quần ở nhà bằng vải bông màu trắng, cao khoảng 1m7, do xoay người lại, bộ ngực đầy đặn liền theo đó mà rủ xuống. Theo động tác của nàng mà rung rinh, giống như bơm nước bất cứ lúc nào cũng có thể rớt xuống. Mái tóc dài đen nhánh xõa trên vai, che khuất dung nhan một bên. Nhưng phía mặt kia như ẩn như hiện, lại đủ khiến người khác phải mê say. Bộ ngực đầy đặn, dáng người cao ráo, vóc dáng xinh xắn, quả thực là vưu vật nhân gian. Quan trọng hơn là, nhìn sơ qua thì nàng khoảng 27-28 tuổi. Cho dù là tướng mạo hay là thân thể đều không còn chút chát xanh nào. Đúng là quả đào chín mọng nước. Ngự tỷ, tôi yêu ngự tỷ, trong lòng Tần Lạc rên lên một tiếng, gõ nhẹ vào cửa sắt Lâm gia. Ở trước mặt ngự tỷ, Tần Lạc muốn giữ phong độ nam nhân cho thật tốt. Mặc dù tiếng gõ cửa không lớn, nhưng cô gái đang tưới hoa rõ ràng bị kinh động, quay sang chừng mắt liếc nhìn Tần Lạc. Chỉ mới liếc, đã khiến cho ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng Tần Lạc bị dập tắt một nửa. Lạnh, thật sự là quá lạnh. Cũng không biết nữ nhân này đã trải qua chuyện gì, ánh mắt ném ra giống như là con dao mổ sắc bén, khiến cho người ta cảm thấy nổi da gà. Tần Lạc rốt cục minh bạch, vì sao, Lô Nhân huynh, ngay cả cửa cũng không dám vào đã sợ mà chạy mất. Bây giờ, Tần Lạc thậm chí cũng muốn trốn. Cô gái thả vòi hoa sen trong tay xuống, đi về phía Tần Lạc, càng tới gần, mỹ cảm nóng bỏng càng mê người. Càng tới gần, hàn ý thấu xương cũng càng mãnh liệt. Anh là ai? Giọng cô gái lạnh như băng, trong lời nói chẳng nghe ra chút tình cảm nhân loại nào. Tôi là Tần Lạc. Tần Lạc rất cố gắng, tác động khóe miệng, nở nụ cười tự nhận là mê người nhất trong đời. Không quen. Loảng xoảng. Cô gái kéo cửa sắt cái xoẹt, rắc một tiếng, khóa lại. Tần Lạc sửng sốt nửa ngày, mới kịp phản ứng, hắn bị bỏ mặc ngoài cửa rồi. Mẹ nói chuyện gì thế này? Tôi chưa giới thiệu gì cả, cô đương nhiên là không biết rồi. Chương 4, tự ném đá vào chân mình.
Có lẽ bản tính của mỗi người đàn ông đã ăn sâu vào máu. Có lẽ tình ý của Tần Lạc với cô gái này nổi lên hoặc bản tính kiêu ngạo của hắn bị tổn thương. Tần Lạc quyết định hôm nay hắn phải bước qua cánh cổng này. Vì vậy dưới ánh mắt ngạc nhiên của cô gái lạnh băng, Tần Lạc móc túi lấy chìa khóa, tự mở cánh cửa sắt. Tại sao anh lại có chìa khóa nhà tôi? Cô gái lạnh như núi băng hỏi. Ông của cô đưa cho tôi, Tần Lạc cười nói. Tại sao ông tôi lại đưa chìa khóa cho anh? Anh là ai? Tôi nói rồi, tôi là Tần Lạc. Còn lý do tại sao ông cô đưa chìa khóa cho tôi thì tôi không cần phải nói, Tần Lạc vừa nói vừa đi vào trong nhà. Đứng lại, anh còn dám tiến vào, tôi sẽ báo cảnh sát, cô gái hét lên. Tùy cô, nhưng trước khi cô gọi cảnh sát, cô hãy gọi điện thoại cho ông cô đã, Tần Lạc nhún vai ra vẻ bất cần. Trong chiếc áo trường bào màu đen, hắn trông có vẻ phong lưu. Chờ đấy, cô gái lạnh băng trừng mắt nhìn Tần Lạc rồi nàng chạy vội vào phòng khách. Hiển nhiên nàng muốn gọi điện thoại hỏi ông của mình. Dựa vào kinh nghiệm truyền lại của người Trung Quốc, những phụ nữ có vòng ngực lớn như nàng chắc chắn sẽ sinh con trai. Tần Lạc nhìn kiều đồn khiêu gợi của cô gái lạnh băng lắc lắc khi nàng chạy vào nhà, hắn thầm nghĩ nàng sẽ là một người vợ lý tưởng. Tần Lạc đi vào phòng khách, cô gái đang nói chuyện điện thoại với Lâm Thanh Nguyên. Hình như nàng không hài lòng với câu trả lời nhận được, gương mặt nàng càng trở nên băng giá, nàng nhìn Tần Lạc chằm chằm như muốn lột da hắn. Thế nào, tôi không lừa cô chứ? Tần Lạc cười hỏi, phòng của tôi ở đâu? Tự tìm đi. Vậy nếu tôi vào nhầm phòng, nhìn thấy cái gì không nên nhìn thì sao? Tần Lạc tủm tỉm cười hỏi nàng. Thì tôi sẽ móc mắt anh ra, cô gái tức giận nói, tầng 2, phòng thứ nhất bên trái. Cảm ơn, như vậy tôi sẽ không tìm lầm phòng nữa. Cô gái hung hăng trừng mắt nhìn Tần Lạc rồi đi ra ngoài. Tần Lạc nhìn dáng lưng cô gái, trầm tư suy nghĩ. Cô gái này có bệnh. Sau khi tìm được phòng của mình trên tầng 2, Tần Lạc liền cởi quần áo, đi vào phòng vệ sinh. Khi đang tắm rửa, Tần Lạc chợt nhớ ra một chuyện phiền toái, hắn không có quần áo sạch để thay. Cái áo bào màu đen không mặc được nữa. Hôm qua khi cứu chữa cho đám trẻ, hắn ra rất nhiều mồ hôi, quần áo ẩm ướt, còn bốc mùi nữa. Nhưng lần này hắn rời nhà không mang theo hành lý, quần áo để thay giặt cũng không mang. Tóm lại hắn không thể quấn khăn bông quanh người đi ra ngoài. Nói giỡn thế thôi, hắn không phải là người tùy tiện. Mặc kệ bọt xà phòng dính đầy trên người, Tần Lạc chạy ra ngoài lục lọi ngăn tủ xem có tìm được gì đó mặc vào người. May mắn Tần Lạc tìm được một cái áo choàng tắm trong tủ quần áo. Không may đó lại là cái áo của phụ nữ. Cái áo choàng tơ lụa, màu hồng nhạt rộng thùng thình. Trên vai áo còn thêu hoa văn. Sau khi Tần Lạc mặc vào hắn còn ngửi thấy mùi nước hoa. Tần Lạc hiểu ra cô gái lạnh băng đó không hảo tâm. Nàng đã sắp đặt hắn vào phòng phụ nữ, vì người hắn đầy mồ hôi nên hắn muốn tắm rửa ngay, không cẩn thận kiểm tra. Vậy bây giờ hắn phải làm gì? Cái áo choàng tắm này không mặc được, nếu chuyện này lộ ra ngoài, cả đời hắn cũng không ngẩng đầu lên được. Không mặc, chẳng lẽ để thân thể lõa lồ đi ra ngoài? Tần Lạc chạy đến bên cửa sổ, hắn muốn nhờ cô gái tìm giúp quần áo cho hắn, không ngờ nàng không còn ở trong sân nữa. Không sao được, Tần Lạc đành quấn khăn tắm che các bộ phận cơ bản trên cơ thể. Hắn lặng lẽ hé cửa nhìn, sau khi thấy hành lang không có ai hắn liền nhanh chân chạy ra ngoài. Hắn muốn chạy đi tìm phòng của Lâm Thanh Nguyên, tìm quần áo mặc tạm. Tần Lạc trong tình trạng gần như lõa thể chạy được nửa đường thì sau hắn vang lên tiếng mở cửa. Hắn quay đầu lại nhìn thì thấy cô gái lạnh băng đang trừng mắt nhìn hắn. Anh muốn làm gì? Cô gái lạnh băng hỏi. Tôi không làm gì, Tần Lạc đau khổ nói. Vậy anh đang làm gì đây? Tôi tìm quần áo. Cô gái bĩu môi, mỉa mai nói, không ngờ anh thích ở trần chạy ra ngoài. Tần Lạc nổi giận thầm nghĩ, tôi rơi vào cảnh này chính là do cô dở trò quỷ. Hắn giả đò muốn cởi nút khăn bông, cười ác ý nói, ha, ha. Cô phát hiện ra như vậy cô đã chiếm tiện nghi của tôi rồi. Theo lý mà nói một khi phụ nữ gặp phải đàn ông dở trò lưu manh, tất cả đều đỏ mặt tía tai. Hai tay bụng mặt, lén nhìn qua kẽ tay, hờn mắt nói, đáng ghét, anh thật đáng ghét, rồi sau đó cuống cuồng bỏ chạy. Nhưng phản ứng của cô gái này nằm ngoài suy đoán của Tần Lạc. Hai tay nàng khoanh trước ngực, đôi mắt to, xinh đẹp lạnh lùng, hờ hững nhìn Tần Lạc, dáng vẻ mong đợi. Sao thế, không dám cởi, cô gái cười nhạt hỏi. Cô đúng là lưu manh. Tần Lạc giống như một người vợ bị lăng nhục, uất ức mắng lại.
Sau đó hai tay hắn cầm khăn bông che kín các bộ phận quan trọng rồi cứ thế chạy về phòng của mình. Tần Lạc ôm đầu nằm gục trên giường khóc. Khi dễ người quá đáng. Khóc nhiều nên mệt mỏi. Mệt mỏi nên Tần Lạc ngủ thiếp đi. Không biết trải qua bao lâu, Tần Lạc đang mơ màng ngủ thì nghe tiếng gõ cửa. Tần Lạc tức giận nói, đúng là phụ nữ. Tưởng tôi không dám lõa thể ư. Tôi là đàn ông, thiệt hại gì chứ? Càng nghĩ càng tức giận, Tần Lạc để người lõa lầu nhảy khỏi giường. Lúc này ngay cả khăn bông hắn cũng không quấn. Hắn bước ra mở toang cửa phòng. Cô tưởng tôi không dám ư, Lâm Gia Gia. Lâm Thanh Nguyên đứng ngoài cửa nhìn thân thể trần truồng của Tần Lạc, hai mắt ông mở to, trừng trừng nhìn hắn, định nói gì rồi lại thôi, chỉ muốn quên đi cảnh tượng trước mắt. Tần Lạc, là cháu à? Binh! Tần Lạc đóng cửa lại rồi vội vã chạy đi tìm khăn bông. Lần này Tần Lạc quấn khăn bông đứng trước mặt Lâm Thanh Nguyên. Hắn xấu hổ cười nói, cháu xin lỗi, Lâm Gia Gia. Cháu vừa mới tắm xong. Tắm? Dạ đúng. Sau khi tắm xong cháu mới biết không mang quần áo để thay Tần Lạc giải thích lý do. Hắn không muốn Lâm lão gia hiểu nhầm chuyện lõa thể của hắn. Ồ, ông sơ suất quá, Lâm Thanh Nguyên nói, cháu chờ chút. Hoán Khê mua cho ông một bộ thể thao. Ông vẫn chưa mặc, để ông cầm lại cho cháu. Cháu cứ lấy mà mặc. Hoán Khê, cháu gái của ông, các cháu chưa gặp nhau à? À, gặp rồi, Tần Lạc gật đầu. Tốt lắm, ông đi lấy quần áo cho cháu. Sau khi thay quần áo xong cháu xuống dưới nhà ăn cơm, Lâm Thanh Nguyên cười nói. Vóc người của Tần Lạc cũng tương tự với Lâm Thanh Nguyên nên bộ áo đó khá vừa với hắn. Nhưng do đây là lần đầu tiên mặc bộ quần áo thể thao nhãn hiệu Nike, Tần Lạc cảm thấy không thoải mái. Đi xuống tầng 1, Lâm Thanh Nguyên cùng cô gái lạnh băng đã ngồi chờ ở phòng ăn. Một cô người làm vội mang thức ăn đặt lên bàn. Lúc Tần Lạc mới tới không nhìn thấy người này, có thể cô ta đi ra ngoài mua thức ăn. Tần Lạc, lại ngồi đi. Hai ông cháu ta uống chút rượu nhé. Lâm Thanh Nguyên vừa bỏ chén ra vừa cười nói với Tần Lạc. Lâm Gia Gia, cháu không uống rượu. Tần Lạc lắc đầu, cười gượng nói. Không uống được rượu, chúng ta là người phương Bắc, tại sao cháu không uống được rượu? Đàn ông phương Bắc chúng ta uống rượu bằng bát. Hôm nay ông không ép cháu, chúng ta chỉ uống mỗi người 3 chén nhỏ thôi. Ông già rồi, không dám uống nhiều. Lâm Thanh Nguyên nói vẻ không vui. Đàn ông phương Bắc phần lớn biết uống rượu, hơn nữa tửu lượng rất khá. Nếu có khách đến thăm lại càng uống nhiều rượu. Lâm Gia Gia, cháu không uống được rượu, một giọt cũng không được. Tần Lạc nói vẻ đau khổ. Tại sao? Cơ thể cháu không tốt lắm. Tần Lạc buồn bã trả lời. Cái bệnh đó vẫn chưa chữa khỏi à? Sắc mặt Lâm Thanh Nguyên trầm xuống, ông hỏi Tần Lạc. Dạ, Tần Lạc gật đầu trả lời. Ông cháu y thuật cao minh thế mà cũng không chữa khỏi cho cháu. Lâm Thanh Nguyên nhìn nước da tái nhợt của Tần Lạc hỏi. Bây giờ ông mới hiểu tại sao cơ thể Tần Lạc lại hư nhược như vậy. Muốn chữa được bệnh này cần có cơ duyên. Thôi được, ông cũng không uống. Hai ông cháu ta uống vài ly nước ngọt. Lý Tẩu, hãy mở cho chúng tôi một chai Sprite, Lâm Thanh Nguyên nói. Lâm Hoán Khê mặc dù ngồi không nói gì nhưng nàng vẫn âm thầm nghe hai người nói chuyện. Nàng nghe nói Tần Lạc mang bệnh trong người nên nàng có chút cảm thông với hắn. Lâm Thanh Nguyên kéo Tần Lạc ngồi xuống hỏi, cháu tới Yến Kinh thối hôn là vì lý do này sao? Đúng, Tần Lạc gật đầu nói, người cháu như này cần gì hại người khác nữa? Hơn nữa bây giờ là thời đại nào rồi mà còn cái gọi là chỉ phúc vi hôn, cháu cũng không đồng ý. Cháu chưa gặp mặt cô gái đó, chắc chắn không có tình cảm với nhau. Ôi, nói gì thì nói, thanh niên các cháu bây giờ không thích bị người khác cưỡng ép. Tần Lạc, ông rất coi trọng cháu. Cháu trẻ tuổi, ưu tú, y thuật cao minh. Cháu không lo không tìm được vợ. Lâm Gia Gia, ông quá khen. Tần Lạc khiêm nhường nói. Không đâu, Lâm Thanh Nguyên chỉ Lâm Hoán Khê đang ngồi đối diện hỏi, cháu thấy cháu gái ông thế nào? Hả, rất đẹp, Tần Lạc trả lời lấy lệ. Hắn không thể nói cháu gái của ông, tính tình lãnh đạm. Mặc dù sự thật thì cô nàng đúng như vậy. Cháu nghĩ nó đẹp. Đúng, chị ấy rất đẹp, Tần Lạc kiên nhẫn trả lời. Nhưng hắn đột nhiên có dự cảm xấu về chuyện này. Được, nếu cháu đồng ý, ông sẽ gả cháu gái ông cho cháu. Lâm Thanh Nguyên trịnh trọng tuyên bố. Ông làm như cháu gái của mình là gái già, phải vội vàng gả bán. Hả, Tần Lạc kinh ngạc, hắn không ngờ Lâm Thanh Nguyên lại chủ động nói tới chuyện này. Vừa rồi hắn vẫn còn khen Lâm Hoán Khê, bây giờ từ chối thì không khác nào tự ném đá vào chân mình. Chương 5, chứng sợ nam. Lâm Gia Gia,
chuyện này chẳng phải nên xem duyên phận sao? Cháu cảm thấy chị Lâm ưu tú như vậy, lại xinh đẹp nữa, nhất định sẽ có rất nhiều nam nhân thích chị ấy. Hơn nữa, chị ấy cũng chưa chắc sẽ thích loại người như cháu. Ha ha, vẻ mặt Tần Lạc cười cứng ngắc, thớ thịt trên mặt sắp co giật. Lần đầu tiên làm người tốt trong mắt kẻ khác, cảm giác này thật không dễ chịu chút nào. Cạch, Lâm Hoán Khê đang cúi đầu ăn cơm không ngờ ngọn lửa chiến tranh lại dẫn đến mình, cầm đũa đập trên mặt bàn, nói, ra ra, ông nói cái gì vậy? Ai mà thèm gả cho hắn chứ? Trên khuôn mặt bóng mịn như son hơi đỏ, con mắt hàm xúc phong lưu đầy tức giận. Ngự tỷ lúc tức giận càng xinh đẹp không gì sánh được. Hoán Khê, cháu cũng không còn nhỏ nữa, lúc này nên nghĩ đến vấn đề này rồi, Lâm Thanh Nguyên khuyên bảo chân thành. Mấy người ăn đi, cháu no rồi, Lâm Hoán Khê buông đũa, đứng dậy đi lên lầu. Nhìn thấy bóng lưng Lâm Hoán Khê biến mất ở đầu bậc thang, Tần Lạc cùng Lâm Thanh Nguyên nhìn nhau cười khổ. Ôi, Tần Lạc, ông không phải nói giỡn đâu, nếu như các cháu có ý, ông thật muốn tác hợp cho. Nhưng Hoán Khê nó, Lâm Thanh Nguyên nặng nề mà thở dài. Không biết là đang lo lắng cho hôn sự của cháu gái, hay là đang tiếc hận vì cháu gái cự tuyệt ý tốt của mình nữa. Lâm Gia Gia, ông cũng không cần phải lo lắng. Con cháu đều có phúc của con cháu. Bây giờ chỉ có nam nhân buồn vì lấy vợ, nào có nữ nhân buồn vì gả chồng đâu. Tần Lạc cười an ủi nói. Không lo, Tần Lạc, ông có thể không buồn sao? Hoán Khê đã 27, qua 3 năm nữa là tròn 30. Từ ngữ phổ biến trên báo chí gọi là gì nhỉ? Đúng rồi, thằng nữ, những cô gái lớn như nó, có mấy ai chưa kết hôn. Nhưng mà đến tận bây giờ, nó ngay cả bạn trai cũng không có. Ông giới thiệu cho nó bác sĩ ở viện chúng ta, nó cũng không đồng ý. Trong trường nó cũng có rất nhiều người theo đuổi, nhưng nó một người cũng chẳng ưng. Sinh viên trong trường đặt cho nó ngoại hiệu rất khó nghe. Gọi là giáo sư Băng Sơn đây không phải là đặt bừa sao. Bây giờ lo lắng duy nhất của ông chính là hôn sự của nó. Tần Lạc cười khổ, khó trách ông lão này mới gặp ngày đầu, mà đã xúc tiến mình với cháu gái ông. Chắc là sợ cháu gái mình thành thằng nữ. Tần Lạc một phen lo lắng, cuối cùng vẫn nói thẳng ra, Lâm Gia Gia, cháu hoài nghi chị Lâm có bệnh. Có bệnh, lông mày Lâm Thanh Nguyên cau lại. Vâng, bệnh tâm lý. Tần Lạc lén nhìn đầu cầu thang một cái, hắn sợ cô gái Băng Sơn kia đi rồi quay lại. Chẳng lẽ cháu ấy thích con gái? Lâm Thanh Nguyên hỏi. Điều này thì chắc không phải. Cháu muốn nói là, chị ấy bị một loại bệnh tâm lý, loại bệnh này khiến người bệnh chán ghét nam nhân. Thậm chí không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với nam nhân. Trong y học, nó có một cái tên khoa học, gọi là chứng sợ nam. Tần Lạc giải thích. Tần Lạc từ sự chán ghét trong mắt lúc Lâm Hoán Khê thấy hắn thì có suy đoán này, mình là một cây củ cải tốt trắng trắng mềm mềm, mặc dù khi nhìn thấy không đến độ si mê thét lên, nhưng cũng không nên dùng loại thái độ đó mà đối đãi với mình chứ. Sau khi nghe Lâm Thanh Nguyên nói hết, Tần Lạc càng xác định chuyện này là sự thực. Chỉ là, Tần Lạc lần đầu tiếp xúc với Lâm Hoán Khê, chưa từng qua lại với nàng. Cho nên, nàng đến cùng có phải mắc chứng bệnh này hay không, Tần Lạc cũng không nắm chắc được 100%. Chứng sợ nam, tiếng Anh giải thích gọi là anderbia. Chính là sự sợ hãi khí chất nam giới. Hầu như mỗi người bệnh đều có một đoạn bối cảnh kinh nghiệm của riêng mình. Nhưng xét tổng quan thì đều có chút dính dáng đến thời kỳ trước, đặc biệt là thời kỳ trưởng thành. Có lẽ là vào thời kỳ trưởng thành gặp một vài nam nhân khiến người ta chán ghét, hoặc là do thấy cảnh nam nhân bạo lực thô tục ở trong phim. Cũng có thể là do hôn nhân và yêu đương lần đầu thất bại. Cụ thể là nguyên nhân gì thì phải đợi sau khi trải qua tiếp xúc với người bệnh mới có thể biết chắc được. Chứng sợ nam, vậy cháu có thể trị khỏi cho Hoán Khê không? Lâm Thanh Nguyên nắm tay Tần Lạc, lo lắng hỏi. Để cháu thử xem sao, Tần Lạc đáp. Tần Lạc, ông van cháu. Cháu giúp Hoán Khê đi, Lâm Thanh Nguyên khẩn thiết nói. Sau khi ăn cơm xong, Tần Lạc dặn bảo mẫu đặc biệt làm một chén cháo cà chua trứng gà. Sau đó hắn đích thân bưng chén cháo kia đứng trước cửa phòng Lâm Hoán Khê, nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Lâm Hoán Khê mở cửa, thấy đứng trước cửa là Tần Lạc, lạnh lùng mà hỏi, cậu tới đây làm gì? Biết buổi tối chị chưa ăn gì. Tôi mang tới cho chị một chén cháo. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Cầm chén cháo trứng gà nóng hôi hổi đưa tới. Không ăn nói xong, Lâm Hoán Khê muốn đóng cửa. Dầm. Tần Lạc đột nhiên đặt tay trên ván cửa, ngăn động tác đóng cửa của Lâm Hoán Khê. Nói thật, dựa vào thái độ ác liệt chị đối với tôi, chị không ăn, tôi càng vui. Vì như vậy sẽ có thể khiến tôi có khoái cảm trả thù. Tần Lạc cười lạnh nói. Nhưng mà,
nể mặt Lâm Gia Gia, bây giờ chị đang cần được trợ giúp, nhất định phải giúp chị một lần. Giúp tôi, cậu dựa vào cái gì mà giúp tôi? Tôi có cái gì cần cậu giúp chứ? Lâm Hoán Khê lạnh lùng mà hỏi, hai tay không kìm được kéo vạt áo ngủ lại. Nàng vừa mới tắm xong, còn xóa tóc trên vai, trên người mặc một bộ áo ngủ màu tím. Mặc dù hoa văn đỏ sậm đã che hơn phân nửa da thịt trơn mềm trắng mịn như tuyết, nhưng cần cổ dài thon như thiên nga, xương quai xanh khêu gợi cùng bộ ngực săn chắc 10 phần, khiến người khác phải nghĩ bậy nghĩ bạ. Chính nhân quân tử Tần Lạc trong lúc hiên ngang lẫm liệt nói lời cứu vớt con cừu non lạc đường, con mắt còn lén liếc một cái rất không thành thật, hai mắt chớp vài cái. Đương nhiên, cảnh tượng đó rơi vào trong mắt Lâm Hoán Khê, càng khiến nàng chán ghét Tần Lạc thêm vài phần. Nam nhân, không có người nào tốt cả. Chị có bệnh, Tần Lạc nói. Cậu mới có bệnh. Chị thực sự có bệnh. Cậu mới thực sự bị bệnh đó. Ra ngoài, tôi phải đóng cửa, Lâm Hoán Khê cả giận. Nam nhân này đầu bị vô nước à. Hơn nửa đêm mà bưng bát cháo chạy tới trước phòng người khác, lại nói người ta có bệnh. Hắn có bệnh còn đúng hơn ấy. Tôi muốn nói là, chị có bệnh tâm lý, Tần Lạc buồn bực mà giải thích. Cậu mới bị bệnh tâm lý đấy. Khắp người cậu đều có bệnh. Bỏ đi, tôi muốn đóng cửa, Lâm Hoán Khê vươn tay muốn đẩy Tần Lạc ra, lại bị Tần Lạc chụp lấy cổ tay trắng mềm giống ngó sen. Tần Lạc chẳng muốn khách khí với cô gái này nữa, kéo cánh tay nàng vào phòng. Sau đó đá lui một cú, đóng cửa phòng lại. Cậu muốn làm gì? Lâm Hoán Khê hỏi có chút kinh hoàng. Gã đàn ông này hình như đang tức giận. Loảng xoảng. Tần Lạc bỏ chén cháo lên trên bàn trang điểm của Lâm Hoán Khê, nghiêm nghị nói, tôi đến trị bệnh cho chị. Làm một thầy giáo dạy y, chẳng lẽ chị không phát hiện bệnh tâm lý của mình sao? 27 tuổi, lại chưa từng yêu đương, chẳng lẽ chị cảm thấy đó là chuyện bình thường à? Tôi chỉ chưa tìm được người mình thích mà thôi. Mà cái đó có quan hệ gì với cậu chứ? Cậu quản được à? Chị không phải chưa tìm được người yêu, mà là do trong lòng chán ghét nam nhân. Chẳng lẽ chị vẫn chưa phát hiện ra sao? Cậu, chị còn muốn chối à? Chị cảm thấy bây giờ là bình thường sao? Đừng quên, tôi cũng là bác sĩ. Hơn nữa, tôi mới giúp Lâm Gia Gia xử lý một sự cố chữa bệnh nghiêm trọng. Y thuật của tôi còn hơn chút xíu so với một số chuyên gia đó, Tần Lạc nói. Hắn làm như vậy cũng không phải vì muốn mèo khen mèo dài đuôi trước mặt người đẹp, mà là hắn muốn tạo lòng tin của người bệnh với mình. Nếu người bệnh không có lòng tin vào bác sĩ, các nàng tự nguyện một mình đối mặt bệnh ma hoặc là cứ để nó âm ỉ trong lòng cũng sẽ không nói ra. Nói ra mà anh lại chị không khỏi, tôi việc gì phải tự lòi cái xấu của mình ra. Tư duy người Trung Quốc còn chưa thoáng, trong mắt bọn họ, bị bệnh là một chuyện rất nhục nhã. Cho nên, dân số người Trung Quốc kiểm nghiệm theo định kỳ đứng vị trí cuối ở các quốc gia phát triển và các quốc gia đang phát triển trên thế giới. Bởi vì bọn họ sợ kiểm tra phát hiện mình có bệnh. Bọn họ sợ mất thể diện. Đương nhiên, càng nhiều người là vì chịu không nổi phí chữa trị. Lâm Hoán Khê nhìn Tần Lạc ngơ ngác, không biết nên làm thế nào mới tốt. Nàng hiểu rõ vấn đề của mình, nàng biết trong lòng mình có một vết thương không thể nào xóa nhòa. Nhưng mà, chẳng lẽ nàng lại trần trụi thế này mà ở trước mặt người xa lạ kia tự mổ xẻ mình à? Thẳng thắn thành khẩn với một nam nhân nhỏ hơn mình vài tuổi à? Làm bác sĩ chính trị bệnh cho chị, tôi cần biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, Tần Lạc dịu dàng nói. Không còn thái độ dọa người như lúc nãy nữa. Tôi Lâm Hoán Khê muốn nói, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Tần Lạc không dám buông lỏng chút nào. Hắn thật vất vả mới có thể dùng thủ đoạn cứng rắn đánh tan sự phòng bị của cô gái này. Đợi tới khi nàng khôi phục lại, muốn khiến nàng mở miệng, vậy càng khó hơn. Hắn là ai? Tần Lạc thử thăm dò. Cái này liên quan đến sự hiểu biết về tâm lý học. Bình thường Tần Lạc cảm thấy rất hứng thú với mặt này. Các loại sách như Ái Thượng Song Nhân Vũ, Tâm lý học biến thái và Tâm lý trị liệu, Xác định và đánh giá tâm lý thần kinh hắn đều có đọc sơ qua. Bây giờ dùng tới, cũng không ngờ cảm thấy rất mới lạ. Quản tự Lâm Hoán Khê không kìm lòng được rơi vào cái bẫy do Tần Lạc bày ra. Có thể kể sơ qua chuyện cũ về hắn được không? Tần Lạc hỏi. Lâm Hoán Khê lúc này mới phát hiện mình lộ sơ hở, nhìn Tần Lạc đầy cảnh giác, gào hỏi, rốt cuộc cậu muốn biết gì? Tôi cần một lý do. Cần biết rốt cuộc là lý do gì khiến chị bắt đầu chán ghét nam nhân. Chẳng lẽ chị muốn tiếp tục mãi như vậy sao? Tiếp tục khiến người nhà lo lắng như vậy à? Còn nữa, loại bệnh này càng ngày càng nghiêm trọng đó. Bây giờ chị chỉ ghét nam nhân lạ, sau này, có thể ngay cả ông chị cũng không thể tiếp cận chị.
lúc đó, chị phải làm sao? Sống một mình à, đoạn tuyệt quan hệ với tất cả bạn bè người thân của mình ư? Tần Lạc đe dọa nói. Dưới thế công của Tần Lạc, phòng bị trong lòng Lâm Hoán Khê rốt cuộc cũng vỡ, ngồi ôm thân thể bật khóc nức nở. Nàng thật sự đã chịu áp lực quá lâu rồi. Chương 6, cưỡi ngựa trắng, không nhất thiết phải là hoàng tử. Lâm Hoán Khê ngồi đối diện với Tần Lạc ở ban công. Hắn choàng cho nàng cái khoác, ánh trăng nhàn nhạt giống như một tấm lụa mỏng thướt tha lướt qua gương mặt, mái tóc của Lâm Hoán Khê. Nàng không nhìn Tần Lạc đang ngồi đối diện với mình, ánh mắt nàng vẫn nhìn thẳng vào khoảng không mông lung, ánh trăng mờ nhạt. Lâm Hoán Khê cực kỳ diễm lệ, gương mặt nàng đẹp như bức họa, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nàng sở hữu một đôi mắt đẹp như hoa đào, một vóc người xinh đẹp làm đắm say lòng người làm cho người khác có cảm giác nàng cực kỳ quyến rũ, phong tình vạn trùng. Xinh đẹp mà không tầm thường, nở nang mà không béo phì, điều quan trọng hơn là nàng nhiều hơn hắn 5 tuổi. Nhưng người phụ nữ như vậy luôn là hình tượng hoàn hảo trong lòng Tần Lạc. Thế nhưng nàng lại mắc chứng bệnh ghét đàn ông. Là một thầy thuốc, Tần Lạc cảm thấy hắn phải có trách nhiệm ra tay cứu giúp nàng thoát khỏi căn bệnh nguy hiểm này, để nàng lại có thể ngả vào vòng tay người đàn ông nào đó. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được nhà trường cử tới trường y Harvard nghiên cứu dược vật học và miễn dịch học. Lâm Hoán Khê đột nhiên mở đầu câu chuyện giữa hai người, phá tan không khí trầm mặc. Chứng tỏ chị là người rất xuất sắc. Tần Lạc cười tán thưởng. Một gương mặt xinh đẹp như vậy lại có trí tuệ. Một phụ nữ như vậy đi tới đâu cũng là trung tâm chú ý của người khác. Năm nay có rất nhiều phụ nữ đã 27, 28 mà vẫn chưa kết hôn. Thẳng nữ độc thân bây giờ đã trở thành một xu thế thời thượng. Nhưng tại sao hết lần này đến lần khác Lâm Hoán Khê vẫn được người khác chú ý, được quan tâm chăm sóc? Cũng không phải do nàng xinh đẹp. Nếu nàng sống lâu như Phượng tỷ, liệu có ai suốt ngày đi theo nàng tìm hiểu xem nàng đã kết hôn chưa? Hay đã có bạn trai chưa? Người đàn ông nào cưới Phượng tỷ ở tuổi 80, lúc động phòng phát hiện ra nàng vẫn còn là xử nữ, người đó không cần phải vui mừng lẫn sợ hãi bởi đó là điều đương nhiên. Cũng không nên hoài nghi cái màng của nàng không phải mới vá lại, cũng không phải là cái màng cao su mua hết 80 đồng tiền. Trong khoảng thời gian đó cuộc sống rất yên bình, tĩnh lặng, phong phú. Ở bên đó phong cách học tập rất khác. Không ai ép bạn phải học. Nhưng chính bản thân mình phải luôn cố gắng. Giống như bạn đi lạc vào một kho báu, từng giây từng phút phát hiện ra những điều kinh ngạc mừng rỡ. Sau đó lại là quãng thời gian trầm mặc. Vẻ mặt Lâm Hoán Khê ưu tư, giống như linh hồn nàng đã tiến nhập vào một người khác, hồi tưởng về những ký ức vui buồn xa xăm nào đó. Tần Lạc hiểu được lúc này mới là con người thực của Lâm Hoán Khê. Cách cư xử lạnh nhạt. Cao mày khi nói chuyện với người khác của Lâm Hoán Khê chỉ là vẻ bề ngoài của nàng. Bởi vì bệnh của nàng mà nàng bắt buộc phải mang bộ mặt đó. Anh ta rất xuất sắc đúng không? Tần Lạc khẽ hỏi, lần này hắn muốn chủ động dẫn dắt câu chuyện. Anh ta cũng là người Trung Quốc ở Yến Kinh, những người lưu lạc bên ngoài thường có tình cảm đặc biệt với đồng hương. Anh ta cũng rất xuất sắc, vào trường y Harvard trước tôi một năm, đã lấy được bằng tiến sĩ về miễn dịch học. Anh ta còn là hội trưởng hội đồng hương, có ảnh hưởng rất lớn trong giới lưu học sinh. Tần Lạc gật đầu, chỉ có một người con trai ưu tú như thế mới xứng đáng với Lâm Hoán Khê. Anh ta đối với tôi rất lịch sự, từ trước tới nay không bao giờ vượt khuôn phép. Chúng tôi thường xuyên gặp nhau nhưng anh ta không bao giờ yêu cầu gì quá đáng. Thậm chí có cảm giác rằng chúng tôi không có gì với nhau, nhưng tôi đã coi anh ta là người đàn ông duy nhất của mình. Sau đó chuyện gì đã xảy ra? Tần Lạc hỏi. Nhưng tôi ngây thơ quá. Lâm Hoán Khê mệt mỏi lắc đầu, trong lúc vô tình tôi chứng kiến anh ta lái xe chở một cô gái người Mỹ cùng trường. Cô gái đó nổi tiếng khắp trường vì tính đa tình, ăn chơi của mình. Sau đó tôi lái xe theo sát bọn họ không vào nhà mà ôm nhau ở trên xe. Tần Lạc hiểu ra, gật đầu hỏi, bắt đầu từ đó chị bắt đầu chán ghét đàn ông à? Đúng vậy, tôi thấy đàn ông đều là sở khanh, tất cả đàn ông đều như thế. Nhìn bề ngoài thì có vẻ đứng đắn nhưng cũng thế mà thôi. Vậy chị thấy tôi thế nào? Tần Lạc ngửa người về phía sau để Lâm Hoán Khê dễ dàng quan sát gương mặt tuấn tú của hắn hơn. Cậu cũng tạm tạm, có cảm giác chán ghét nhưng không phải là chán ghét. Lâm Hoán Khê nhìn Tần Lạc, nói ra suy nghĩ của mình với hắn. Vừa mới gặp mặt nàng thấy gã thanh niên mặc áo choàng đen bẩn này rất đáng ghét. Hơn nữa hắn rất vô lễ, không được nàng cho phép tự tiện xông vào nhà. Quả thực so với những người đàn ông nàng đã gặp thì hắn đáng ghê tởm hơn bội phần.
nhưng khi nàng nghe ông của mình nói hắn vừa ông một việc trọng đại giải quyết căn bệnh lây lan trong trẻ sơ sinh gây chấn động toàn quốc, cứu vãn danh dự của bệnh viện. Lúc nàng lặng lẽ khóc thầm, hắn yên lặng đưa khăn tay cho nàng, nàng vừa thấy lạnh đã mang áo khoác tới. Hắn không giống như một người xấu. Như vậy cũng không phải là biện pháp, Tần Lạc nói, chị còn trẻ. Phải kết hôn, sinh con đẻ cái. Hơn nữa bệnh của chị có hiện tượng xấu đi đúng không? Có phải bây giờ chị nhìn thấy đàn ông thì rất tức giận, có cảm giác trong lòng bị cái gì đó đè nặng, cáu giận vô cớ, chỉ muốn bộc phát ra ngoài đúng không? Ừ, Lâm Hoán Khê gật đầu. Nói chính xác bệnh của chị là hội chứng sợ hãi tình yêu. Sau đó phát triển thành chứng bệnh ghét đàn ông. Trong suy nghĩ của chị mỗi một người đàn ông tới gần chị đều có ý đồ xấu. Chị lại không có niềm tin vào tình yêu nên bệnh phát triển như bây giờ, Tần Lạc giải thích. Vấn đề này đã động chạm tới góc độ tâm lý học. Bản chất của chứng bệnh sợ đàn ông là tâm bệnh, muốn chữa bệnh này không có cách nào khác là chỉ tâm. Vậy tôi, nếu như chị tin tưởng tôi sẽ có biện pháp chữa khỏi bệnh cho chị, Tần Lạc tự tin nói. Hắn thấy Lâm Hoán Khê cũng không muốn chìm sâu trong căn bệnh của mình. Chẳng qua là trước đây nàng không có dũng khí đối mặt với nó, cũng không tìm được chính xác đột phá khẩu. Chỉ cần nàng nguyện ý phối hợp, Tần Lạc nắm chắc có thể chữa khỏi bệnh cho nàng tới 8 phần. Cảm ơn, Lâm Hoán Khê khẽ trả lời. Ừm, khởi đầu tốt đẹp, Tần Lạc nói nước đôi. Có thể Lâm Hoán Khê không chán ghét hắn nữa. Nàng còn nói cảm ơn hắn chứng minh nàng đang hồi phục. Đương nhiên còn cần các biện pháp hỗ trợ khác nữa. Vậy bây giờ tôi cần làm gì? Lâm Hoán Khê hỏi. Bệnh của chị để kéo dài quá lâu, chị thường xuyên cáu giận nên can khí ứ đọng rất nguy hiểm. Trước tiên tôi phải giúp chị thai thông kinh mạch, Tần Lạc nói. Nếu như chị thường xuyên có tâm trạng vui vẻ, bệnh sẽ tự nhiên giảm bớt. Kinh mạch không thông sau này bệnh có nguy cơ tái phát. Khai thông như thế nào? Châm cứu, Tần Lạc nói xong hắn lấy cái hộp sắt màu bạc từ trong túi ra. Châm cứu? Đúng vậy, châm vào huyệt đại đồn, hành gian, túc ngũ lý, Tần Lạc trả lời. Bây giờ, nếu chị có thời gian, Tần Lạc nhún vai trả lời. Vậy thì phiền cậu, Lâm Hoán Khê nói. Bất kỳ ai khi biết căn bệnh của mình có cách điều trị cũng đều mong muốn nhanh chóng chữa khỏi bệnh. Mặc dù Lâm Hoán Khê được gọi là băng sơn nữ thần nhưng nàng cũng không phải là ngoại lệ, trong mắt nàng ánh lên niềm hy vọng. Tần Lạc nhìn xung quanh rồi nói, chúng ta quay về phòng đi. Bên ngoài này gió to, sau khi châm cứu có thể bị cảm lạnh. Được Lâm Hoán Khê nghe lời, Tần Lạc đứng lên cùng Tần Lạc đi vào phòng của nàng. Ngồi lên giường, Tần Lạc nói. Lâm Hoán Khê liếc nhìn Tần Lạc. Nàng làm theo lời hắn ngồi lên giường, nàng đưa tay kéo tà áo ngủ xuống, bởi vì khi nàng ngồi xuống áo ngủ bị cuốn lên, để lộ ra một mảng bắp đùi trắng như tuyết. Có, cồn không, Tần Lạc hỏi, Tần Lạc vô tình nhìn thấy bắp đùi của Lâm Hoán Khê, hắn không nhịn được lại quay lại nhìn. Tại tủ thuốc cấp cứu, Lâm Hoán Khê nói, mặt nàng đỏ lên, nàng thấy không tự nhiên trước ánh mắt sáng rực của Tần Lạc. Tần Lạc tìm được hòm thuốc cấp cứu, hắn lấy cồn ngâm ngân châm khử trùng. Sau đó hắn cầm châm ngồi xổm bên cạnh chân Lâm Hoán Khê. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy gót sen của nàng. Hả, cậu muốn làm gì? Buông tôi ra, Lâm Hoán Khê phẫn nộ hét lên. Nàng muốn Tần Lạc bỏ tay ra khỏi chân nàng. Lâm Hoán Khê thực sự rất tức giận, nàng không ngờ hắn lại lỗ mãng như vậy. Chị là một bác sĩ trung y. Lẽ nào chị lại không biết vị trí của huyệt đại đôn và hành gian? Tần Lạc cười hỏi. Lâm Hoán Khê đương nhiên biết huyệt đại đôn ở đốt ngón chân cái. Cách bờ ngoài gốc móng khoảng 0,2 cm, huyệt hành gian ở kẽ của ngón chân cái và ngón chân thứ hai, sát về phía mu chân. Nói cách khác, nàng phải nghe theo lời hắn để hắn cầm hai chân nàng tùy ý ngắm nghía à? Tôi là thầy thuốc mà thầy thuốc thì không phân biệt nam, nữ, Tần Lạc lại một lần nữa nói dối gạt người. Lâm Hoán Khê do dự khi vào nhìn đôi mắt nghiêm túc, chân thành của Tần Lạc. Nàng không giãy giụa nữa để mặc cho chân của mình nằm trong lòng bàn tay xinh đẹp giống như tay của con gái của Tần Lạc. Đôi chân chính là khuôn mặt thứ hai của phụ nữ, những người đàn ông sành điệu thưởng thức tư vị phụ nữ từ dưới lên trên, từ chân tới đầu. Để được coi là đôi chân đẹp thượng hạng phải có đủ mấy tiêu chuẩn sau, chân phải có đường nét rõ ràng, dáng phải thon dài, đường cong thanh thoát, nước da phải mềm mại, ngón chân xếp theo thứ tự, có hương thơm dịu. Có thể thỏa mãn ba điều này đó là người trong vạn người. Nếu hoàn toàn thỏa mãn những tiêu chuẩn đó chính là niềm đam mê sở hữu lớn nhất của đàn ông. Chân của Lâm Hoán Khê đáp ứng cả ba tiêu chuẩn này, thuộc loại cực phẩm.
bắt đầu được chưa? Lâm Hoán Khê hỏi khi nàng thấy vẻ mừng rỡ của Tần Lạc khi cầm chân nàng mà không có ý định bắt đầu châm cứu. Lâm Hoán Khê cảm thấy rất thỏa mãn khi có được cực phẩm như vậy, nhưng bản tính rụt rè của phụ nữ làm cho nàng buột miệng nhắc nhở Tần Lạc có thể bắt đầu được rồi. Ừ, vừa rồi tôi đang tìm vị trí huyệt đạo, Tần Lạc trả lời qua quýt. Cũng may Lâm Hoán Khê giữ thể diện cho Tần Lạc, nàng không vạch trần điều dối trá của hắn. Khi tâm tình Tần Lạc ổn định lại, hắn lại trở thành một thầy thuốc đích thực. Có cảm giác rằng hắn rất nghiêm túc, chuyên nghiệp, linh hoạt, kỹ thuật tinh thông, xuất châm rất nhanh, phóng khoáng, dứt khoát. Động tác của hắn làm cho Lâm Hoán Khê hoa mắt. Đây không phải là lần đầu tiên nàng thấy người khác châm cứu, nhưng thủ pháp châm cứu đẹp mắt của hắn thì nàng chưa từng thấy qua. Lâm Hoán Khê thầm nghĩ, đàn ông như hắn nếu đồng ý, sẽ có rất nhiều cô gái thích hắn. Tần Lạc buông chân ngọc của Lâm Hoán Khê ra nói, kéo áo ngủ lên. Tôi phải châm huyệt túc ngũ lý. Túc ngũ lý nằm ở bờ trong đùi, dưới nếp nhăn của bẹn ba thốn, dây thần kinh bắp đùi, phía dưới cục mấu của xương chậu, dọc theo bờ cơ khép. Nói cách khác nàng phải kéo áo lên cho hắn nhìn bắp đùi ư. Lâm Hoán Khê bối rối không biết nên làm gì. Chương 7, đạo gia thập nhị đoạn cầm. Thấy Lâm Hoán Khê mặt như hoa đào, mắt chứa thu thủy, lộ vẻ xấu hổ khó xử mà nhìn mình, lại ngồi ngay ngắn bất động một chỗ, Tần Lạc giờ mới hiểu được lòng nàng đang lo lắng những gì. Vị trí này rất quan trọng, nếu như manh châm, có khả năng chúng phải động mạch và tĩnh mạch. Tôi cũng không nắm chắc lắm đâu, Tần Lạc giải thích. Cậu biết manh châm? Lâm Hoán Khê lộ vẻ kinh ngạc. Nàng là giáo viên viện Đông Y, mặc dù dạy nhân thể miễn dịch học, nhưng có biết một ít kiến thức cơ bản của Đông Y. Gọi là manh châm, tự nhiên là chỉ bịt mắt châm kim. Đối với kỹ xảo, độ mạnh yếu, nắm giữ vị trí châm kim phải đạt mức lô hỏa thuần thanh mới được. Trong giới Đông Y, hiểu rõ kỹ xảo manh châm chưa tới 10 người. Mà nam nhân tuổi còn trẻ đủ để làm em nàng đang đứng trước mặt nàng, lại nắm giữ môn kỹ xảo này sao? Ở nhà chúng tôi, nếu không thể manh châm, thì không thể xuất sư, Tần Lạc cười giải thích. Trong lòng có chút tự hào vì gia tộc mình. Lâm Hoán Khê nhìn Tần Lạc giống như nhìn quái vật, nghĩ thầm, người ta là bậc thầy Đông Y chân chính. Nếu mình lại làm mình làm mẩy, không phải là vũ nhục y đức của người ta sao? Hơn nữa, ánh mắt hắn thẳng thắn thành khẩn, cũng không giống loại đàn ông hèn mọn bỉ ôi lấy làm vẻ vang khi chiếm tiện nghi của con gái. Để hắn châm cứu giúp một chút thì sao chứ? Lâm Hoán Khê cũng chịu đủ tính cách của bản thân nàng rồi. Biết rõ như vậy là không tốt, nhưng lại không có cách gì để thay đổi. Vì tính cách của nàng, trong trường nàng hầu như không có bạn bè nào cả. Nam nhân, nàng không muốn tiếp cận. Nữ nhân, lại không muốn tiếp cận nàng. Nàng giống như một con chim cô độc bay lượn một mình, có đôi khi cũng cảm thấy tịch mịch không nơi nương tựa. Có thể đợi tôi thay quần áo không? Lâm Hoán Khê đỏ mặt nói. Thay quần áo, Tần Lạc thấy Lâm Hoán Khê mặc áo ngủ bằng lụa trên người, nói, không cần thay. Mặc bộ quần áo này rất thích hợp, chúng ta làm việc cũng tiện. Hay là thay bộ quần áo khác đi, mặt Lâm Hoán Khê nhanh chóng có thể vắt ra nước. Nàng dù thế nào cũng không thể nói cho Tần Lạc biết, lúc nãy tắm rửa, nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, nên chưa kịp mặc quần lót, chỉ khoác áo ngủ đi ra. Mặc dù áo ngủ mỏng như sa, nhưng vẫn đủ dài. Người ngoài cũng không nhìn ra manh mối gì, nhưng nếu để hắn châm vào đùi, vậy sẽ lộ. Tần Lạc cũng không hiểu vì sao Lâm Hoán Khê lại kiên trì như vậy, thấy nàng lại đề nghị muốn thay quần áo lần nữa, liền gật đầu nói, thay quần áo cũng được. Có điều tôi đề nghị, tốt nhất chị nên mặc váy. Như vậy tôi tiện dùng châm, nếu mặc quần dài, có thể sẽ bất tiện. Được rồi, Lâm Hoán Khê đáp ứng, lén lấy áo lót quần lót sạch trong tủ, chạy vào phòng tắm thay đồ. Đợi đến khi Lâm Hoán Khê lần nữa đi ra từ phòng tắm, Tần Lạc thấy trên người nàng vẫn mặc áo ngủ màu tím vừa nãy. Nếu nói có sự thay đổi, thì nhất định là mặc thêm áo ngực, vừa rồi không có cái gì trói buộc bộ ngực đầy đặn cả. Bây giờ thoạt nhìn không còn kinh tâm động phách như vậy nữa, những bộ phận khác không có thay đổi gì. Chị không phải muốn thay quần áo à? Tần Lạc hỏi. Thay rồi, hay là chúng ta bắt đầu liền đi? Lâm Hoán Khê không biết trả lời vấn đề của Tần Lạc như thế nào. Đành phải sụ mặt giả bộ phát tác chứng ghét nam. Không thể không nói, đây là cách ngụy trang rất tốt. Được, Tần Lạc nói, sau đó rút kim châm trừ độc, đưa tay kéo vạt áo ngủ của Lâm Hoán Khê lên. Nói thật, sâu trong tâm linh mỗi người đều có ý niệm xấu xa mãnh liệt. Cho dù là bóc ngô, hay là cởi quần áo con gái, đều có thể từ đó mà có khoái cảm khác nhau.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc vợ chồng vui vẻ hoặc cãi nhau đều đập bể đồ hoặc có vài người tức giận hoặc vui vẻ sẽ xé giấy. Từ nhỏ con trai dường như đã rất thích nhìn con gái mặc váy, không phải để xem váy, mà là xem chân. Đây không phải vấn đề biến thái hay không biến thái, mà đây là một vấn đề thực tế. Đùi cân xứng mà không thô, là một liều thuốc trợ tim cho nam nhân đang ủ rũ. Cho dù là sản phẩm phim nhựa trong nước, hay là của Hollywood nổi tiếng, đạo diễn đều muốn cài vào những đoạn kích tình, chỉ cần để cô gái nằm trên giường hoặc trên sa, lon, khẽ cắn môi, giơ nhấc đùi lên với anh chàng, hai mắt anh chàng kia lập tức phát sáng, không thể chờ được nữa mà xuất phát từ đùi rồi hướng đến cái bộ phận khác. Biết tại sao Lương Triều Vĩ trong phim Sắc Giới lại chơi Thang Duy không? Bởi vì ngày đó Thang Duy mặc sườn xám, lộ ra nửa đoạn đùi đẹp gợi cảm thon dài. Nếu ngày đó Thang Duy mặc quần jean, có lẽ A Vĩ ca sẽ không hào hứng như vậy. Cởi nửa ngày vẫn không xong, khiến sự nhẫn nại của người xem mất sạch. Được rồi, tôi thừa nhận, sở dĩ nêu nhiều nguyên nhân về đùi của nữ nhân như vậy là vì Tần Lạc của chúng ta đã có phản ứng. Tôi phải vì hành vi bất lương này của hắn mà tìm một cái cớ. Tiện nghi cho hắn à, loại sự việc này thật ra đã vượt ra ngoài dự liệu của Tần Lạc rồi. Lúc hắn kéo vạt áo ngủ lên, hắn là xuất phát từ lòng từ bi muốn trị bệnh cứu người. Nhưng mà, lúc hắn kéo váy lên, sau khi nhìn thấy đôi chân thon dài đầy khiêu gợi, tâm tư của hắn liền rối loạn. Tim đập loạn, tất nhiên sẽ khiến tay cầm châm run. Tay run, tất nhiên sẽ châm sai chỗ, hoặc là lực đạo sai. Lâm Hoán Khê vì để mình không khó xử, liền nhắm nghiền hai mắt, người nằm trên gối hơi ngửa ra sau. Cũng chính vì động tác này của nàng thật quá mê người, cho nên dạng xử nam như Tần Lạc mới không thể chịu nổi, do đó Tần Lạc mới xuất hiện hiện tượng không giữ được tâm thần. Nàng đợi một lát, phát hiện Tần Lạc vẫn chưa có ý ra tay châm kim, không khỏi mở to mắt hỏi, sao vậy? Có vấn đề gì sao? Không có, Tần Lạc vội vàng lắc đầu, chúng ta bắt đầu thôi. Tần Lạc thi triển thủ tâm quyến trong đạo gia thập nhị đoạn cẩm, ngừng lo nghĩ, thần không chạy loạn, dẹp tạp niệm trong lòng cùng với tốc độ tim đập dồn của mình. Xuất châm, xoay nhẹ, thu châm, làm xong một lèo. Xong rồi Tần Lạc thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, trong con đường y đạo, mình còn rất nhiều khó khăn cần vượt qua. Ví như chuyện tình dục, mình cũng không phải có thể thản nhiên đối mặt. Chẳng lẽ, là vì mình vẫn còn xử nam sao? Tần Lạc thầm nghĩ, trên sách vở có ghi, xử nam mới dễ động tình. Nếu mình có thể duyệt mỹ vô số, thấy ngực và đùi con gái nhiều hơn, có phải là sẽ không gặp chuyện không cách nào tự kiềm chế mình như hôm nay không? Lâm Hoán Khê kéo áo ngủ xuống che đùi, đỏ mặt nói, cảm ơn. Mặc dù nàng bị Lâm Thanh Nguyên gọi là thằng nữ, nhưng thật ra chưa từng gặp chuyện mập mờ khó xử như vậy. Thậm chí, nàng còn chưa từng tiếp xúc khoảng cách gần như vậy với nam nhân nữa. Đầu ngón tay Tần Lạc trong lúc vô tình chạm vào da thịt nàng, khiến người nàng cũng run rẩy theo. Không cần khách sáo, Tần Lạc nói, sau này, mỗi khi trời tối thì châm cứu một lần. Châm cứu liên tục một tuần lễ. Lâm Hoán Khê vừa mới khôi phục vẻ mặt bình thường thoáng cái lại đỏ như máu, hỏi, châm cứu liên tục một tuần lễ à? Đúng vậy, kinh mạch ở gan chưa thông, ức khí chưa diệt, bệnh của chị khó có thể khỏi hẳn, Tần Lạc nói. Bực tức tổn thương gan, can khí tích tụ, thì hỏa khí thịnh vượng. Nếu Lâm Hoán Khê cứ dễ tức giận, muốn nàng giống người bình thường ở chung với nam nhân, vẫn là chuyện vô cùng khó khăn. Tần Lạc mỗi sáng đều có thói quen tập thể dục, khi hắn mặc đồ thể thao chạy xuống lầu, lão Lâm Thanh Nguyên đã luyện thái cực trong sân. Tần Lạc, sao sớm vậy đã rời giường rồi? Thấy Tần Lạc đi ra, ông Lâm kinh ngạc mà hỏi. Thanh niên bây giờ, có mấy người có thể thức dậy lúc 6-7 giờ sáng? Ra tập luyện một chút, cũng quen rồi, Tần Lạc vừa cười vừa nói. Đã bày ra tư thế tả hữu minh thiên cổ, nhị thập tứ độ văn trong đạo gia thập nhị đoạn cẩm ở cạnh Lâm Thanh Nguyên. Đạo gia thập nhị đoạn cẩm là tuyệt học dưỡng sinh đạo gia, do cơ duyên xảo hợp, một đạo sĩ tha phương đã đưa cho Tần Lạc. Đồng thời còn thẳng thêm cuốn dẫn thể thuật có chút húa vàng. Lúc ấy Tần Lạc còn tưởng đây là loại sách lậu 10 đồng bán trên vỉa hè, nhưng khi sau khi ông của Tần Lạc cực kỳ am hiểu thuật dưỡng sinh giành lấy cầm đi nghiên cứu một phen. Liền bắt đầu mỗi ngày bức bách Tần Lạc tập nội dung trong hai quyển sách này. Tần Lạc biết, nếu không vì đạo gia thập nhị đoạn cẩm xây dựng căn cơ, dẫn thể thuật làm cơ thể cứng cáp, dựa vào thể chất dương mạch trời sinh của Tần Lạc, sợ là đã sớm chết dưới sự thiêu đốt của dương hỏa thịnh vượng. Lão đạo đó còn là ân sư cứu mạng Tần Lạc, đáng tiếc, nhiều năm sau đó, Tần Lạc không còn cơ hội nhìn thấy lão nữa.
Ôi, thanh niên như cháu, thật đúng là càng ngày càng ít. Bảo bối của lão tổ tông chúng ta hả, đều bị bọn họ vứt sạch rồi. Hai tay của Lâm Thanh Nguyên múa vòng tròn không ngừng, cảm thán nói, ngủ sớm dậy sớm, mỗi ngày múa hai vòng thái cực. Không tốt bằng việc tập thể hình ở câu lạc bộ Taekwondo sao? Có thể bọn họ thích cách sống hơi kích thích hơn. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Hắn cũng không chỉ trích cách sống của người khác, mỗi người đều có cách sống của riêng mình, miễn cưỡng cũng không được. Bản thân mình cảm thấy tốt, người khác có thể cảm thấy không tốt. Có lẽ do tu tập tâm pháp đạo ra, Tần Lạc làm người làm việc đều chú ý nhất là thuận theo tự nhiên. Ồ, Tần Lạc, cháu đang làm gì thế? Lâm Thanh Nguyên thấy hai tay Tần Lạc kẹp ở hai tay, ngón trỏ chồng lên ngón giữa lập tức dùng sức trượt xuống, bắn ra sau gáy, dáng như đánh trống, nhịn không được mà lên tiếng hỏi. Loại phương thức tập luyện này, quả thực là trăm nghe không bằng một thấy. Lâm Gia Gia, đây là phương thức rèn luyện của mình. Cháu Tần Lạc vừa cười vừa nói. Gọi là gì, có ích sao? Lâm Thanh Nguyên hiếu kỳ hỏi. Gọi là đạo gia thập nhị đoạn cẩm, cháu thấy có thể tập được. Tần Lạc khiêm tốn nói. Thật ra đạo gia thập nhị đoạn cẩm có công hiệu kiện thân tăng thọ, chống già ngừa suy. So với thái cực quyền thì sao? Mỗi thứ đều có cái hay của nó cả. Tần Lạc đáp. Hai môn đều là tâm pháp đạo gia, cách tập mặc dù khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Vậy chúng ta so thử xem. Lâm Thanh Nguyên đến đây thì hào hứng, kích động nói. Tần Lạc lắc đầu, nói, có lẽ không được ạ. Nhớ tới thân thể Tần Lạc, tâm tình tỉ thí của Lâm Thanh Nguyên cũng trầm xuống. Nghĩ thầm, mình tập thái cực mấy chục năm rồi, có lẽ không nên làm khó tiểu bối. Không so thì không so. Ông cũng hơi mệt. Lâm Thanh Nguyên vì để Tần Lạc xuống thang, nói, vừa đúng hôm nay ông được nghỉ. Lão già ông ra ngoài dạo chơi với cháu nha, vừa vặn có thể mua cho cháu hai bộ quần áo. Hay để cháu đi cho, ông đâu biết mua quần áo gì. Lâm Hoán Khê đứng ở ban công lầu 2 nói, nàng đã đứng trên sân thượng lâu rồi, một mực yên lặng mà nhìn hai người tập luyện. Ừ, cháu đi cũng tốt, con gái mà, chọn áo quần tốt hơn. Đột nhiên. Lâm Thanh Nguyên ngẩng cổ nhìn Lâm Hoán Khê, lộ vẻ kinh ngạc hỏi, cháu đi. Lão hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Cháu gái bảo bối này của hắn từ lúc nào nguyện ý cùng dạo phố với một nam nhân thế? Chương 8, Châu già gặm cỏ non. Trên bàn ăn sáng, Lâm Thanh Nguyên lúc thì nhìn Tần Lạc, lúc thì nhìn Lâm Hoán Khê, sau đó lại che miệng cười hắc hắc hai tiếng. Thậm chí, lão còn hát kinh kịch đã nhiều năm không thịnh hành. Khuyên vua uống rượu nghe ngu ca. Vua giải sầu xem múa lượn quanh. Thắng Tần vô đạo phá giang sơn, anh hùng tứ lộ nổi can qua, từ xưa quán ngữ chẳng lừa ta, thành bại hưng vong trong nháy mắt, giải sầu uống rượu ngồi bảo chướng, mà nghe tin quân báo ra sao. Tần Lạc biết rõ lão nhân này vì cái gì mà sáng sớm phát rồ, nhưng cũng lười phản ứng. Bây giờ vừa mới tiến vào giai đoạn khám và chữa bệnh, cũng không nhất thiết phải giải thích. Người hầu sáng sớm mua điểm tâm đặc sản Yên Kinh cũng không tệ lắm. Tần Lạc chỉ lo vùi đầu vào ăn. Lâm Hoán Khê lại nhìn không được, liếc nhìn Lâm Thanh Nguyên, nói, ra ra, ông rốt cuộc có muốn ăn cơm hay không? Chạy xong thì thành bộ dạng như vậy, còn để người khác ăn cơm hay không? Vẫn là loại ngữ khí lãnh đạm cự người ngoài ngàn dặm, trên mặt cũng không có biểu lộ gì cả. Thái độ giống như đúc lúc trước khi chưa chấp nhận để Tần Lạc trị liệu. Nhưng Lâm Thanh Nguyên chẳng lưu tâm chút nào, cười ha hả nói, ha ha, ăn ngay đây. Đây không phải là đang ăn sao? Cháu gái à, Tần Lạc mới tới Yên Kinh, lại là khách quý của chúng ta. Hôm nay cháu dẫn hắn đi dạo bên ngoài cho tốt nha. Đúng rồi, bữa trưa các cháu cũng không cần về dùng cơm. Tần Lạc nhất định chưa từng ăn vịt nướng toàn tụ đức nhỉ. Cháu dẫn nó đi nếm thử món này đi. Món tiểu tràng trần, bạo đỗ phùng ở quán ăn Thanh Vân cũng không tệ. Nếu buổi tối mấy cháu chưa muốn về, cũng có thể đi thử quán ba phố nổi tiếng tên Tam Lý Chuân gì đó ha. Các cháu không muốn đi náo nhiệt một phen à? Ý tứ của lão già này rất rõ ràng, là muốn để cháu gái ở bên ngoài với Tần Lạc lâu một chút. Tốt nhất tối nay đừng về, trực tiếp tìm khách sạn mướn phòng, có thể làm chuyện trai gái càng tốt, sau đó lão sẽ phát thiếp cưới thông báo cho thân hữu vào hôm sau luôn. Tôi ăn no rồi, chúng ta đi thôi. Lâm Hoán Khê để đũa xuống nói với Tần Lạc, nàng thật chịu không được bộ dạng vội vàng muốn gả mình đi của ông. Tôi vẫn chưa ăn no. Tần Lạc ngẩng đầu nói. Hắn đối phó với một chén gan xào miệng dính đầy dầu mỡ. Ra ngoài cũng có thể ăn. Đi thôi. Lâm Hoán Khê nói. Nàng đã đẩy ghế đứng lên. Thấy Lâm Hoán Khê lên lầu, Lâm Thanh Nguyên cười ha hả vỗ vỗ bả vai Tần Lạc,
nói, tiểu tử, có bản lĩnh đó. Ông lúc còn trẻ có lẽ không bằng cháu rồi. Cháu nghe cũng chẳng hiểu ông đang nói cái gì nữa. Tần Lạc rút khăn tay ra lau miệng, nói. Hắn cũng bắt đầu không chịu được lão già này. Hắc hắc, còn xấu hổ à, đàn ông rồi còn ra mặt mỏng vậy. Yên tâm, ông sẽ toàn lực giúp đỡ cháu, Lâm Thanh Nguyên nói. Trước kia, dù lão giới thiệu nam nhân vĩ đại cỡ nào cho Lâm Hoán Khê, nàng đều không để người ta vào mắt. Đừng nói là đi dạo phố, chỉ mời nàng ra ngoài ăn bữa cơm đã không đồng ý rồi. Nhưng hôm nay nàng lại chủ động nói, muốn đi mua quần áo với Tần Lạc. Đây là thay đổi rõ ràng cỡ nào chứ? Cho nên, hắn cho là Lâm Hoán Khê cùng Tần Lạc có quan hệ mập mờ nào đó, ít nhất, cháu gái của mình không ghét Tần Lạc. Chỉ cần không ghét, sẽ có hy vọng thành công. Chỉ cần mình lưu tiểu tử này ở Yên Kinh một thời gian, để tụi nó lâu ngày nảy sinh tình cảm. Năng lực khống chế của thanh niên lại yếu, qua lại một chút, cha mẹ cũng chẳng quan tâm. Đợi đến khi bọn họ gạo nấu thành cơm, mình không cần tìm lão Tần cầu hôn, mà khiến lão Tần phải đến nhà mình để thân. Ha ha ha! Lâm Thanh Nguyên còn đang chìm đắm trong suy nghĩ oai oai của mình, ngay cả Tần Lạc rời khỏi bàn đi ra cửa cũng chẳng phát hiện ra. Tần Lạc vừa mới đi ra cửa của biệt thự, đằng sau đã vang tiếng còi ô tô. Lâm Hoán Khê mở cửa xe BMW 7 màu xâm panh chậm rãi đi tới, khuôn mặt tú lệ đẹp tựa thiên tiên, mày liễu mắt hạnh, mũi ngọc môi anh đào, hai gò má trong trắng lộ hồng, mái tóc thật dài thả trên cổ, vai, hai tay thon dài, bả vai mượt mà, lúc hướng xuống bộ ngực sữa đầy đặn rung rinh. Nếu nàng nổi giận, ánh mắt Tần Lạc đã không còn thành thật nữa. Màu xâm panh, vốn là màu của rượu xâm panh. Nó có sự xa xỉ, hấp dẫn, cùng sắc thái lãng mạn. Lâm Hoán Khê là cô gái thành thục, nàng bởi vì thành thục mà khí chất vũ mị cực kỳ hợp với màu của chiếc xe này. Chỉ là, ánh mắt của nàng vẫn lạnh như băng. Lên xe BMW dừng bên cạnh Tần Lạc, Lâm Hoán Khê lạnh lùng nói. Tần Lạc thật biết điều, mở nhanh cửa xe, ngồi ở vị trí bên cạnh Lâm Hoán Khê. Lúc này hắn mới phát hiện, Lâm Hoán Khê phía dưới mặc một cái váy ngắn màu trắng mờ. Chân mang một đôi dép lê, giày cao gót có khảm đá sáng bạc để sang một bên. Có lẽ là để tiện lái xe. Đợi khi Tần Lạc đóng cửa xe lại, Lâm Hoán Khê khởi động xe. Ngoại trừ câu, lên xe kia, giữa hai người không còn có bất cứ trao đổi gì nữa. Cho đến khi tới khu trung tâm, hai người đều không nói câu nào. Không khí trong xe cơ hồ muốn đông cứng lại cả. Tính tình Lâm Hoán Khê vốn lãnh đạm, không nói gì là chuyện bình thường. Mà Tần Lạc cũng không tìm ra chủ đề gì để bắt chuyện. Cậu lúc nào cũng dò xét người khác như vậy sao? Lâm Hoán Khê đột nhiên nói. Nàng thật sự không chịu được ánh mắt của Tần Lạc. Nhìn ngươi rất bình thản, không nóng bỏng, cũng không dâm uế. Nhưng lại bền bỉ vô cùng. Hắn giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, xe hơi đi 20 phút, trong thời gian đó hắn không hề nghỉ ngơi mà nhìn liên tục 20 phút. Cũng không phải Tần Lạc ngượng ngùng lắc đầu. Cho dù là ai bị người khác vạch trần ngay trước mặt như vậy, đều sẽ cảm thấy xấu hổ, ngẫu nhiên thôi. Muốn mua quần áo gì? Lâm Hoán Khê hỏi. Trường bào đi, lúc tôi tới cũng mặc thế, Tần Lạc nói. Trường bào, Lâm Hoán Khê nhíu mày. Nàng cũng không biết còn có thể mua được loại này quần áo ở nơi nào nữa. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, vì sao một thanh niên còn trẻ, lại mặc loại quần áo giả cỗi như vậy. Đúng vậy. Là gia quy nhà chúng tôi, Tần Lạc vừa cười vừa nói. Gia quy, là cái gì? Lâm Hoán Khê biết rõ Tần Lạc cố ý không nói hết, chính là vì muốn gợi mình đặt câu hỏi. Nàng muốn nhịn, nhưng vẫn không nhịn được. Học trung y, mặc trường bào, còn có, Tần Lạc nhìn Lâm Hoán Khê nói, lấy vợ Trung Quốc. Quy củ cổ quái, Lâm Hoán Khê mặt không chút biểu tình nói. Nhưng không biết là chuyện gì xảy ra. Lúc hắn nói, lấy vợ Trung Quốc, trong nội tâm nàng lại có cảm giác ngọt ngào hưng phấn. Mặc dù không được mạnh mẽ, nhưng xác thực có tồn tại. Giống như một vật mảnh âm thầm len lỏi. Có thể là do mình không thích con gái ngoại quốc, Lâm Hoán Khê an ủi mình như vậy. Lâm Hoán Khê cũng không biết ở nơi nào có thể mua được hán phục như lời của Tần Lạc, liền đỗ xe ở cửa trung tâm mua sắm Tân Thế Giới khá nổi tiếng ở Yên Kinh. Nàng chuẩn bị dẫn Tần Lạc đi tìm ở từng cửa hàng. Mặc dù hôm nay không phải là ngày lễ, thậm chí cũng không phải cuối tuần, nhưng cửa building vẫn biển người ùa ra, ngựa xe như nước. Thoáng cái liền gặp những cô gái ăn mặc khêu gợi top 5 top 3, khiến người ta hoài nghi có phải là toàn bộ Mỹ nữ Yên Kinh đều tụ tập về đây không. Thỉnh thoảng cũng có đàn ông, nhưng tỷ lệ nam nữ rõ ràng là rất chênh lệch.
Loại tình huống này không thể không khiến người ta sinh ra đồng cảm với nam đồng bào. Bởi vì bọn họ lúc này hẳn là đang viết lách ở nhà, vì người đàn bà của mình mà, đổ máu, kiếm tiền. Đi theo tôi, chú ý kẻo bị lạc, Lâm Hoán Khê nói. Tôi cũng đang lo vấn đề này đây. Nếu không thì, chị cầm tay tôi nha. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Lâm Hoán Khê liếc Tần Lạc một cái, tiếp tục đi trước dẫn đường. Tôi biết thế nào chị cũng sẽ không đáp ứng, mà Tần Lạc nhún nhún vai tỏ ý không sao cả. Tiếc nuối vì Lâm Hoán Khê không hiểu sự hóm hỉnh của mình. Cùng mỹ nữ đi dạo phố, ngược lại sẽ không thấy mệt. Nhưng trung tâm mua sắm tân thế giới này thật sự quá lớn, Tần Lạc đi mà không rõ đông nam tây bắc ra sao. Nếu như không phải có Lâm Hoán Khê ở trước dẫn đường, hơn nữa thỉnh thoảng đứng lại chờ hắn, thì hắn quả thật là sẽ bị lạc trong dòng người ở đây mất. Không thể không nói, Tần Lạc của chúng ta cảm giác phương hướng thật sự không được tốt lắm. Đằng trước Lâm Hoán Khê chỉ vào một cửa hàng quần áo bố trí theo phong cách cổ xưa ở phía trước, nói. Cẩm Tú Thế Gia, Tần Lạc nhẹ gật đầu, nói, chúng ta vào thử xem sao. Lúc ở nhà, áo quần của hắn đều được may đặc biệt theo yêu cầu. Bây giờ cũng không chú ý nhiều như vậy nữa, tìm đại một cửa hàng cho xong. Thấy có khách vào, nhân viên phục vụ xinh đẹp mặc sườn xám liền nghênh đón. Hai vị, mời xem, tự nhiên cô gái vừa cười vừa nói, mặt khác có người còn đưa trà thơm tới. Giúp tôi chọn một bộ trường bào vừa người, Tần Lạc thấy Lâm Hoán Khê không có ý trả lời người ta, mình đành phải lên tiếng ứng phó. Được à, xin hỏi ngài cần màu sắc và kiểu dáng ra sao? Nếu là tiên sinh mặc, tôi xin giới thiệu với ngài kiểu mới nhất bằng gấm Trường An của chúng tôi. Màu hơi bắt mắt một chút, hơn nữa kiểu dáng rất mốt. Thích hợp cho người còn trẻ như ngài mặc. Để tôi xem thử, Tần Lạc nhẹ gật đầu. Đó là một bộ trường bào màu xám, mới đầu trông cũng không bắt mắt, nhưng nhìn lúc lâu, liền cảm thấy một vẻ hoa lệ ẩn bên trong. Sợi tổng hợp mềm mại, phần eo đã xử lý một chút, có vẻ cực kỳ vừa thân. Chế tác hoàn mỹ, thủ pháp cắt cẩn thận, thoạt nhìn vô cùng cao cấp. Tần Lạc mặc thử đi ra, khiến mấy nhân viên xinh đẹp của cửa hàng đều có cảm giác trước mắt sáng ngời. Tiểu thư, bạn trai cô thật sự mặc trường bào rất hợp. Rất có khí chất tuấn tú phong lưu phóng khoáng, nữ phục vụ phụ trách tiếp Lâm Hoán Khê ca ngợi mà vẻ mặt cũng hâm mộ. Hắn không phải bạn trai tôi, Lâm Hoán Khê liếc nhìn nữ nhân viên phục vụ, nói. À, thực xin lỗi, hắn là em của cô sao? Em của cô thật đẹp trai, nhà mấy cô di truyền gen tốt thật. Hắn không phải em tôi, Lâm Hoán Khê nói. Người bán hàng lộ vẻ xấu hổ, không biết làm sao bắt chuyện với cô gái đẹp này cho tốt đây. Đúng lúc có khách mới vào, nàng tranh thủ thời gian nói xin lỗi rồi chuồn luôn. Tiên sinh, bộ y phục này vô cùng phù hợp với ngài, nhân viên xinh đẹp của cửa hàng sau khi giúp Tần Lạc cài cúc áo xong, vẻ mặt tán thưởng nói. Nàng quả thật hiếm khi thấy thanh niên có thể mặc trường bào ý nhị như vậy. Tôi cũng thấy vậy, Tần Lạc nhẹ gật đầu, nói. Hắn rất hài lòng với bộ áo quần này, bao nhiêu tiền? Tiên sinh, cửa hàng chúng tôi vừa vặn mới mở. Sau khi chiết khấu thì còn 12 vạn nhân dân tệ. Chiết khấu bao nhiêu? 28%. Không thể chiết khấu 38% sao? Chuyện này, tôi cũng biết là không được. Thôi, gói lại cho tôi, Tần Lạc nói. Vâng, tiên sinh, ngài là trả tiền mặt, hay là quét thẻ? Quét thẻ, Lâm Hoán Khê nói. Lấy thẻ tín dụng trong túi mình đưa tới. Không cần, tự tôi có tiền mà, Tần Lạc nói. Lúc hắn rời nhà, lão nhân trong nhà cũng cho hắn một tấm thẻ. Hắn vẫn chưa dùng tới. Xem như là tiền chữa trị đi, Lâm Hoán Khê mặt không chút biểu tình nói. Thấy đối phương kiên trì như thế, Tần Lạc cũng không kiên trì nữa. Hai người xách quần áo vừa mới ra cửa, một gã trung niên ôm một cô gái xinh đẹp mặc áo ca rô đâm đầu đi vào. Sau khi thấy Lâm Hoán Khê, gã trung niên lộ vẻ kinh ngạc hỏi, cô giáo Lâm, cô cũng đến dạo phố à? Vâng, Lâm Hoán Khê lạnh lùng nói. Lúc trả lời gã đàn ông này thì mặt đầy vẻ chán ghét. Tần Lạc nhẹ thở dài, xem ra bệnh tình của nàng còn cần một thời gian trị liệu rất dài đây. Ha ha, thật là hiếm thấy, cứ nghĩ cô giáo Lâm từ trước đến nay chưa từng đi dạo phố chứ. Ánh mắt gã trung niên chuyển sang Tần Lạc, hỏi, vị này là? Bạn Lâm Hoán Khê trả lời rất mất kiên nhẫn. Bạn, là học sinh của trường chúng ta à? Thấy ánh mắt bạn trai mình nhìn Lâm Hoán Khê rất nóng bỏng, cô gái mặc quần áo ca rô liền lộ vẻ cười xấu xa hỏi. Cô gái tướng mạo thanh tú, liếc ngang, thuộc về loại tiểu thư đài các. Nhưng lúc nói chuyện khóe miệng hơi chề, khiến người khác có cảm giác cực kỳ kiêu ngạo và sảng giọng.
Tôi không hiểu cô đang nói gì. Lâm Hoán Khê liếc cô gái kia, muốn dẫn Tần Lạc rời đi. Cô giáo Lâm trong trường không gần người lạ, không lui tới với người nào cả. Tôi còn tưởng là tiên nữ hạ phàm không động tâm phàm chứ. Hóa ra là trâu già gặm cỏ non, chạy đi cua học sinh của mình. Cô gái ở sau lưng chanh chua nói. Chương 9, Tiểu Gia Quần. Trần Hiểu Tuyết và Lâm Hoán Khê là đồng nghiệp trong một khoa. Bởi vì dung mạo, phong thái xuất chúng của hai người nên bị đám sinh viên gọi là nhị đóa kim hoa. Sau này một số thầy, cô giáo cũng gọi hai nàng như vậy. Hơn nữa hàng ngày bọn họ còn hay trêu chọc hai người. Mặc dù cả hai đều là mỹ nữ nhưng cách xử sự thì rất khác nhau. Trần Hiểu Tuyết cư xử với mọi người rất niềm nở, hòa mình với mọi người. Lâm Hoán Khê lại lạnh lùng, tẻ nhạt, nàng rất ít khi nói chuyện với người cùng làm trong khoa. Theo lý mà nói Trần Hiểu Tuyết phải được mọi người trong khoa yêu mến hơn, nhưng sự thật không phải thế. Mặc dù mọi người có quan hệ thân thiết với Trần Hiểu Tuyết nhưng ai cũng cẩn thận đề phòng nàng. Bởi vì họ cảm thấy nàng quá niềm nở, làm cho mọi người phải cảnh giác. Bình thường Lâm Hoán Khê không hay nói chuyện nhưng nàng không bao giờ nói xấu sau lưng người khác. Nàng mang lại một cảm giác an toàn. Vì vậy Lâm Hoán Khê lạnh như băng lại được yêu mến hơn Trần Hiểu Tuyết. Mặc dù nhiều nam đồng nghiệp bị nàng cự tuyệt nhưng chỉ cần nàng nói với họ một câu cũng đủ để họ khoe khoang đến nửa ngày. Những điều đó làm cho Trần Hiểu Tuyết rất tức giận, kết thành một mối hận không thể giải tỏa trong lòng nàng. Bên cạnh Trần Hiểu Tuyết người thứ hai có khúc mắc chính là người đàn ông mặc sơ mi bên cạnh nàng. Người đàn ông đó tên là Vương Hạo, giám đốc công ty thiết bị y tế. Hắn dựa vào mối quan hệ với cục y tế buôn bán thiết bị y tế kiếm được rất nhiều tiền. Vương Hạo có hợp tác làm ăn với bệnh viện của trường Đại học Trung y Yến Kinh. Khi gặp nữ thần băng sơn Lâm Hoán Khê hắn bị vẻ rực rỡ của nàng cuốn hút, từ đó hắn cuồng nhiệt theo đuổi nàng. Tặng hoa thì bị vứt ra ngoài. Tặng quà thì bị trả lại nguyên vẹn. Tặng xe cũng bị cự tuyệt, một chiếc BMW mới tinh màu sâm banh, hắn tự tay khắc một con bướm bằng ngọc ở chính giữa cửa xe. Lâm Hoán Khê cũng không thèm liếc mắt nhìn. Sau nửa năm Vương Hạo hoàn toàn mất hết hy vọng. Thật ra trong lúc đó hắn lại bị đồng nghiệp của Lâm Hoán Khê, Trần Hiểu Tuyết quyến rũ. Cũng may những món quà đó không bị lãng phí, hắn lại chuyển sang tặng Trần Hiểu Tuyết. Bản tính ganh đua của phụ nữ rất khủng khiếp, so sánh nhan sắc xấu, đẹp, so sánh nhãn hiệu quần áo, trang sức. So sánh ngực lớn hay nhỏ, so sánh ca da của nhẫn kim cương, so sánh danh tiếng của bạn trai và tiền bạc. Với những so sánh đó Trần Hiểu Tuyết thấy bản thân nàng sống không bằng chết. Bản thân nàng hết lòng lấy lòng người khác nhưng lại không được đồng nghiệp hoan nghênh. Bạn trai của nàng lại là người bị người khác cự tuyệt, nàng phải theo đuổi mãi mới chiếm được. Mỗi lần mở cửa xe, nhìn thấy con bướm đó nàng chỉ muốn đập nát vụn nó. Lúc đó chiếc xe màu sâm banh có khắc con bướm ngọc làm một số thầy giáo tò mò đứng nhìn. Tất cả họ đều biết chiếc xe này được tặng cho Lâm Hoán Khê. Bây giờ Trần Hiểu Tuyết không mặt mũi nào lái chiếc xe đó tới trường. Nói tóm lại đó là tất cả nguyên nhân Trần Hiểu Tuyết không thích Lâm Hoán Khê. Mỗi khi nàng nhìn thấy Lâm Hoán Khê nàng luôn có thái độ thù địch. Trước đây nàng cũng muốn phát tiết tất cả một lần, nhưng mỗi lần nàng châm chọc, khiêu khích Lâm Hoán Khê đều không có phản ứng gì, giống như nàng cố sức đấm vào một cái gối bông, không có cảm giác gì hết. Hôm nay nhìn thấy Lâm Hoán Khê rốt cục nàng không nhịn được lại khiêu khích. Lâm Hoán Khê quay đầu nhìn Trần Hiểu Tuyết, giọng nói sắc như dao, chuyện của tôi. Quan hệ gì tới cô? Không có quan hệ gì với tôi. Tôi chỉ nói thế thôi, có quan hệ gì với cô? Nếu đã dám ra mặt quyến rũ sinh viên nam thì đừng mang cái bộ mặt thánh nữ làm gì nữa, Trần Hiểu Tuyết cười nói. Tâm trạng Trần Hiểu Tuyết rất cao hứng khi Lâm Hoán Khê đã đáp trả nàng. Nàng vui đến run bắn cả người. Nàng đang chuẩn bị lăng nhục đối phương một trận. Cô ngoài việc gây sự, tung tin đồn nhảm ra thì còn làm được gì khác? Lâm Hoán Khê nhìn Trần Hiểu Tuyết với ánh mắt thương xót. Nàng không nói không có nghĩa là nàng không biết. Những thứ nàng đã vứt bỏ không thương tiếc người khác lại quấn lấy. Mọi người biết Trần Hiểu Tuyết chỉ là thế thân cho nàng mà thôi, thế nhưng Trần Hiểu Tuyết lại không thể từ bỏ người đàn ông mang tới cho nàng vật chất để hưởng thụ. Đây đúng là một cô gái đáng thương. Tung tin đồn nhảm, gây sự kiếm chuyện. Đây mà là gây sự kiếm chuyện ư? Trần Hiểu Tuyết cười nhạt chỉ vào Tần Lạc nói. Hai người ôm ấp nhau như nào chúng tôi đều nhìn thấy. Cô còn muốn chối ư? Âu yếm. Ôm nhau. Tần Lạc kinh ngạc, hắn thực sự muốn ôm ấp Lâm Hoán Khê, hắn thậm chí còn muốn ôm nàng nằm xuống đất làm chuyện sằng bậy nữa. Nhưng chuyện này phải được nàng đồng ý cái đã.
Tần Lạc không biết rõ thân phận của cặp nam, nữ này. Hắn cũng không biết cả hai có quan hệ gì với Lâm Hoán Khê. Vì vậy hắn cũng không quan tâm tới cái chuyện ôm ấp đó. Hắn thờ ơ đứng cạnh xem Lâm Hoán Khê xử lý chuyện này như thế nào. Chuyện này cũng tạo thuận lợi cho việc chữa trị chứng bệnh sợ đàn ông của Lâm Hoán Khê. Nhưng hắn không hài lòng khi cô gái kia tự dưng tới gây sự với hai người bọn hắn. Tôi hỏi chị nhìn thấy chúng tôi ôm nhau bằng con mắt nào? Tần Lạc cười hỏi. Cả hai mắt tôi đều thấy. Sao có chuyện gì, cậu cũng muốn chối cãi hả? Cậu là ai? Trần Hiểu Tuyết nhìn Tần Lạc chằm chằm hỏi. Tần Lạc là người anh tuấn, thoạt nhìn mặt hắn thì thấy hắn rất trẻ. Hắn lại mặc bỏ quần áo thể thao nhãn hiệu Nike. Hắn trông không khác gì sinh viên, vì vậy Trần Hiểu Tuyết nghĩ Tần Lạc là sinh viên của trường. Nàng biết Lâm Hoán Khê không có em trai. Lâm Hoán Khê lại không dễ dãi đi dạo phố với đàn ông. Vậy trừ phi hai người có quan hệ tình cảm ra thì còn quan hệ gì nữa đây? Hai mắt cũng nhìn được. Chị bị bệnh rồi, Tần Lạc nghiêm túc nói. Bọn ta không có chuyện gì mà cũng nhìn thấy. Không phải mắt có bệnh là gì. Cậu điên à, cậu mới bị bệnh, sao cậu lại mắng tôi? Cậu định gây chuyện à? Trần Hiểu Tuyết hung dữ mắng lại, âm thanh the thé. Nghe thấy nàng hét lên, những người đi dạo phố liền đứng lại, quây thành vòng tròn xung quanh bốn người. Người xem càng lúc càng đông, Trần Hiểu Tuyết càng muốn diễn trò. Trần Hiểu Tuyết đùng đùng nổi giận. Nàng ra vẻ đứng đắn chỉ mặt Lâm Hoán Khê và Tần Lạc mắng, cô không biết xấu hổ gì hết, lại đi quyến rũ sinh viên của mình. Đúng là trâu già gặm cỏ non, còn ra thể thống gì nữa không? Cô giáo, sinh viên, yêu nhau. Nghe nói tới mấy từ mấu chốt, những người đứng xem giống như nhìn thấy kê gian hiếp dâm đàn ông. Ai nấy đều tức giận nhìn Tần Lạc và Lâm Hoán Khê, chỉ trỏ hai người. Có sát khí. Tần Lạc quay đầu lại thấy sắc mặt Lâm Hoán Khê tái nhợt. Sự chịu đựng đã tới hạn. Tần Lạc đi tới cạnh nàng. Hắn nói thì thào với nàng, đừng tức giận. Chuyện này để tôi xử lý. Chứng kiến hai người thì thầm to nhỏ với nhau, không coi ai ra gì. Trần Hiểu Tuyết nghĩ đã bắt được chứng cứ thông dâm của hai người. Nàng nói với người xung quanh, mọi người có nhìn thấy không? Có thể chứng minh tôi nói đúng chưa? Tần Lạc không sao được lắc đầu đi tới bên cạnh Trần Hiểu Tuyết. Hắn nói thì thào điều gì đó vào tai nàng. Cậu nói gì? Đừng tới gần tôi, có gì cứ nói to lên. Trần Hiểu Tuyết lui lại, nàng không nghe được Tần Lạc nói gì. Tần Lạc làm như không nhịn được la lớn, bà chị của tôi ơi. Chị tè ra quần. Nói bậy, Trần Hiểu Tuyết không tin nhưng theo bản năng nàng cũng cúi đầu nhìn xuống quần của mình. Nghe Tần Lạc nói thế những người xung quanh đều đưa mắt nhìn quần của Trần Hiểu Tuyết. Tất cả giật mình kinh ngạc. Cái quần dài trắng của Trần Hiểu Tuyết giống như bị dội nước. Đột nhiên một mảng quần bị ngấm nước mà nước đang lan tràn rất nhanh. Hình như Trần Hiểu Tuyết đã thực sự đi tiểu trước mặt mọi người. Trời ạ, xếp hàng mà còn đi tiểu. Ha, ha, tức cười chết đi được, đi tiểu trên phố. Hay, hay, mau chụp ảnh đi. Hả? Trần Hiểu Tuyết hét lên một tiếng chói tai. Nàng dùng túi che quần chạy về phía toilet. Phía sau nàng tiếng người reo hò, giễu cợt ầm ĩ. Có phải mày làm không? Vương Hạo hung hăng trừng mắt nhìn Tần Lạc hỏi. Tôi không hiểu anh đang nói gì. Tần Lạc làm ra vẻ vô tội nói. Sau này tao sẽ tìm mày tính sổ, Vương Hạo hung hãn nói. Hắn bỏ đi về hướng cửa hàng, không quan tâm đến bạn gái nữa. Bây giờ hắn thực sự không dám ngẩng đầu nhìn người. Đôi mắt đẹp của Lâm Hoán Khê nhìn Tần Lạc, nàng khẳng định Tần Lạc đã giở trò quỷ. Không phải là người thực vật, sao lại có chuyện đi tiểu ở trên phố chứ? Tôi không cẩn thận đụng phải bàng quang của nàng ta, Tần Lạc nhún vai nói. Tần Lạc đương nhiên không thể mồm mép được so với Trần Hiểu Tuyết. Đã không mồm mép bằng, đương nhiên không có nghĩa hắn không thể làm chút chuyện. Chính vì vậy khi hắn tới cạnh nàng, tay hắn đã sờ vào huyệt tam tiêu du ở eo của nàng. Huyệt tam tiêu du nằm ở eo, dưới gai sống thắt lưng một, đo ngang 1,5 thốn. Có tác dụng đưa khí vào phủ tam tiêu, có tác dụng khai thông đường tiết niệu. Tần Lạc hiểu rõ vị trí các huyệt đạo trên cơ thể người. Đặc biệt là thủ pháp kích thích, hắn muốn Trần Hiểu Tuyết đi tiểu ngay tại chỗ cũng không khó khăn gì hết. Hạ lưu, Lâm Hoán Khê khinh bỉ nói. A, à, Tần Lạc rất tức giận, hắn hận không thể đè nàng xuống đất xoa xoa nàng 100 lần mới hả. Nàng chẳng những không cảm kích hắn lại còn bảo hắn hạ lưu. Chẳng lẽ những điều hắn làm không phải vì nàng ư? Nếu hắn không ra tay thì cô gái đó quấy rầy họ tới khi nào nữa? Cảm ơn,
Lâm Hoán Khê đột nhiên nói. Hơn nữa nàng còn mỉm cười. Không cần cảm ơn, Tần Lạc tức giận nói. Tần Lạc suy nghĩ khi nhìn mặt Lâm Hoán Khê, hắn cảm thấy dường như nàng đã thay đổi. Trời ơi, nàng cười, nàng đã cười. Thản nhiên cười, thoải mái, tự nhiên, như trăm hoa đua nở, xinh đẹp không tả xiết. Chỉ cười, Tần Lạc chỉ vào mặt Lâm Hoán Khê, ngây ngô nói. Tôi biết. Lâm Hoán Khê lại nghiêm mặt lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 10, Thối Hôn Thượng. Hôm nay phải đi. Hôm nay phải đi. Thật sự muốn đi à? Ừ. Nếu thất bại thì sao? Tần Lạc sửng sốt, hắn đang đứng trước gương chải đầu. Hắn quay sang nói với Lâm Thanh Nguyên, Lâm gia gia, cháu đi thối hôn, không phải tới cầu hôn. Ông lo lắng làm gì? Lâm Thanh Nguyên cười xấu hổ. Ông thầm nghĩ đúng là tiểu tử ngu ngốc, ta đã chọn cháu làm cháu rể của ông. Sao ông không lo lắng được chứ? Đương nhiên những điều này không thể nói ra. Ha, ha, ông sợ cháu thối hôn không được, lại còn bị đả kích. Không sao, cháu chịu được, mà cháu đến thối hôn thì bị đả kích gì chứ? Cùng lắm là có thái độ cứng rắn một chút, Tần Lạc tự an ủi mình. Đúng, Tần Lạc cháu nhất định phải cứng rắn. Lâm Thanh Nguyên vỗ vai Tần Lạc. Ông ta trịnh trọng nói, hôn nhân đại sự, há có thể là trò đùa. Đây là chuyện cả đời cháu. Nếu không có tình cảm với nhau mà xe duyên cùng nhau thì lầm lỡ cả đời. Ông nói mà đã quên, ai là người đầu tiên gặp mặt đã muốn gả cháu gái mình cho người khác. Lâm gia gia, cháu sẽ nói rõ ràng với bọn họ, kết hôn không phải là chuyện mua bán. Tóm lại chuyện tình cảm không thể gượng ép, cháu và con gái bọn họ chưa hề gặp mặt, cháu đến thối hôn chắc chắn bọn họ cũng đồng ý. Tần Lạc cười nói. Đúng, đúng, như vậy là tốt rồi. Tốt rồi, Lâm Thanh Nguyên gật đầu đôm đốp, ông càng ngày càng yêu quý Tần Lạc. Đột nhiên Lâm Thanh Nguyên cau mày. Tần Lạc, ông có chuyện cần thương lượng với cháu. Lâm gia gia, có chuyện gì ông cứ nói. Không nên khách sáo vậy, Tần Lạc vừa chỉnh lại trường bào vừa nói. Cháu có thể thay cái áo trường bào này không? Mặt Lâm Thanh Nguyên thoáng đỏ. Ông dè dặt hỏi. Tại sao? Tần Lạc thấy khó hiểu. Ông thấy nó màu mè quá. Dễ gây chú ý, Lâm Thanh Nguyên nói. Hả, Tần Lạc hắn hốc mồm nhìn Lâm Thanh Nguyên, hắn không biết phải nói gì nữa. Hôm qua khi Tần Lạc và Lâm Hoán Khê quay về, Lâm Thanh Nguyên luôn mồm khen cái áo đẹp khi ông nghe nói Lâm Hoán Khê mua cho hắn, hàng chất lượng. Ông còn nói hắn mặc trông rất phong độ, giống như long phượng. Tại sao chỉ trong một đêm mà ông đã đổi thành màu mè, gây chú ý? Thay đi, người già thường thích lớp thanh niên chững chạc một chút, cháu mặc trường bào đen trông đẹp hơn. Lâm Thanh Nguyên tiếp tục mê hoặc hắn. Dù cháu đến thối hôn cũng phải để lại ấn tượng tốt với họ. Lâm Thanh Nguyên nghĩ gã trai này anh Tuấn như vậy, nếu đi tới đó nhà cô gái ưng ý, vậy Lâm Hoán Khê của ông sẽ giải quyết sao đây? Cứ để hắn mặc cái áo trường bào đen cổ lỗ đó, chắc chắn phong độ của hắn sẽ giảm đi nhiều. Ôi, đáng thương thay trái tim của những bậc cha mẹ. Thôi được, cháu thay, Tần Lạc nói. Hắn thực sự không dám là trái lời một người già đã hết lòng khuyên bảo hắn. Hắn cởi cái áo trường bào trên người ra, lấy từ ngăn tủ cái áo trường bào đen mặc vào. Lâm Thanh Nguyên gật đầu hài lòng, ông nói thêm mấy câu khích lệ, rồi mới yên tâm rời đi. Nhìn tờ giấy nhăn nhúm trong tay, Tần Lạc hoài nghi liệu hắn có đến sai địa chỉ không. Mặc dù tờ giấy dính đầy vết mồ hôi, nhưng vẫn nhìn rõ nét chữ viết bằng bút máy, Yến Kinh, đường Tiên Nữ Sơn, số 18. Tần Lạc đi đi lại lại trước cánh cổng có ghi số nhà. Không sai, chính là nhà này. Thế nhưng tình cảnh trước mắt hắn lại như nói với hắn là không đúng. Đây là khu biệt thự cao cấp mang tầm cỡ quốc gia dọc theo công viên Tiên Nữ Sơn, lấy cả Tiên Nữ Sơn làm hậu hoa viên, ngôi biệt thự theo kiểu châu Âu như tòa thành che giấu non xanh nước biếc ở trong đó, thần bí mà tràn đầy khí chất quý tộc. Hai bên trái, phải còn có mấy biệt thự. Mặc dù Tần Lạc là người không có ý niệm về tiền bạc cũng hiểu những biệt thự này là độc nhất vô nhị, vô cùng giá trị. Theo người tài xế taxi nói, những ngôi biệt thự này đều là của những người giàu nhất Trung Quốc. Không ai biết thân phận của họ. Ở đây có những khu vườn mang phong cách châu Âu như Thảo Tràng Công Viên, Đông Phương Đệ Nhất Mục Tràng. Mùa hè là thắng cảnh nghỉ mát, mùa đông có thể tới đây ngắm tuyết, ăn những món ăn dân dã. Chẳng lẽ người mình muốn thối hôn ở trong ngôi nhà này? Rốt cục năm đó ông đã cứu ai? Tại Trung Quốc, tỷ lệ nam nữ mất cân đối nghiêm trọng. Ngày nay tìm được một người vợ là chuyện không dễ dàng. Xem ra hắn có vận khí vô cùng tốt,
Ngay khi vừa sinh ra đã có người chọn vợ hộ. Xem tình hình này thì hôn thê của hắn còn rất giàu có. Dù sao hiện nay cũng có nhiều đàn ông khao khát có được một phụ nữ giàu có. Anh đang làm gì ở đây? Một người đàn ông mặc âu phục, đeo tai nghe, vẻ mặt cảnh giác, quát Tần Lạc. Hắn đã đứng ở đây ngó nghiêng rất lâu rồi. Xem ra hôn thê mà hắn muốn thối hôn thực sự giàu có. Trang phục của bảo vệ cũng sang trọng. Không phải một bộ trang phục bảo vệ mấy chục đồng mà là một bộ âu phục đen trị giá mấy trăm đồng. Anh à, tôi đến tìm người, Tần Lạc lễ phép nói. Tìm người? Người bảo vệ không tin Tần Lạc. Hắn nghi ngờ nhìn Tần Lạc hỏi, tìm ai? Xin hỏi chủ nhân của ngôi nhà này họ Văn Nhân phải không? Tần Lạc chỉ khu nhà cao cấp trước mặt hỏi. Người bảo vệ cười giễu cợt, khinh thường nói, không phải anh nói tìm người sao? Sao ngay cả họ của chủ nhân ngôi nhà cũng không biết? Tôi biết ông ấy họ gì, nhưng tôi không rõ ông ấy có thực sự sống ở đây không? Tần Lạc giải thích. Sắc mặt người bảo vệ âm trầm, hắn nói, mặc kệ anh là ai. Tôi khuyên anh đi khỏi đây ngay, đây không phải chỗ dành cho hạng người như anh. Anh có ý gì, cái gì là không phải chỗ dành cho tôi? Tần Lạc lạnh mặt hỏi lại. Có chuyện gì, muốn tôi nói rõ ràng hả? Không phải anh bạn đang mạo xưng quen biết chủ nhà ư? Muốn gây chuyện thì ra chỗ khác, đây không phải chỗ cho ai tới cũng được. Nơi đây có bảo vệ 24 giờ. Tôi khuyên anh hãy bỏ ý niệm đó đi, người bảo vệ mỉa mai nói. Cách hắn nói coi Tần Lạc như quân đầu trộm đuôi cướp. Tôi quả thật đến tìm người. Thôi được, đi thôi. Những người trước kia chúng tôi bắt cũng đều nói tới dây tìm người. Dẫn tới cục công an thẩm tra thì đều có tiền án, tiền sự. Quên đi, tôi không muốn giải thích với anh, Tần Lạc tức giận nói. Hắn chạy tới ân chuông cửa ngôi nhà cao cấp số 18. À, tôi cảnh báo anh đừng có loạn bậy, người bảo vệ vội lên tiếng hù dọa. Anh điên à, nếu tôi có vấn đề, tôi có dám quang minh chính đại tới bấm chuông cửa không? Hắn chỉ thầm mong là không tìm nhầm nhà. Nói cách khác hắn sợ bị người làm dùng chổi đuổi ra. Dừng lại, người bảo vệ túm lấy tay áo Tần Lạc, ngăn cản hắn tiếp tục bấm chuông. Tần Lạc nhíu mày nói, buông tay, đừng làm nhào áo tôi. Nhìn thấy bên này xảy ra xung đột, hai người bảo vệ khác từ trong phòng bảo vệ chạy tới, cả hai còn rút rùi cui điện từ thắt lưng ra. Muốn động thủ à? Tần Lạc sợ bản thân mình bị thương, vì để tự vệ, hắn cúi người xuống túm lấy áo của người bảo vệ. Hắn vặn người lại, hai chân hắn dạng ra, đá một chân vào người bảo vệ. Người bảo vệ lảo đảo bỏ chạy, ngã nhào vào người bảo vệ đang cầm rùi cui điện. Dẫn thể thuật là phương pháp nâng cao sức khỏe, cũng là kỹ thuật giao đấu. Đây là kỹ thuật tá lực đả lực của đạo gia nhưng cũng gần giống với thái cực quyền. Dừng tay, một giọng nói gay gắt quát lên. Người vừa quát dừng tay là một người đàn ông khoảng 5-60 tuổi, tóc dài trải mượt ra sau, giống như kiểu tóc của những người giàu có. Ông mặc một cái trường bào trắng làm cho Tần Lạc ngay lập tức có hảo cảm với ông. Đầu năm nay, không phải ai cũng có dũng khí tao nhã như bọn họ. Xem ra ông cũng là người có quyền thế. Ông vừa quát một câu, mấy nhân viên bảo vệ không dám ho he. Vâng, vâng, dạ, dạ đứng trước mặt ông, không dám giải thích. Có chuyện gì, người đàn ông quan sát Tần Lạc rồi quay sang hỏi mấy người bảo vệ. Thủy bá, anh ta lén lút ở cổng. Tôi nghĩ anh ta là quân đầu trộm đuôi cướp, chạy ra ngăn cản. Không ngờ anh ta động thủ đánh người, người bảo vệ bị Tần Lạc đá văng ra khẽ giải thích. Cậu tới có việc gì? Thủy bá nhìn Tần Lạc hỏi. Tần Lạc cảm thấy ánh mắt của ông rất đáng sợ. Ông ấy là một cao thủ võ công. Tần Lạc thầm nghĩ. Cháu tới tìm người, Tần Lạc nói. Tìm ai? Người họ Văn Nhân, Tần Lạc trả lời. Ông hắn bảo tới đây tìm người họ này. Người họ Văn Nhân, Thủy bá lại nhìn Tần Lạc rồi hỏi. Cậu là ai? Tìm lão gia làm gì? Hả, có phải người họ Văn Nhân sống ở đây không? Tần Lạc cười hỏi, hắn đã tìm đúng địa chỉ. Đúng, sống ở đây. Thế nhưng sao cậu gọi họ Văn Nhân của lão gia? Cậu còn ít tuổi, phải có lễ phép chứ, Thủy bá Phật ý nói. Trên đời này có rất ít người có dũng khí gọi thẳng tên, họ của lão gia như thế. Nhưng gã thanh niên này lại tùy tiện gọi thẳng tên lão gia làm cho ông thấy rất kỳ quái. Ha. Ha, cháu họ Tần, cháu của Tần Tranh, ông có thể thông báo giúp cháu không? Tần Lạc cười nói. Tần, cậu là cháu của Tần Thần Y. Thủy bá sửng sốt, sau đó ông vui mừng hỏi. Tần Thần Y, Tần Tranh là ông nội cháu, Tần Lạc cười nói. Hắn thầm nghĩ ông mình cả ngày không nói, cười lấy một câu thế mà danh tiếng ở bên ngoài rất hiển hách.
mau theo ta vào trong. Thủy Bá nhiệt tình kéo tay Tần Lạc. Ông quay đầu nói với mấy nhân viên bảo vệ đang thấp thỏm không yên, sau này phải chú ý. Có khách đến thăm, nhất định phải thông báo cho ta. Dạ, mấy nhân viên bảo vệ đồng thanh trả lời. Lão gia cũng nhắc tới cậu vài lần rồi, cậu cuối cùng cũng đã tới. Tần Lạc, cậu tới cầu hôn tiểu thư à? Thủy Bá vừa kéo Tần Lạc đi vào trong, vừa kích động nói. Chương 11, thối hôn, hạ. Cầu hôn. Tần Lạc ngẩn cả người, sau đó vẻ mặt cười cười xấu hổ. Xem ra lão đầu không biết chuyện hôn ước, nếu không, làm sao lại nhận định là mình đến cầu hôn chứ? Đương nhiên, nói vậy thì những người này đối với tiểu thư của họ cũng rất tự tin. Nếu để lão biết mình là tới để thối thân, sợ là sẽ không còn thân thiết thế này nữa. Mà hơn nữa, rất có khả năng sẽ phát sinh chuyện tình rất nguy hiểm. Với lại thân thủ của lão đầu này, quả thật là thâm sâu khôn lường. Nụ cười này trong mắt của Thủy Bá, lại biến thành ngượng ngùng. Lão vỗ vỗ vai Tần Lạc, nói với hắn, nam tử hán đại trượng phu, thẹn thùng cái gì? Yên tâm, lão gia nhất định ủng hộ cậu. Lão gia cũng nói vài lần rồi, nói cậu nhất định có thể. Tôi hiểu, Tần Lạc ứng phó cho có lệ. Loại sự tình này, hay là cứ len lén đi nói cùng với lão gia bọn họ. Nói cách khác, điều này truyền ra ngoài đối với danh tiếng của con gái người ta rất bất lợi. Dưới sự dẫn đường của Thủy Bá, hai người theo thềm đá đi lên, đầu tiên là ngang qua hồ bơi. Đây là một nơi để bơi lội có hình quả trứng, kiểu cách Hy Lạp cổ, kiến trúc La Mã đặc thù. Đáy hồ làm bằng đá cẩm thạch màu xanh biếc, mặt trước bể bơi bắt chiếc theo hải thần thần điện, hai bên sườn thiết kế mới mấy cây cột trụ La Mã màu trắng. Vây quanh hành lang là bốn bức phù điêu trông vô cùng sống động, tiếp theo đều là những pho tượng bằng thạch điêu trắng tuyệt mỹ. Xem ra, thủ pháp điêu khắc được dùng, không cần đó ẩn cũng biết là do danh gia xuất thủ. Giờ phút này đang là giữa trưa, dưới trời xanh mây trắng, cả bể bơi nhẹ nhàng lăn tăn sóng, ánh sáng phản chiếu vào mắt người khiến người ta thấy lóa cả mắt. Tất cả biệt thự được quản lý rất nghiêm khắc, mỗi một góc tường đều được tu sửa cẩn thận, mỗi lối đi đều được quét dọn sạch như lau. Khi hắn theo Thủy Bá đi thì những người hầu đều rất lễ phép, tất cả đều mỉm cười khiến người nhìn thấy đều thư thái. Căn biệt thự này đích thật giống như vẻ bề ngoài, hào hoa mà không khoe khoang, hoa lệ mà không tục. Trong nháy mắt này, nội tâm Tần Lạc thậm chí đã dao động. Chẳng lẽ, thật sự có thể bỏ qua một cô gái ra thế như vậy sao? Mình có thể dễ dàng bỏ qua vinh hoa phú quý như vậy? Có thể làm ra quyết định, thật sự là khiến người ta thống khổ. Tần Lạc, cậu ngồi trong phòng khác chờ chút, lão gia ở vườn sau, tôi đi thông báo một tiếng. Thủy Bá mang Tần Lạc đi đến một đại sảnh hoa lệ rộng rãi, sau đó nói. Vâng, Tần Lạc gật đầu đáp ứng. Cứ ngồi đi, tôi đi thông báo rồi về ngay. Thủy Bá kéo Tần Lạc ngồi xuống, lúc này mới mang theo khuôn mặt vui vẻ rời đi. Rất nhanh, một người hầu đã mang điểm tâm và trà tới, điểm tâm này trông rất thích mắt, Tần Lạc không muốn ăn chút nào, hắn chỉ nâng chén trà thơm, nước trong xanh biếc lên, nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ. Cầu hôn? Hay là thối hôn? Nếu không, mình đến đây làm gì? Ở trong phòng, sau khi chỉ còn lại mình hắn, còn lại thì không có người hầu nào. Nhưng mà, người phụ nữ kia xấu xí thì làm sao bây giờ? Vẻ mặt như người chết thì phải làm sao? Ngực nàng ta mà như sân bay thì làm sao? Đang lúc Tần Lạc còn đang miên man suy nghĩ, trong đầu có muốn vàn khúc mắc, một thanh âm trong trẻo đã vang lên bên tai hắn, ngươi là ai? Tần Lạc ngẩng đầu lên, hắn chứng kiến một nam nhân đang đứng sau mình. Mỹ nam tử. Tần Lạc lần đầu tiên nhìn thấy một nam nhân có thể hình dung bằng từ đẹp. Mùi hương thơm ngát, môi hồng răng trắng, khuôn mặt phù dung điềm đạm tròn như trăng rằm, dáng người vừa thành thục lại vừa tươi trẻ. Nam nhân này mang vẻ đẹp cổ điển, ngũ quan tương xứng tuyệt vời, xinh đẹp đến khó tin. Hắn ta đứng ở sau lưng Tần Lạc, thật sự khiến Tần Lạc cảm thấy thất thần. Ngươi là ai? Nam nhân kia nhíu mày. Hắn ta đối với vẻ mặt nhìn chăm chăm của Tần Lạc rất bất mãn. Tần Lạc nói, xong lại nghĩ thầm, người so với người, đúng là khiến mình muốn chết. Chính mình luôn tự xưng là thiếu niên đẹp trai phong độ, đẹp trai đứng đầu Tần gia, bây giờ cùng người ta so sánh, mình thực sự chỉ là sách dép cho ngựa ơi ta thôi. Tần Lạc, thiếu niên xinh đẹp kia suy nghĩ một chút, nói, không quen, có chuyện gì không? Ngươi là ai? Tần Lạc hỏi, mặc dù người này ăn mặc không tầm thường, nhưng mà bị hắn ta tra hỏi trần trụi như vậy, khiến ngạo khí trong lòng Tần Lạc trỗi dậy.
Tần gia bọn họ lấy y truyền ra, trăm ngàn năm nay, cho dù là vương hậu, hay là quân phiệt lớn, có ai mà chưa từng gặp chứ? Văn Nhân Chiếu, nam nhân kia cũng kiêu ngạo nói. Không quen, có việc gì không? Tần Lạc dùng lại cách nói chuyện bá đạo vừa rồi của hắn để phản bác. Ngươi biết ngươi đang nói chuyện cùng ai không? Thiếu niên kia tất nhiên tu dưỡng không bằng Tần Lạc, hắn lập tức tức giận hỏi. Không quen, hiển nhiên là không biết. Tần Lạc nói, kỳ thật Tần Lạc cũng từ tên của hắn ta mà nghe ra chút gì đó. Văn Nhân Chiếu, vừa rồi thấy người này có thể tự do đi lại, hơn nữa còn ăn nói hống hách như vậy, ngoại trừ cháu của lão gia nhà này, còn có thể là ai nữa? Ôi, cuộc hôn nhân này hay là thôi đi, nhà này chẳng phải của mình, hơn nữa sau này còn có người cùng mình tranh đoạt nữa. Vô luận là ngươi tới nói chuyện gì, ta cũng có thể cam đoan, ngươi không thu hoạch được gì đâu. Văn Nhân Chiếu lúc này nhìn Tần Lạc, vẻ mặt cũng âm trầm mà nói. Làm càn, nhà này từ khi nào đến phiên ngươi nói chuyện chứ? Một lão nhân rất đẹp lão cao giọng quát. Tuổi lão nhân này không sai biệt lắm với Thủy Bá, nhưng mà tinh thần thì lại tốt hơn nhiều. Sắc mặt hồng nhuận, hạc phát đồng nhan. Trên người mặc một bộ áo bào màu trắng có hình thái cực đồ, không cần người hầu đỡ, mà bước đi rất nhanh, khiến người ta cảm thấy lão nhân này rất khỏe mạnh. Ra ra, nghe thấy lão nhân này nói, thiếu niên kia lập tức thu lại ngạo khí, cung kính hô. Hừ, không biết lễ phép, Văn Nhân Đình trừng mắt nhìn cháu mình, khiển trách. Xin chào Văn Nhân lão gia tử, cháu là Tần Lạc, cháu của Tần Tranh. Tần Lạc đứng dậy chào hỏi Văn Nhân Đình. Ta và gia gia cháu là bạn tốt lâu năm. Cháu cứ gọi ta là gia gia được rồi. Văn Nhân lão gia tử có vẻ nghe không được tự nhiên. Lão nhân kia rất hòa ái với Tần Lạc, ý cười đầy mặt nói. Hai tròng mắt không ngừng nhìn trên người hắn, ánh mắt giống như nhìn cháu rể vậy. Ánh mắt này, sao mà quen thuộc đến thế? Tần Lạc trong lòng thầm nghĩ. Vâng, Tần Lạc vội đồng ý. Gia gia cháu có khỏe không? Văn Nhân Đình chỉ ghế salon, ý bảo mọi người ngồi xuống nói chuyện. Còn tốt ạ, Tần Lạc cung kính đáp, trong lòng lại thầm cân nhắc, làm thế nào để nói ra mục đích đến đây? Đúng vậy, ta hỏi vậy không phải là nó nhảm sao? Tần lão ca thấu hiểu đạo dưỡng sinh như vậy, đến ngay cả tiểu thái cực mỗi ngày ta luyện cũng là do ông ấy dạy, thân thể ông ấy làm sao mà không tốt chứ? Văn Nhân Đình lão gia tử vừa nói vừa cười ha hả. Những người khác cũng vội cười theo. Còn Tần Lạc thì trong lòng có chuyện, hắn cười rất miễn cưỡng. Văn Nhân Đình nhìn Tần Lạc, vẻ mặt đầy tưởng nhớ, Tần Lạc, Văn Nhân gia chúng ta nợ ân Tần gia. Năm đó, chính là Văn Nhân gia ta gặp nguy cơ khi tranh chấp thương nghiệp với Bạch gia, ta lại đột nhiên bị bệnh, nếu như không phải có gia gia cháu cứu ta từ quỷ môn quan trở về, sợ rằng Văn Nhân gia sớm đã không còn nữa rồi. Lúc đó lại vừa lúc cha của Văn Nhân Chiếu là Văn Nhân Cơ cùng cha cháu là Tần Phong cùng tân hôn. Hai cô con dâu còn chưa có bầu. Vì thế ta mới nói với gia gia cháu, Văn Nhân gia nếu có nữ, nhất định sẽ là vợ của Tần gia, nếu là con trai thì sẽ nhất định nghe lời người Tần gia. Nghe thấy người của Văn Nhân gia nhất định nghe theo lời thề, khuôn mặt xinh đẹp của Văn Nhân Chiếu trở lên trắng bệch. Nếu là con trai, nhất định phải nghe người Tần gia sai phái. Vài ngày trước ta còn đang tính toán, thời gian ước hẹn này cũng đã tới rồi, mà người Tần gia chưa thấy tới. Chẳng lẽ là muốn bên gái chúng ta tới cầu hôn? Chúng ta dù không cần mặt mũi, nhưng mà kể ra thì đó là ngược lại với lễ giáo của Trung Quốc ta. Hôm nay, cháu cuối cùng đã tới. Đáng tiếc, Mục Nguyệt không có ở đây, nói cách khác, lần đầu tiên mà các cháu đã không được gặp mặt. Mục Nguyệt, Văn Nhân Mục Nguyệt. Tần Lạc nghĩ, vậy hóa ra người phụ nữ này chính là người mà hắn từ hôn. Tên nghe thì quả thật là không tồi, nhưng mà, Tần Lạc biết, càng là cái gì độc. Thì biểu hiện bên ngoài càng hoàn mỹ. Ví dụ như La Ngọc Phượng, tên cũng không tồi, nhưng mà khuôn mặt lại vô cùng thê thảm. Tần Lạc không tự kiềm hãm được mà nghĩ đến khuôn mặt còn chưa tiến hóa hết của Phượng Tỷ. Ra ra, đây là niên đại gì rồi? Còn vẫn cứ giữ lại quy củ chỉ phúc vi hôn sao? Chị là nhân vật như thế nào, làm sao có thể thích hắn chứ? Văn Nhân Chiếu rút cục không nhịn được nữa, vội lên tiếng. Hắn thật sự không muốn Văn Nhân gia và tên tiểu tử nghèo kia có quan hệ gì, từ lần đầu nhìn thấy, hắn đã khó chịu với Tần Lạc rồi. Câm miệng, Văn Nhân Đình mắng, ngươi thì hiểu cái gì? Văn Nhân gia chúng ta trên thương trường nổi tiếng về chữ tín, lúc nào lại chịu đổi ý hả? Mà trong nhà này từ lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện chứ? Ra ngoài cho ta. Ra ra, người không thể đẩy chị vào hố lửa chứ? Người nhìn hắn xem,
có điểm nào mà đòi xứng đôi với chị chứ? Trong đám người theo đuổi chị, tùy tiện cũng có người hơn hắn gấp trăm gấp ngàn lần. Văn Nhân Chiếu tức giận hét lên, ngay cả uy nghiêm của Văn Nhân Đình lão gia cũng không e ngại. Xem ra quan hệ giữa chị em họ đúng là không tồi. Ách, mình dĩ nhiên lại biến thành hố lửa. Ta tự biết suy nghĩ, Thủy Bá, dẫn hắn ra ngoài cho ta. Văn Nhân Đình lão gia tử đập bàn nói. Vâng, lão gia, Thủy Bá nghe lời, đi tới kéo Văn Nhân Chiếu ra ngoài. Ra ra, người không thể vì mình báo ân mà đem tặng đi hạnh phúc của chị. Hắn căn bản là không xứng với chị mà. Văn Nhân Chiếu đã bị kéo ra xa, nhưng mà mọi người vẫn nghe thấy tiếng kêu bất mãn của hắn. Nó bị ta làm hư, Tần Lạc, cháu đừng để ý. Văn Nhân Đình lão gia tử áy náy nói. Không sao, xem ra quan hệ chị em bọn họ đúng là không tồi. Tần Lạc nói tiếp, ra ra, cháu đến là có chuyện khác. Ơ, ta hiển nhiên là biết cháu có chuyện khác. Văn Nhân Đình vừa cười vừa nói, ánh mắt như đang cổ vũ Tần Lạc nói tiếp. Chuyện này có vẻ là có lỗi với gia đình của Gia Gia. Tần Lạc quyết định kiên trì đến cùng, nói. Có lỗi, là thế nào, có vấn đề gì vậy? Lông mày của Văn Nhân Đình hơi nhíu lại, hình như nghĩ đến chuyện gì đó. Cháu không phải đến cầu hôn. Ồ, Văn Nhân Đình nghe đến đây, nụ cười trên mặt từ từ biến mất. Chương 12, rót trà cho tôi. Từ khí thế được giải thích trong từ điển là, người hoặc sự vật biển hiện lực lượng và uy thế ra ngoài. Trước kia, Tần Lạc đối với cụm từ khí thế này rất mơ hồ, không có khái niệm cụ thể. Thế nhưng, sau khi thấy lão gia tử Văn Nhân Đình thay đổi vẻ mặt, trong đầu hắn bỗng nhiên lại hiện ra hình ảnh hai chữ khí thế này. Nhờ thế thành khí, nhờ khí nuôi thế. Văn Nhân Đình, thương nghiệp lớn cả truyền thông và công chúng nước Trung Quốc đều biết lại nổi giận. Hắn sủng ái cháu gái nhất, Văn Nhân Mục Nguyệt được ca tụng là hy vọng của gia tộc Văn Nhân, lại bị một tiểu tử cuồng vọng từ hôn. Cậu có người yêu rồi à? Văn Nhân Đình áp chế sự tức giận trong lòng mà hỏi. Hai nhà vốn có hôn ước, mặc dù đối phương muốn lựa chọn người vợ khác, thì cũng nên sớm thông báo gia tộc Văn Nhân một tiếng mới đúng chứ. Không nên kéo dài lâu như vậy. Chưa ạ, Tần Lạc lắc đầu. Hắn cảm thấy cổ mình cứng ngắc, thậm chí ngay cả làm động tác lắc đầu này cũng vô cùng khó khăn. May mắn công pháp đạo gia thập nhị đoạn cẩm trong cơ thể kịp thời hoạt động, giúp hắn bớt không ít áp lực. Bằng không, hắn sẽ bị biểu hiện ngang ngược của lão đầu tử này chấn kinh. Cậu thấy Mục Nguyệt không xứng với cậu à? Lông mày của Văn Nhân Đình càng nhíu chặt hơn. Không phải à, mặc dù cháu chưa từng gặp mặt tiểu thư Văn Nhân, nhưng, thấy tướng mạo của Văn Nhân Chiên, có thể tưởng tượng được tiểu thư Văn Nhân nhất định là quốc sắc thiên hương. Tần Lạc vốn không có cảm tình gì với tiểu tử còn búng ra sữa Văn Nhân Chiêu kia, nhưng bây giờ vì để ứng phó với sự chất vấn của Văn Nhân Đình, hắn đành phải nhịn sự chán ghét khen tiểu tử đó một lần nữa. Vậy, cho tôi lý do. Văn Nhân Đình không hỏi nữa, để Tần Lạc chủ động thẳng thắn. Ra ra, ông cũng biết, cho tới bây giờ cháu vẫn chưa từng gặp mặt tiểu thư Văn Nhân. Như vậy, hai bọn cháu sẽ không có bất cứ tia tình cảm nào làm nền tảng. Kết hợp như thế, sẽ sinh ra xung đột mãnh liệt giữa chúng cháu. Không chỉ riêng cháu nghĩ thế, cháu tin tiểu thư Văn Nhân cũng giống vậy. Chúng cháu đều có quyền theo đuổi tình yêu chân chính của mình. Dạng trả nợ báo ân này, không phải là tình yêu cháu cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Cũng không phải là lý do để tiểu thư Văn Nhân phải hy sinh. Đời người có rất nhiều cơ hội hạnh phúc đều trôi qua tức thì, anh có thể buông bỏ hạnh phúc trong tầm tay một cách tùy tiện, sau đó anh lại hối hận thì cũng không còn kịp nữa rồi. Cháu không muốn lúc cháu gặp được cô gái cháu thích, lại chỉ vì sự ràng buộc của một tờ hôn ước mà buông tay. Đó không phải là phong cách của cháu. Thế phong cách của cậu là gì? Vẻ mặt Văn Nhân Đình rốt cuộc cũng hòa hoãn hơn, mỉm cười hỏi. Xem ra, lần này Tần Lạc giải thích lão còn có thể chấp nhận được. Vô cầu vô thúc, yêu ta yêu lại, Tần Lạc trả lời rất mạnh mẽ. Nếu lúc này là đứng diễn thuyết trên đài, phía dưới có vô số thiếu nữ hoặc phụ nữ từ 18 đến 38 tuổi làm khán giả, biểu diễn của hắn nhất định sẽ càng có sức mạnh. Ha ha, hay cho câu yêu ta yêu lại. Được, Tần Lạc, người Tần gia không chỉ giỏi y thuật, mà còn rất dẻo mồm. Lão đầu tử tôi bị cậu thuyết phục rồi. Nhưng mà, cậu thật không lo lắng à? Nếu bây giờ cậu thu lại câu nói kia, tôi sẽ tạo cơ hội giúp cậu. Văn Nhân Đình tôi buôn bán với người ta cả đời, nhưng chưa từng thất tín. Lão gia tử Văn Nhân nhìn Tần Lạc cười ha hả, hỏi lộ vẻ mê hoặc. Ra ra, cháu đã quyết định rồi. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Cậu cũng thấy đây, tài sản nhà Văn Nhân chúng tôi cũng không ít.
Mục Nguyệt là cháu gái mà tôi thương yêu nhất, hơn nữa ở phương diện kinh doanh cũng có chút tài cán. Gia tộc Văn Nhân sau này, tôi có thể sẽ giao cho nó. Gia tộc Văn Nhân là một trong bốn đại gia tộc lâu đời ở nước Trung Quốc, cho dù là ở chính trị hay kinh tế đều có lực ảnh hưởng cực kỳ khủng bố. Sản nghiệp trong tay đều có dính tới các lĩnh vực như ăn uống, bách hóa, ngọc trai, ô tô, năng lượng, hàng không, phạm vi thế lực kéo dài tận 5 tỉnh 16 thành ở khu Tam Giác, giàu bằng cả nước. Nếu món tài phú này được một cô gái nắm giữ, vậy thì ai có thể đủ sức hái đóa kim hoa này, chẳng khác nào bảo dùng một vương quốc để đổi. Chuyện này là tạo hóa của tiểu thư Văn Nhân, không có bất cứ quan hệ nào với cháu. Về mặt kinh doanh thì cháu rốt vô cùng, nhưng cũng may còn có một thân y thuật. Không thể đại phú đại quý, nhưng nuôi sống già trẻ trong nhà thì không có vấn đề gì. Tần Lạc mạnh miệng nói. Nhưng trong lòng lại cầu khẩn, Văn Nhân lão gia tử, Văn Nhân gia gia, Văn Nhân đại gia, lão đừng hấp dẫn tôi nữa có được không? Lão nếu cầu dẫn tôi nữa, tôi sẽ thay đổi chủ ý mất. Mặc dù Mục Nguyệt không thể nói là quốc sắc thiên hương gì đó, nhưng cũng có vài phần mỹ danh ở Yên Kinh. Theo tôi biết sơ sơ thì những công tử theo đuổi nó chỉ e có thể xếp hàng từ cửa nhà chúng tôi đến Huyền Vũ Môn của Yên Kinh. Cậu thật sự muốn bỏ người vợ này à? Cháu cảm thấy tình yêu và dung mạo không quan hệ, chỉ là sự rung động trong nháy mắt, người vợ mà cháu tìm chưa chắc sẽ đẹp, Tần Lạc lộ vẻ đau khổ nói. Hắn sắp khóc rồi, có loại dụ người phạm sai lầm như thế sao? Chẳng lẽ lão không biết Tần Lạc tôi cái gì cũng đều có thể cự tuyệt, nhưng lại không cự tuyệt được hấp dẫn à? Văn Nhân Đình nhẹ gật đầu, nói, được rồi, tôi đã hiểu, xem ra cậu đã quyết tâm muốn bỏ chuyện hôn nhân này rồi. Gia Gia, cháu hy vọng chuyện này không làm ảnh hưởng đến tình bạn giữa ông và Gia Gia cháu. Hơn nữa, đây cũng là vì muốn tốt cho tiểu thư Văn Nhân. Tần Lạc giải thích, Mục Nguyệt mặc dù không nói gì, nhưng ông biết rõ, nó cũng có thái độ cự tuyệt chuyện này. Nếu cháu thật muốn cầu hôn, ông cũng phải làm công tác một lần với nó. Cháu đã đến từ hôn, ông cũng giảm đi một cái tâm sự. Văn Nhân Đình gật đầu nói, có điều, nếu sau này cháu thích Mục Nguyệt thì phải làm sao? Ha ha, nếu thích, cháu sẽ truy hồi nàng về. Tần Lạc vừa cười vừa nói, có điều, tiểu thư Văn Nhân ưu tú như thế, cháu thích nàng, chưa chắc nàng sẽ thích cháu. Nàng nhất định có thể tìm được người hợp với nàng hơn. Chỉ mong là vậy, cô cậu đều không có ý này, tôi cũng không thể miễn cưỡng. Dưa cố vắt sẽ không ngọt mà. Lần này cậu tới Yên Kinh thì ở chỗ nào? Ở trong nhà một người bạn của ông cháu. Tần Lạc thành thật trả lời. Ông cậu y thuật cao minh, người chịu ân huệ của lão đếm không hết. Tôi cũng không cần phải lo lắng chỗ ở của cậu. Vậy đi, bữa trưa ở lại ăn cơm. Sau này cậu cứ coi chỗ này là nhà của mình. Có cái gì cần, cứ nói ra. Chỉ cần nhà Văn Nhân chúng tôi có, cậu có thể lấy dùng. Cảm ơn Gia Gia. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Lần đầu tiên đăng môn bái phỏng, cũng không thể ngồi một chút rồi bỏ đi. Cho nên, Tần Lạc đồng ý ở lại nhà Văn Nhân ăn cơm trưa. Vì chưa tới giờ ăn cơm nên lão gia tử Văn Nhân Đình về phòng thay quần áo, để Tần Lạc ngồi uống trà trong phòng khách. Chỉ một lúc sau, gã Văn Nhân Chiếu bị Gia Gia đuổi đi lại chạy tới. Gương mặt trắng nõn xinh đẹp của hắn vì phẫn nộ mà hồng nhuận, trong mắt có thể phun ra lửa. Thấy Tần Lạc vẫn thoải mái nhàn nhã mà uống trà, càng tức khí. Một tay giật chén trà của Tần Lạc, mắng, anh xem anh là ai? Anh dựa vào cái gì mà tới từ hôn? Chị tôi có điểm gì không xứng với anh? Anh là ai hả? Cho dù từ hôn, cũng nên là chị tôi tìm anh từ hôn mới đúng á. Văn Nhân Chiếu giận điên lên. Vừa rồi hắn chạy vào phòng Gia Gia cãi om sòm. Trách Gia Gia không nên giao chuyện chung thân đại sự của chị cho loại người như Tần Lạc. Ai ngờ Gia Gia nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng mới nói người ta không phải tới cầu hôn, mà là tới từ hôn, người ta căn bản là không đồng ý chuyện hôn nhân này. Chuyện này càng kích thích thần kinh Văn Nhân Chiêu hơn, chị hắn là nhân vật giống như tiên nữ, bình thường chỉ có cự tuyệt sự theo đuổi của nam nhân khác. Làm sao có thể bị một gã quái dị cự tuyệt chứ? Ở trong mắt Mỹ Nam như hoa Văn Nhân Chiếu, tướng mạo Tần Lạc không thể coi là đẹp trai được. Nên khi hắn biết Tần Lạc vẫn chưa đi, liền hùng hổ chạy tới hỏi tội. Tần Lạc thật là khóc không ra nước mắt. Vừa rồi lúc hắn tưởng mình tới cầu hôn, hắn nổi trận lôi đình. Nói mình là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, căn bản không xứng với chị hắn. Bây giờ biết mình tới từ hôn, thì lòng càng căm phẫn hơn. Nói mình không ra gì, đã không xứng với chị hắn, mà còn dám tới từ hôn.
chẳng lẽ trong mắt những kẻ có tiền, chỉ có bọn họ mới là cao cao tại thượng sao? Người khác ngay cả cơ hội lựa chọn vận mệnh của mình cũng không có à? Bây giờ, trong nội tâm Tần Lạc, ngược lại cảm thấy may mắn vì mình tới Tử Hôn. Nếu chị của hắn cũng có loại suy nghĩ như thế, vậy cô gái này không cần cũng được. Tôi khát, rót trà cho tôi, Tần Lạc chỉ vào chén trà, nói với Văn Nhân Chiếu. Anh, Văn Nhân Chiếu mở to mắt nhìn, người này dám coi mình là cái bàn ăn. Trong gia tộc Văn Nhân, có ai dám sai đại thiếu gia Văn Nhân mình như vậy chứ? Lời nói của tôi cậu dám không nghe sao? Tôi khát, đi rót cho tôi chén trà. Bỏ nước đầu đi, tôi chỉ uống nước thứ hai. Tần Lạc lại nói, trong ánh mắt mang theo sự quật cường bướng bỉnh. Mày điên rồi, dựa vào cái gì mà tao phải rót nước cho mày? Mày xem mày là ai chứ? Văn Nhân Chiếu cười lạnh. Tôi không điên, Tần Lạc nói, chẳng lẽ cậu quên những lời ông cậu vừa nói rồi sao? Nếu là nữ, thì phải làm vợ của họ Tần tôi. Nếu là nam, thì có thể thỏa sức sai bảo. Chẳng lẽ người nhà Văn Nhân các ngươi nói mà không giữ lời? Ngay cả yêu cầu nho nhỏ này cũng không làm được à? Tần Lạc đối với loại thiếu gia này cũng không có cảm tình gì, cho nên quyết định giáo huấn hắn một chút. Hạng non nớt mà dám đấu với tôi, đạo hạnh của cậu còn kém xa. Mày, ngón tay của Văn Nhân Chiếu chỉ vào Tần Lạc liền run rẩy nhưng lại không có cách nào phản bác. Vừa rồi lúc ra ra nói câu đó, hắn cũng có ở đó. Nghe rất rõ, muốn chống chế cũng không được. Sao, lời của tôi cậu cũng không nghe à? Rót trà, Tần Lạc dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn nói, nếu tôi kể chuyện này ra ngoài, sẽ có ảnh hưởng tới danh dự nhà Văn Nhân các người thì phải. Cậu là nam nhân gia tộc Văn Nhân, chẳng lẽ lại không có chút trách nhiệm nào sao? Cho mày uống chết luôn. Văn Nhân Chiếu bị chọc giận đến phát điên, nhưng lại không thể làm gì được gã vô lại ở trước mặt. Cầm chén của hắn, định đi vào phòng trà rót trà cho hắn. Nhớ kỹ, tôi chỉ uống nước trà thứ hai. Tần Lạc ở đằng sau hô. Sau khi cậu mang trà tới, tôi sẽ đưa cậu uống một nửa. Nếu cậu muốn nhổ nước miếng vào trong, vậy tôi cũng không có ý kiến gì. Người Văn Nhân Chiếu cứng đơ, không ngờ hắn chỉ thoáng cái đã đọc được ý nghĩ âm độc trong lòng mình. Khốn kiếp, mày cứ kiêu ngạo đi. Dám tới nhà tao từ hôn, xem chị tao làm sao thu thập mày. Văn Nhân Chiếu hung hăng nghĩ, bàn tay nắm chén trà chặt chẽ đến độ gân xanh nổi lên, chén trà gốm sứ trong tay hắn cũng rung theo. Chương 13, gã đàn ông 65 điểm. Yên Kinh, ở một nhà trong khu cao cấp. Trong không khí tràn ngập mùi hương hoa và tinh dầu, tiếng nước chảy róc rách và âm nhạc dịu dặt, ngoài cửa sổ là cảnh đẹp tự nhiên vô cùng trong lành, có ma lực dịu dàng hấp dẫn bạn tiến vào một thiên đường cổ. Trong dòng chảy róc rách, thiếu nữ xinh đẹp như tinh linh đang nghỉ ngơi. Cửa gỗ màu đỏ bị đẩy ra, một cô gái mặc đồng phục đen đeo mắt kính gọng đen đi vào. Tiểu thư, đã đến giờ rồi. Còn 30 phút nữa sẽ bắt đầu hội nghị tập đoàn quản lý cấp cao. Ngài còn thời gian chuẩn bị là 20 phút. Tất đen, đùi đẹp, bộ ngực đầy đặn, bộ dạng của cô gái này có vài phần tương tự vẻ mặt nghiêm túc không thành thật chớ làm phiền của bí thư, đi trong đám đông tuyệt đối có thể gạt bỏ hết mọi ánh mắt của nam nhân. Cô gái ngâm mình trong suối nước nóng chẳng buồn nhúc nhích, lại dùng giọng nói trong trẻo dễ nghe hỏi, Mã Duyệt, tư liệu tôi bảo cô mang tới đâu? Tiểu thư, tôi đã chuẩn bị xong. Cô gái nói, mở cặp tài liệu trong tay, lấy ra một chồng tư liệu dày đưa tới. Trong hồ duỗi ra một cánh tay trắng như mỡ đông, nhận lấy lật xem kỹ càng. Nếu Tần Lạc thấy phần tư liệu này, sẽ kinh ngạc đến độ nuốt cả lưỡi. Tờ đầu chính là ảnh của Tần Lạc lúc đó còn rất trẻ, bộ dạng thoạt nhìn hơi non nớt. Mặc dù cười rất sáng lạn, nhưng sắc mặt lại tái nhợt như tờ giấy, gò má hóp lại, nhìn rất giống kẻ nghiện. Tần Lạc, nam. Tuổi, 12. Chiều cao, 1m35. Cân nặng, 35kg. Sở trường, đông y, thư pháp, hội họa. Bằng cấp, không đi học tự đọc sách sử. Ngôn ngữ, tiếng Trung. Phẩm đức, trung bình. Sở thích xấu, ham ngủ. Trạng thái thân thể, người mắc bệnh không tiện nói ra. Thân thể cực kém. Phía sau còn hơn 10 hạng mục lớn, vô số hạng mục nhỏ. Mỗi một hạng mục đều được người ta chú thích và đánh dấu chi chít. Sau đó là báo cáo điều tra mỗi năm, mãi cho đến khi Tần Lạc 18 tuổi, báo cáo điều tra mới chấm dứt. Có điều ở tờ tổng hợp cuối cùng lại có cho điểm trên đó, dùng bút đỏ viết số điểm nhìn thấy mà phải giật mình, 65 điểm. Ở ngoài lề viết lời bình như thế này, không có sở trường vượt trội, không có thân thể khỏe mạnh. Tướng mạo bình thường, phẩm chất trung bình,
đề nghị ngừng. Vì sao theo dõi đến 18 tuổi lại đề nghị ngừng? Cô gái lên tiếng hỏi. Đây là tổ kiến thức của chúng tôi cho ra kết luận sau khi đã tổng hợp đánh giá. Mã Duyệt liên tiếng đáp. Sau khi tiểu thư trưởng thành, người theo đuổi bên cạnh đếm không hết. Không kể công tử Lý Trung Ấn ông chủ tập đoàn Thế Miên, công tử Hứa Quốc Phong đồng sự trưởng sở hữu Lục Thành, còn cả công tử kế tương quân gia đều là tuấn kiệt một thời tổng hợp lại đạt trên 90 điểm. Ngay cả thấp hơn 90 điểm cũng đã có 27 người. Thấp hơn 80 điểm, có 34 người. Thấp hơn 70 điểm, càng như cá giết sang sông. Chúng tôi thấy, không cần phải hao phí nhiều thời gian vào một nam nhân miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, cô gái trong hồ khẽ nở nụ cười, nhưng mà, tôi lại bị gã miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn này bỏ rơi đấy. Tiểu thư, Mã Duyệt vẻ mặt kinh ngạc nói, nàng thật sự không có cách nào tiếp nhận sự thật này. Một tiếng trước văn nhân chiếu gọi điện tới, nói một gã họ Tần đến từ hôn. Tôi nghĩ, chắc đúng là hắn. Gã hôn phu chưa thấy mặt của tôi, lúc chúng tôi chưa kịp thấy mắt, lại đã tới bỏ tôi rồi. Giọng cô gái tao nhã bình tĩnh, giống như là đang kể một chuyện không có quan hệ gì với mình. Thế nhưng, trong nội tâm nàng đang suy nghĩ cái gì, ngay cả tổ trưởng Mã Duyệt tổ kiến thức được coi là tâm phúc của nàng cũng chẳng rõ ràng lắm. Trong thế giới này, còn có ai có đủ trí tuệ xứng với tiểu thư chứ? Tiểu thư, điều này chứng minh hắn tự mình biết mình. Hắn vốn không xứng với cô, Mã Duyệt nói. Tôi cũng cho là thế. Cô gái ném tư liệu trong tay lên bờ hồ, sau đó từ trong suối nước nóng đứng dậy. Mã Duyệt đi tới đưa một bộ trường bào lụa màu trắng, cô gái nhận lấy choàng lên người mình. Mặc dù bộ trường bào lụa trắng này che kín thân thể thơm mát của cô gái, nhưng lại không thể che hết sự tao nhã độc nhất vô nhị của cô gái. Xinh đẹp diễm lệ. Dung mạo như tiên nữ, rực rỡ như hoa xuân, sáng như trăng rằm, tóc dài xõa ngang vai, thân cao chân dài, vòng eo nhỏ nhắn, bộ ngực đầy đặn, đường cong lung linh, nghiêng nước nghiêng thành. Đặc biệt là đôi mắt xinh đẹp kia, sáng ngời thâm tình, lúc nhìn bạn phảng phất như đang nói chuyện với bạn. Khí chất của nàng không cách nào phục chế, sự ưu nhã của nàng chỉ có thượng đế mới có thể sáng tạo ra. Mặc dù Mã Duyệt cũng là con gái, nhưng nhìn thấy thân thể hoàn mỹ như vậy, cũng có một loại xúc động muốn quỳ bái. Mã Duyệt cũng là mỹ nữ, nhưng ở trước mặt cô gái xinh đẹp như vậy, cũng mất đi tự tin làm con gái và một ít kiêu ngạo của mỹ nữ. Cô gái chân trần thon mịn phấn hồng đi tới, Mã Duyệt tranh thủ thời gian lấy khăn mặt lau mái tóc ướt đẫm của nàng. Thế nhưng, tôi không cam lòng, cô gái nhìn dung mạo thanh nhã thoát tục của mình trong gương, cắn môi nói. Tiểu thư, cô, Mã Duyệt ngừng tay, nhìn tiểu thư hỏi. Mã Duyệt. Cô cũng là con gái. Cô chắc cũng hiểu, mỗi một cô gái bị nam nhân mặc kệ, đều sẽ không cam lòng. Mặc dù nàng cao ngạo và làm bộ không thèm để ý cỡ nào, nhưng có thể ở chỗ sâu nhất trong lòng vẫn lưu lại tiếc nuối. Ý của tiểu thư là, Mã Duyệt lên tiếng hỏi. Điều tra đánh giá hắn một lần nữa, đồng thời do tổ chuyên gia đề xuất phương án tiếp cận. Cô gái kiên quyết nói. Mã Duyệt mở to mắt nhìn, khuôn mặt lộ vẻ không thể tin nổi. Nữ thần được vô số công tử coi như không thể với tới văn nhân Mục Nguyệt lại muốn chủ động tiếp cận một gã đàn ông, nếu nói ra, ai mà tin chứ? Tần Lạc vỗ vỗ vai văn nhân Chiêu, vừa cười vừa nói, không tệ. Tôi rất hài lòng với sự chiêu đãi của cậu hôm nay. Hôm nay, hắn đã chỉnh đốn gã thiếu gia này. Hắn liên tục bảo gã rót 6 chén trà, đưa hoa quả và điểm tâm 3 lần. Lúc ăn cơm, để tỏ lòng yêu mến của mình đối với thằng nhóc này. Hắn gắp 3 cái đùi gà, 2 con cua lớn, và rất nhiều thức ăn đạm cho thằng nhóc này rất nhiệt tâm. Hắn biết rõ những kẻ có tiền này ăn không vô những thức ăn đạm kia, nhưng lão nhân gia lại khá tiết kiệm, chướng mắt nhất chính là thói quen lãng phí thức ăn, cho nên, văn nhân Chiếu dù no đến nỗi mắt trắng dã, cũng phải cố gắng ăn hết thức ăn trong khay của mình. Cuối cùng, văn nhân Chiếu thấy hắn liền trốn đi thật xa. Sợ quý ngài này lại có chuyện gì muốn gây phiền toái cho mình. Tần Lạc cũng không muốn tính toán nên tha cho gã. Sau khi cơm no rượu say, lại đưa ý kiến bảo văn nhân Chiêu lái xe đưa mình về. Lão gia tử văn nhân Đình còn tưởng Tần Lạc hợp ý với văn nhân Chiếu, mới quen đã thân, vì vậy, liền bảo thủy bá lôi văn nhân Chiếu trốn trong phòng mình ra tiễn khách. Văn nhân Chiếu bỏ tay Tần Lạc ra, nói, hừ. Đừng đụng vào tôi, xem chị tôi làm sao thu thập anh. Chị cậu, văn nhân Mục Nguyệt, tôi cũng không trêu cô ta. Cô ta vì cái gì mà thu thập tôi chứ? Tần Lạc cười hỏi. Anh là khờ thật hay giả ngốc vậy?
Văn Nhân Chiếu nhìn Tần Lạc rất khinh thường, nói, đã lớn như vậy rồi, sẽ không còn là một anh trai ngây thơ chứ. Anh có hiểu con gái hay không thế? Chẳng lẽ anh không biết, hành động của anh đã tổn thương tôn nghiêm của một cô gái à? Con gái, tôn nghiêm. Cho đến khi Văn Nhân Chiêu lái chiếc Ferrari đỏ của hắn khuất bóng, Tần Lạc vẫn chưa hiểu rõ vấn đề này. Tại sao mình lại tổn thương tôn nghiêm của một cô gái chứ? Nếu mình đi cầu hôn, mới đúng là tổn thương cô ta. Tần Lạc lắc đầu nói. Đi đến cửa biệt thự của Lâm Thanh Nguyên, thấy một lão già đang đứng tần ngần ngoài cửa sắt, nhưng vẫn không bấm chuông. Tần Lạc cảm thấy lão đầu nhi này có chút quen mặt, hình như là thành viên tổ chuyên gia được thành lập vì chuyện cứu chữa 36 đứa trẻ thì phải. Nhưng tên là gì, Tần Lạc cũng không nhớ. Có chuyện gì à? Tần Lạc đứng sau lưng hắn, cười hỏi. À, lão đầu nhi đang suy nghĩ về chuyện của mình, đằng sau đột nhiên có người nói chuyện với lão, dọa lão nhảy dựng lên. Quay đầu lại thấy Tần Lạc, phẫn nộ trên mặt lập tức chuyển thành kinh hỉ. Nắm chặt tay của Tần Lạc, kích động nói, Tần Lạc, cậu rốt cuộc cũng đã về. Tôi có thể tìm được cậu rồi. Đừng như thế, có chuyện gì từ từ nói. Chúng ta cũng không thân lắm. Tần Lạc chịu không nổi nhiệt tình của lão, dùng sức rút tay ra. Tần Lạc, cậu không nhớ tôi à? Tôi là lão Uông tổ chuyên gia ấy. Lão Uông, tôi biết ông là thành viên tổ chuyên gia. Nhưng ông làm gì ở đây? Tìm viện trưởng Lâm à? Tần Lạc hỏi. Không, tôi không tìm viện trưởng Lâm. Tôi tới tìm cậu, lão Uông cười ha hả nói. Tìm tôi, có việc gì à? Tần Lạc hỏi nghi hoặc. Tôi hỏi cậu, lần trước lúc cậu châm trị cho 36 đứa trẻ, có phải là dùng thiêu sơn hỏa của Thái Ất Thần châm không? Lão Uông nhìn Tần Lạc lộ vẻ khẩn trương, sợ hắn phủ nhận. Ông biết môn châm pháp này à? Tần Lạc giật mình. Thái Ất Thần châm thất truyền đã trăm năm, thiêu sơn hỏa lại càng không có bao nhiêu người có thể sử dụng. Nếu không phải mình học đạo gia thập nhị đoạn cẩm, chỉ sợ cũng không dùng được loại châm pháp cao thâm nhờ nội lực đi châm này. À, thật sao, thật sự là thiêu sơn hỏa. Lão Uông lại một lần nữa kích động, vừa kéo tay Tần Lạc vừa reo lên. Thấy bảo vệ tiểu khu này thò đầu ra nhìn về phía này, Tần Lạc lộ vẻ đau khổ nói, Uông lão, chúng ta có chuyện gì thì vào trong nói. Ông không cần phải kích động như thế, không tốt thân thể đâu. Ha ha, không kích động cũng không được. Lúc còn sống lại có thể nhìn thấy có người sử ra tuyệt kỹ Thái Ất Thần châm thiêu sơn hỏa. Quả thật là trời thương xót, lão Uông cũng không vì lời nói của Tần Lạc mà bình tĩnh trở lại, giống như một đứa trẻ nói rất cao hứng. Hôm nay Lâm Thanh Nguyên ở nhà nghỉ ngơi, nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện, liền từ trong phòng đi ra. Thấy Tần Lạc và lão Uông cùng vào, kỳ quái hỏi, hai người sao lại đi cùng nhau thế? Lão Uông, hoan nghênh, hôm nay sao lại có thời gian đến thăm nhà vậy? Viện trưởng Lâm, tôi là tới tìm Tần Lạc. Lão Uông vừa cười vừa nói. Tần Lạc, tìm hắn có việc à? Ừ, tôi tới bái sư. Lão Uông nhìn Tần Lạc, nói nghiêm túc. Bái sư, giọng Lâm Thanh Nguyên bỗng cao vút lên. Ngay cả Tần Lạc cũng lộ vẻ kinh ngạc mà nhìn lão già trước mắt đủ làm ông của hắn. Hắn dù thế nào cũng chẳng ngờ, lão già này lại đưa ra yêu cầu như thế. Chương 14, không khiêm nhường. Lão Uông, ông đừng nói giỡn có được không? Ông là bác sĩ chủ nhiệm của bệnh viện chúng ta, ông cũng là một thầy thuốc uy tín ở Yến Kinh. Ông nghĩ thế nào lại tới đây bái một thanh niên làm thầy hả? Lâm Thanh Nguyên thắc mắc hỏi. Lâm viện trưởng, hơn người thì làm thầy. Tần Lạc đã thể hiện được khả năng y thuật, thừa sức làm thầy của tôi, lão Uông lơ đễnh nói. Hơn nữa khắp thiên hạ này mấy ai có thể sử dụng thủ pháp Thái Ất Thần Châm. Uông lão, chuyện lễ nghi thầy trò chúng ta cứ bỏ qua đi. Nếu ông không chê, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội thảo luận. Tần Lạc khéo léo chối từ. Liệu có tổn thọ không khi nhận một người già như vậy làm học trò? Tần Lạc, không giấu gì cậu, lần này tôi tới đây chính là vì Thái Ất Thần Châm, lão Uông thẳng thắn nói. Ông muốn học Thái Ất Thần Châm? Tần Lạc cười hỏi. Uông lão gật đầu nói, tôi biết Thái Ất Thần Châm là tuyệt học trong đời. Tôi có thể là một người mặt dày tới xin học tuyệt kỹ này, có thể người đời sẽ chê cười tôi. Nhưng tôi không đành lòng nhìn tuyệt kỹ này thất truyền. Uông lão móc trong người ra một cuốn sách cổ mỏng màu vàng nói, Uông gia chúng tôi cũng là trung y gia truyền. Tổ tiên Uông Dạ Trạch cũng là một danh y. Thái Ất Thần Châm chính là tuyệt học gia truyền của Uông gia. Đáng tiếc là chỉ có một nửa trước, không biết tại sao nửa sau bị phá hỏng, không đầy đủ. Tôi đã cố gắng tủ sửa đầy đủ trong rất nhiều năm. Nhưng đáng tiếc đây là kỹ thuật châm cứu uyên thâm, tôi không tài nào thỏa nguyện.
lần trước khi cậu châm cứu cho những đứa bé đó, tôi có cảm giác phương pháp của cậu rất giống với phương pháp ghi trong sách. Tôi cố ý hỏi thăm về cậu qua Lâm viện trưởng. Tôi biết mạo muội quấy rầy như này không tiện chút nào nhưng tôi thực sự sốt ruột. Nếu cậu rời khỏi Yên Kinh, tôi sợ tâm nguyện cả đời tôi không bao giờ thành được. Tần Lạc mở cuốn sách ra xem. Hắn phát hiện bên trong quả nhiên ghi kỹ thuật châm cứu thái ất thần châm, không rõ nguyên nhân do cuốn sách quá lâu đời hay chủ nhân của nó bảo quản không tốt. Nửa cuối của cuốn sách quý vô giá này đã bị hủy hoại, một số trang thiếu, một số trang hư hỏng nặng. Tần Lạc đã học thái ất thần châm nên hắn biết đây không phải là thái ất thần châm đầy đủ, căn bản không phải là thái ất thần châm chân chính. Bởi vì thái ất thần châm dùng khí vận châm, điều quan trọng là cách vận khí. Châm không rời khí, khí không rời châm. Đây mới là chân lý của thái ất thần châm. Nếu thiếu trang, phần châm hòa khí bị mất, không có hiệu quả trị liệu không nói làm gì mà có khi còn đả thương người bệnh. Tần Lạc gấp cuốn sách trả lại Uông Lão, hắn nói, Uông Lão. Ông nói quá lời, nói thật nếu ai đó biết cách sử dụng cháu sẽ không ngần ngại truyền kỹ thuật này cho người đó. Nhưng người bình thường không thể sử dụng kỹ thuật này. Chẳng lẽ kiến giải trong sách này đúng? Thái ất thần châm thật sự phải dùng khí vận châm ư? Uông Lão kinh ngạc hỏi. Quả đúng như thế, Tần Lạc gật đầu nói. Cái này, ôi, Uông Lão thở dài, tôi đã cao tuổi, không thể học khí công nữa. Xem ra tôi không học châm pháp này được rồi. Tần Lạc, cậu nhất định bảo tồn tuyệt học tổ tông chúng ta đã truyền lại. Nếu thái ất thần châm thất truyền, tôi sẽ rất đau lòng. Uông gia gia, cháu hiểu, thân sở học của cháu hoàn toàn có thể truyền cho người khác. Chỉ cần người đó phẩm chất đoan chính, có niềm say mê với trung y, cháu sẽ truyền thụ cho người đó, Tần Lạc cam đoan. Đây cũng là giáo huấn của Tần gia. Học trò của Tần gia hành y khắp thiên hạ, dùng nhân cứu người, dùng đức xử sự với mọi người. Nếu gặp người đức tính đoan chính đều có thể truyền thụ y thuật. Uông Lão nhìn Tần Lạc tán thưởng nói, cậu trẻ tuổi mà rất quyết đoán. Nói thật mấy lão già chúng tôi không có hoài bão như cậu. Tổ tông của chúng ta đã truyền lại cho đời sau, dạy dỗ đồ đệ, sư phụ chết đói. Tất cả mọi người đều che giấu tuyệt học của mình, chính vì vậy tuyệt học trung y mới thất truyền. Đúng vậy, Tây y đang phát triển là bởi vì cái gì cũng công khai hết. Ai cũng có thể học được, học giỏi hay học kém dựa vào chính năng lực của mình. Có người học giỏi nhưng cũng có người học kém. Nhiều người học hơn nên người dùng cũng nhiều hơn. Cho nên Tây y phát triển rất nhanh, Lâm Thanh Nguyên bức xúc nói. Ông cháu cũng thường nói với cháu trung y là tinh hoa của đất nước. Bởi vì nhiều nguyên nhân nên bây giờ lâm vào tình trạng khó khăn. Thậm chí nhiều năm trước đã có chính sách phát triển trung y. Nhưng tình trạng đó đã lan tràn rộng rãi, một người cũng không thể xoay chuyển được, Tần Lạc cảm thán nói. Hắn nhớ tới mỗi lần ông nội Tần Tranh của hắn nói tới việc tụt hậu của trung y, Tây y thịnh hành. Thậm chí có phương tiện truyền thông phương Tây gọi trung y là vu thuật, phù thủy, sắc mặt ông đều lộ vẻ phẫn uất vô cùng. Mặc dù trung y đã có lịch sử mấy nghìn năm là quốc y của Trung Quốc nhưng hiện nay người Trung Quốc lại không hiểu rõ về việc chữa trị bằng trung y, tác dụng bồi bổ sức khỏe, thậm chí họ ngày càng xa lạ với nó. Rất nhiều người thậm chí đã quên trong lúc đại dịch sát tàn phá những người điều trị bằng trung y không ai bị tử vong. Đây không phải là nỗi buồn của các thầy thuốc trung y mà còn là nỗi buồn của cả thời đại này. Tại sao sức lực của một người không thể xoay chuyển? Tần Lạc, cháu có thể làm được, Uông Lão nói. Cháu, Tần Lạc cười gượng gạo, hắn lắc đầu nói, Uông Lão, ông đừng nói giỡn. Cháu có tâm nhưng không đủ lực. Tại sao không đủ lực? Y thuật cháu cao minh vậy sao không đủ lực? Một thân tuyệt học chỉ có thể chữa bệnh cứu người chứ không thể mang trung y phát dương quang đại được. Vậy cháu thấy như thế nào là đem trung y phát dương quang đại? Uông Lão hùng hổ nói giống như đang công kích hắn. Là toàn dân học trung y, toàn dân dùng trung y, Tần Lạc đáp. Vậy phải làm gì để toàn dân học trung y, toàn dân dùng trung y? Mở trường dạy trung y, thành lập bệnh viện trung y. Nhưng theo cháu biết hiện nay việc chiêu sinh của các trường dạy trung y là không tốt, không có nhiều người tự nguyện học trung y, Tần Lạc cười khổ nói. Đâu chỉ là không tốt, thực sự rất kém cỏi. Sinh viên ít, giáo viên có năng lực tình nguyện giảng dạy lại càng ít. Hiệu trưởng trường Đại học Y khoa Yến Kinh là một ông bạn già của ông. Mấy ngày trước ông ấy phàn nàn muốn tìm một người có chân tài thực học giảng dạy trung y ở trường mà khó như lên trời. Những người chấp nhận lời mời phần lớn không tài, không đức. Thật sự đáng thất vọng, Lâm Thanh Nguyên nói tiếp. Lâm viện trưởng, đây không phải là một ứng viên tốt sao? Uông Lão chỉ Tần Lạc cười nói. Tần Lạc, đúng vậy, Tần Lạc,
ông đề cử cháu đi làm giáo viên trung y. Cháu nhất định làm được, Lâm Thanh Nguyên kích động nói. Hôm nay ông đã cân nhắc xem có cách nào để Tần Lạc ở lại Yến Kinh. Cuối cùng ông đã tìm được một cái cớ rất đường hoàng. Cái này, để cháu cân nhắc đã, Tần Lạc nói. Hắn định sau khi thối hôn xong sẽ quay về nhà. Tần Lạc, là một thầy thuốc trung y, chẳng lẽ cháu không làm gì cho trung y của chúng ta à? Đúng vậy, Tần Lạc, cháu truyền thụ cho học trò để bọn họ nở hoa khắp đất nước. Lúc đó trung y của chúng ta sẽ được cứu, Uông lão động viên hắn. Cháu phải thương lượng với ông nội, bị hai người già cả giáp công, Tần Lạc bắt đầu sao động. Dường như hắn không đáp ứng, ông trời sẽ không tha cho hắn. Không cần thương lượng, chắc chắn ông cháu cũng tán thành lựa chọn của cháu. Tần Lạc, trước đây ông định mời cháu tới bệnh viện khám, chữa bệnh. Bây giờ ông thấy làm thế là lãng phí tài năng của cháu. Cháu hãy đi giảng dạy trung y. Đây là sự nghiệp thiên thu vạn đại, tạo phúc cho dân chúng. Đi, bây giờ ông đưa cháu tới chỗ bạn ông. Lão Uông, ông hãy cùng đi với chúng tôi. Lâm Thanh Nguyên càng nói càng kích động. Ông kéo tay Tần Lạc lôi ra ngoài, không để cho hắn kịp cự tuyệt. Liệu có vội vàng không? Tần Lạc hỏi. Không vội, Lâm Thanh Nguyên nói. Nếu để cho hắn chạy mất, ông tìm đâu ra một người chồng xứng đáng cho cháu gái của mình đây? Thời nay, người giàu sống ở ngoại ô, người nghèo sống trong nội thị. Người bạn của Lâm Thanh Nguyên ở trong một ngôi biệt thự hai tầng hiện đại ở vùng ngoại ô Yến Kinh, tường bao cao, hai bên cổng có hai con chó săn cao to đứng nhìn những người khách chằm chằm như hổ đói. Trong vườn có đủ các loại hoa, cây cảnh, còn có một luống rau cải xanh và tỏi. Mấy con vịt béo mập lạch bạch đi lại trong sân, một khung cảnh nhàn nhã, thong dong tự tại. Nhìn cảnh này, Tần Lạc lại nhớ tới ông nội của mình, trong người hắn xuất hiện một cảm giác thoải mái, dễ chịu. Ông bạn già, sao ông lại rảnh tới thăm tôi? Thấy có người tới, một người da trắng, bung phệ nồng nhiệt ra đón mấy người. Ha, ha, lão Lệ, lần trước lão ca thán với tôi tìm một giáo viên trung y rất khó. Hôm nay tôi mang người tới tặng lão, Lâm Thanh Nguyên nắm tay Lệ Vĩnh Cương cười ha hả nói. Nhân tài, vị này, Lệ Vĩnh Cương nhìn Uông lão hỏi. Không phải, là cậu này, Lâm Thanh Nguyên chỉ vào Tần Lạc. Lệ Vĩnh Cương giật mình nhìn Tần Lạc nói, thật không ngờ, trẻ quá. Có phải ý ông là trẻ tuổi như này thì có bản lĩnh gì ư? Lão Lệ, ông đang làm gì vậy? Tôi đã lấy cho Dai Dai một bát giấm chua, nhưng cái xương cá không trôi xuống, Dai Dai vẫn khóc. Hay chúng ta đưa nó đi bệnh viện, một phụ nữ chạy tới nói. Có chuyện gì vậy? Lâm Thanh Nguyên nghi hoặc hỏi. Ồ, trưa nay ăn cơm Dai Dai bị hóc xương cá. Đã chữa đến nửa ngày rồi, cho uống cả giấm chua nhưng cũng không xuôi. Có khi phải đưa nó tới bệnh viện, Lệ Vĩnh Cương cười khổ nói. Không có gì, không cần phải đưa tới bệnh viện, Tần Lạc nói. Cậu có cách, Lệ Vĩnh Cương nhìn Tần Lạc hỏi. Cho cháu mượn cái bát sạch, Tần Lạc nói. Cầm cái bát lại đây, Lệ Vĩnh Cương nói với vợ. Dạ, người phụ nữ trả lời rồi chạy vội vào nhà, bà nhanh chóng cầm một cái bát ra. Tần Lạc đi tới bắt một con vịt, sau đó hắn cầm chân vịt hạ đầu vịt xuống, từ trong miệng con vịt chảy ra nước dịch, chảy từng giọt vào cái bát. Sau khi chảy được 5-6 giọt, Tần Lạc bỏ con vịt ra. Hắn đưa cái bát cho người phụ nữ và nói, bà hãy cho cô bé uống, xương cá sẽ tự động long ra hết. Tới bệnh viện còn phải dùng panh rút ra, còn đau đớn hơn. Chữa được không? Người phụ nữ nhìn chất nhầy trong suốt, hoài nghi hỏi. Chữa được, Tần Lạc khẳng định. Cứ thử đi, Lệ Vĩnh Cương nói. Người phụ nữ không do dự nữa, bà cầm bát đi nhanh vào trong nhà. Thôi nào, chúng ta vào nhà, Lệ Vĩnh Cương nói. Mấy người vào trong nhà, Lệ Vĩnh Cương vừa pha trà xong, chưa kịp rót ra thì vợ ông đã chạy ra, kích động nói với ông, lão Lệ, đúng là thần kỳ. Dai Dai vừa uống nước đó xong, cái xương cá lập tức long ra ngay. Lệ Vĩnh Cương nhìn Tần Lạc cười nói, xem ra nhìn người không thể dựa tướng mạo. Cậu còn trẻ mà đã có tài năng. Dựa theo quy luật khách quan của người bình thường đáng nhẽ Tần Lạc phải nói cháu chỉ có chút kiến thức sơ sơ, vẫn cần các bậc tiền bối chỉ điểm nhiều hơn. Nhưng hắn nói mà không thẹn thùng gì, nếu không thực sự có bản lãnh cháu sẽ không tới trường làm giảng viên truyền thụ cho lớp trẻ. Không phải hắn không khiêm nhường mà vì hắn rất tin tưởng y thuật của mình. Chương 15, oan gia ngõ hẹp. Nghe Tần Lạc nói đầy ngạo mạn, thoạt tiên mọi người sửng sốt, sau đó cả ba vỗ tay cười ha hả. Tốt, Tần Lạc, ông càng ngày càng thích cháu. Chúng ta học trung y nên có khí phách này. Văn không đệ nhất, y không thứ hai. Nếu một thầy thuốc trung y không tin tưởng y thuật của chính mình,
sao có thể làm cho người bệnh tin tưởng mình được. Uông lão vỗ vai Tần Lạc cười nói. Tiểu tử cháu trước mặt Lệ hiệu trưởng cũng phải biết khiêm nhường chứ, Lâm Thanh Nguyên trách cứ Tần Lạc. Dù miệng ông ta nói thế nhưng nụ cười của ông ta lại không giấu giếm sự hài lòng. Lâm Thanh Nguyên nói những lời đó với Tần Lạc giống như trưởng bối của hắn. Sở dĩ ông nói thế vì ông cảm thấy so với những người khác ông có quan hệ với Tần Lạc gần gũi hơn nhiều. Còn không đủ thân cận khi chính ông đã chọn hắn làm cháu rể của mình ư. Ha, ha, tại sao phải khiêm tốn? Nếu mình có chân tài thực học, khiêm nhường chính là dối trá. Nếu không có chân tài thực học, đó chính là cuồng vọng, tự cao tự đại. Lệ Vĩnh Cương nhìn Tần Lạc nói. Ít nhất ấn tượng đầu tiên của ông với Tần Lạc cũng không tồi. Truyền thụ nghề nghiệp không phải là trò đùa. Không thể nói Tần Lạc dùng một phương thuốc dân gian chữa khỏi việc hóc xương cá của cháu gái Lệ Vĩnh Cương là Tần Lạc có đủ tư cách trở thành một giảng viên dạy trung y. Lệ Vĩnh Cương là một hiệu trưởng rất nguyên tắc, tất nhiên ông ta sẽ tiếp tục kiểm tra Tần Lạc. Vì vậy Lâm Thanh Nguyên liền kể lại việc Tần Lạc ra tay giúp bệnh viện của trường Đại học Y Yến Kinh thoát khỏi cơn nguy khốn. Uông lão lại thêm mắm thêm muối nói Thái Ất Thần Châm Tần Lạc sử dụng là độc nhất vô nhị. Cứ theo lời ông thì Thái Ất Thần Châm vô cùng diệu kỳ, có thể giúp người chết sống lại, không gì là không trị được. Cái gì, Dược Phương Tần Tranh là ông cháu? Khi Lâm Thanh Nguyên nói đến gia thế của Tần Lạc, Lệ Vĩnh Cương hỏi với vẻ tôn sùng. Dạ đúng, Tần Lạc cười gượng. Lúc trước hắn tưởng dựa vào một thân tuyệt học của mình để đi trên con đường của mình, giờ hắn mới phát hiện cho dù hắn tới đâu hắn đều chịu ảnh hưởng bởi danh tiếng của ông nội. Mặc dù ông học Tây Y nhưng cũng chịu ân điển của Tần Lão. Cuốn thang dược tập của ông ấy là cuốn sách gối đầu giường của ông đã thu hoạch được nhiều điều ở đó, Lệ Vĩnh Cương cảm động nói. Tần Lão là thầy thuốc trung y được mọi người kính trọng. Người chịu ân huệ của ông ấy há chỉ mình ông, chúng ta đều học trung y. Phần lớn cũng coi như là nửa đồ đệ của Tần Lão. Cuốn thang dược tập gần như là cuốn cẩm nang của chúng ta. Chúng ta đều dựa vào đó để cân nhắc kê đơn, Uông lão cũng cảm động nói. Lệ Vĩnh Cương nhìn Tần Lạc gật đầu nói, mặc dù cậu không tốt nghiệp bất kỳ một học viện y khoa nổi tiếng nào nhưng Tần Lão là người có tên tuổi, danh tiếng của ông đáng giá hơn rất nhiều so với bằng tốt nghiệp của bất kỳ trường y nào. Ta nghĩ chỉ dựa vào nhân phẩm của Tần Lão, nếu ông ấy nguyện ý để cậu ra ngoài hành y, tất nhiên đã tin tưởng vào y thuật của cậu. Mới rồi ông bạn già và lão Phạm đã chứng thực điều đó. Ông cũng rất hài lòng, Lệ Vĩnh Cương lại nhìn gương mặt trẻ trung, anh tuấn của Tần Lạc hỏi, hơi mạo muội chút. Năm nay cháu bao nhiêu tuổi? 22, Tần Lạc thành thật đáp. Rất trẻ và đầy triển vọng, Lệ Vĩnh Cương lại một lần nữa xúc động nói. Tuổi của cháu chỉ bằng sinh viên đang học trong trường, một số sinh viên có khi còn hơn cháu mấy tuổi. Nếu bọn họ không tín nhiệm cháu thì sao nhỉ? Cháu sẽ cho họ biết cháu tới đó để dạy họ chứ không phải để so đo tuổi tác, Tần Lạc nhún vai ra chiều không quan trọng. Tốt, hy vọng cháu có thể tự điều chỉnh tâm tính mình. Nếu có sinh viên nào gây chuyện, cháu cứ báo cho ông biết. Nếu được ngày mai cháu cứ tới trường dạy luôn, Lệ Vĩnh Cương nói. Không thành vấn đề, Tần Lạc gật đầu nói. Hắn không thấy vui mừng khi tìm được việc làm, trái lại trong thâm tâm hắn có một cảm giác trách nhiệm không nói nên lời. Làm giảng viên không phải như trong các tiểu thuyết YY viết tới trường là tán gái, đánh nhau. Hắn muốn sinh viên của hắn phải học được cái gì đó. Bởi vì một số giảng viên đại học tầm thường, không có chí tiến thủ khi dạy học chỉ theo phương pháp đọc, chép làm cho sinh viên tốt nghiệp lâm vào tình cảnh quẫn bách ra trường không có việc làm. Tại hội chợ việc làm, các công ty, nơi cần người hầu như đều bài xích sinh viên mới tốt nghiệp. Nhìn vào bản sơ yếu lý lịch không có bất kỳ kinh nghiệm làm việc nào. Người đó lập tức bị đánh trượt. Mình là giảng viên trung y tốt nhất, mình phải dạy được những sinh viên xuất sắc nhất, Tần Lạc thầm hạ mục tiêu. Đã có kinh nghiệm của lần trước, lần châm cứu thứ hai diễn ra thuận lợi. Lâm Hoán Khê rất hợp tác, nàng mặc chiếc áo ngủ rộng thùng thình. Tần Lạc cũng đã quen vị trí các huyệt đại đôn, hành gian và túc ngũ lý của nàng. Lần này không còn tâm trạng lúng túng như lần đầu, nhưng khi Tần Lạc vuốt ve bắp chân mảnh khảnh, mềm mại và khi Lâm Hoán Khê kéo áo ngủ lên để lộ ra bắp đùi của nàng, Tần Lạc thấy tim mình đập lọ ân xạ. Xem ra việc kết thúc cuộc đời xử nam là việc vô cùng hệ trọng, có khi phải lên kế hoạch thực hiện. Ngay cả tên tiểu tử văn nhân chiếu xấu xa đó cũng có can đảm gọi hắn là gã ngốc, làm cho Tần Lạc cảm thấy xấu hổ. Nghe ông nói cậu muốn tới Đại học Y khoa làm giảng viên. Lâm Hoán Khê vẫn nhắm mắt hỏi Tần Lạc. Đúng vậy, hôm nay đã quyết định rồi, Tần Lạc cười nói. Như vậy sau này chúng ta là đồng nghiệp, Lâm Hoán Khê nói. Đồng nghiệp,
chị cũng là giảng viên đại học y khoa. Bây giờ cậu mới biết à? Tần Lạc gật đầu, sau đó hắn chỉ vào bắp đùi gần như đã lộ tới nói, chị có thể kéo áo ngủ xuống không? Tôi không phải người đàn ông tùy tiện, chị để như vậy tôi không tùy tiện thì lại không phải là đàn ông. Hả, châm xong rồi à? Lâm Hoán Khê giật mình hỏi rồi nàng vội vàng kéo áo ngủ xuống. Vừa rồi trong lúc nàng yên lặng suy nghĩ nàng sực nhớ tới trong bữa cơm hôm nay ông nàng nói Tần Lạc sẽ tới trường y khoa làm giảng viên nàng không nhịn được buột miệng hỏi. Nhưng nàng lại không biết Tần Lạc đã châm cứu xong cho nàng. Thậm chí hắn đã khử trùng xong ngân châm bỏ vào hộp. Mặt Lâm Hoán Khê ửng đỏ tới tận cổ nàng xuống khỏi giường nói, muộn rồi, không mời cậu uống trà nữa. Ngày mai tôi và cậu tới trường báo danh. Được Tần Lạc nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Lâm Hoán Khê, hắn cầm hộp châm đi ra ngoài. Theo ý mà nói bệnh tình của nàng không rút nhanh như thế được. Tần Lạc cũng đã lén quan sát khi Lâm Hoán Khê tiếp xúc với người đàn ông khác. Ví như hôm qua với gã mặc sơ mi, hôm nay khi ăn cơm ở Lâm gia nàng cũng đã tiếp xúc với Phạm Uông nhưng nàng vẫn giữ bộ mặt lạnh như băng. Vậy tại sao nàng tự nhiên lại tiếp xúc thân mật với hắn như vậy? Hay bởi vì hắn là thầy thuốc của nàng? Tần Lạc đã không nghĩ tới một khả năng có thể xảy ra. Trong sách có ghi lại dùng châm cứu chữa chứng bệnh sợ đàn ông phụ nữ của bệnh nhân có khả năng khiến cho bệnh nhân có tình cảm ngược lại với thầy thuốc. Nói cách khác nếu như bệnh của họ là do tổn thương tình cảm gây nên. Khi đó tình cảm được giấu kín trong nội tâm của họ đến một lúc nào đó sẽ bộc phát ra như vậy người châm cứu sẽ là đối tượng đầu tiên. Chẳng lẽ hắn chưa chữa khỏi bệnh cho nàng đã khiến cho nàng có tình cảm với hắn? Không được, Tần Lạc kiên quyết lắc đầu. Hắn quả thật rất thích những cô gái hơn tuổi xinh đẹp, duyên dáng, mặc quần áo bằng lụa tơ tằm màu đen, giả trang làm y tá, tiếp viên hàng không, nữ cảnh sát, nữ hoàng, công nhân môi trường, những cô gái ngây thơ trong sáng hoặc đại loại như thế. Hắn tự tay dán hình khắp nơi trên sàn nhà, ghế salon. Hắn cũng đã từng nghĩ một ngày nào đó hắn sẽ lấy một cô gái hơn tuổi làm vợ. Thế nhưng trong thâm tâm Tần Lạc hắn không cần những người phụ nữ kiêu hãnh như nàng. Nếu đổi lại là người khác tới chữa bệnh cho nàng chắc chắn đã rơi vào bẫy tình của nàng. Chính bản thân mình muốn phụ nữ mà lại còn. Hiển nhiên không cần thì bây giờ hắn sẽ xử lý tình huống này như thế nào? Không chữa nữa, hay nói đổi lại thành hiệu quả khá tốt nên không cần nhanh chóng chữa trị. Trong tâm trạng ngổn ngang tâm sự. Tần Lạc quay về phòng ôm chiếc gối màu hồng nhạt không biết ai để trong phòng nằm trằn trọc không ngủ được. Ăn sáng xong Tần Lạc ngồi trong chiếc BMW của Lâm Hoán Khê do nàng cầm lái tới trường y khoa. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn làm giảng viên. Tối qua ngủ không ngon hả? Lâm Hoán Khê vừa lái xe vừa hỏi Tần Lạc. Hai mắt Tần Lạc thâm quầng. Ừ, Tần Lạc ủ rũ nói. Làm sao vậy? Tôi không ngủ được rồi bắt đầu đọc Tam Tự Kinh, đọc đến câu, 7 tuổi có thể chơi cờ. 8 tuổi có thể vịnh thơ thì quên mất câu sau. Tôi miên man suy nghĩ cả đêm. Lâm Hoán Khê khẽ nhếch miệng cười nàng cố nén để không bật ra tiếng cười. Học viện y khoa là học viện trọng điểm ở Yến Kinh. Nhà trường bao gồm các học viện chuyên ngành và bệnh viện trực thuộc, có các học viện y khoa, học viện công nghệ sinh học, học viện y tế gia đình và vệ sinh cộng đồng, học viện trung y dược. Lâm Hoán Khê là giảng viên của học viện công nghệ sinh học, chủ nhiệm khoa miễn dịch học. Tần Lạc lại phải tới học viện trung y dược. Hai người cùng là giảng viên một trường nhưng lại không cùng chỗ làm. Trước tiên tôi cất xe dưới lầu sau đó sẽ dẫn cậu tới học viện trung y dược báo danh, Lâm Hoán Khê nói. Được, Tần Lạc trả lời. Lâm Hoán Khê vừa dừng xe ở sân học viện công nghệ sinh học. Một chiếc xe màu kem hấp tấp chạy vào. Trần Hiểu Tuyết từ trong xe nhảy xuống chỉ vào Lâm Hoán Khê và Tần Lạc nói, bây giờ còn chối được không? Như thế này đã bắt được gian tình chưa? Lâm Hoán Khê, cô còn nói gã này không phải sinh viên của trường nữa không? Để xem lần này hai người giải thích thế nào. Chương 16, cậu cho rằng cậu là Quan Thế Âm Bồ Tát, Như Lai Phật Tổ chắc. Bạch Ngọc Kinh trong tiểu thuyết Cổ Long đã từng nói, trong chốn giang hồ khó dây vào nhất là ba loại người, ăn mày, hòa thượng, nữ nhân. Trong xã hội hiện đại, chúng ta khó có cơ hội đi trêu chọc đám ăn mày và hòa thượng. Thậm chí còn không thấy được hòa thượng với ăn mày đúng nghĩa. Dĩ nhiên, trên đường có không ít những người dây dưa xin tiền, nhưng bọn họ không được tính là đệ tử dưới quyền của Hồng Thất Công. Còn về phần hòa thượng thì đã sớm là thành phần tử tri thức được hưởng bổng lộc cao cấp của quốc gia rồi. Loại bỏ hai loại trước, duy chỉ còn một loại khó dây vào nhất chính là nữ nhân. Thật bất hạnh, Tần Lạc lại trêu chọc đúng phải một nữ nhân như vậy.
Nếu như có loại lựu đạn mua 5 tiền một quả, Trần Hiểu Tuyết chắc chắn sẽ mua một lố ném ở đây. Nàng thực sự hận thấy xương đôi cẩu nam nữ trước mặt, cứ mỗi lần nhớ tới việc hôm qua mình tiểu ra quần trước mặt mọi người là nàng lại nghiến răng ken két. Đó quả thực là việc nhục nhã nhất trong đời người mà. Càng khiến nàng tức giận hơn nữa là đến giờ vẫn chưa gọi được điện thoại cho Vương Hạo. Có lẽ hắn cho rằng hành vi của nàng đã làm hắn mất thể diện, sợ là việc giữa hai người kết thúc hẳn rồi. Hắn ta chính là chủ kết tiền của nàng, vậy mà cứ kết thúc dễ dàng như vậy. Cả ngày hôm qua nàng không tài nào ngủ yên được, không phải vì tình cảm thất bại nên bị sốc, mà là nàng luôn suy nghĩ xem nên làm thế nào để con tiện nữ nhân Lâm Hoán Khê kia thân bại danh liệt. Không ngờ bây giờ cơ hội đã được bày ra trước mắt, đôi gian phu dâm phụ này dám công khai đi đến trường đại học. Lần này xem các người trốn tránh thế nào, ta không đem chuyện xấu của các người rêu rao cho mọi người biết thì không chịu được. Sao, không nói gì à, thân là giảng viên, nhưng lại đi cua sinh viên của chính mình. Đây không phải là một chuyện tốt đáng để khoe sao? Không biết chủ nhiệm viện sau khi biết được chuyện này thì sẽ nghĩ thế nào? Những đồng nghiệp và sinh viên khác biết chuyện rồi sẽ nói gì đây? Trần Hiểu Tuyết với tư thế của người thắng cuộc, mặt dương dương tự đắc nói. Nàng đã quyết định rồi, chuyện này dù thế nào cũng phải báo cáo cho chủ nhiệm viện hơn nữa trong tay nàng vẫn còn nắm giữ tội chứng của họ, họ muốn nói dối cũng không được. Lâm Hoán Khê nhướng mày ngài, đang muốn lên tiếng phản bác thì lại bị Tần Lạc nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh giá. Đây là lần đầu tiên Lâm Hoán Khê bị nắm tay như vậy trước đám đông, nên nhất thời hoảng hốt, ngay cả mình đang định nói gì cũng quên bén mất. Điều này giúp cho Tần Lạc có cơ hội nói trước, hắn làm ra vẻ rất tức giận, mắt nhìn chằm chằm Trần Hiểu Tuyết, nói, chuyện của tôi với cô Lâm cần cô phải quản à? Chúng tôi có chỗ nào đắc tội với cô? Sao cô cứ phải đối đầu với chúng tôi ở mọi nơi thế? Tôi luôn đối đầu với cậu, hỏi lại cô Lâm thân yêu của cậu đi, là cô ta luôn đối đầu với tôi mới đúng. Trần Hiểu Tuyết chỉ đầu ngón tay được sơn móng màu bạc đen vào mặt Tần Lạc, nói, cậu không đắc tội với tôi. Hôm qua ở Tân Thế Giới không phải cậu. Trần Hiểu Tuyết nói tới đây thì nghẹn giọng, bảo nàng thừa nhận việc hôm qua tổ dầm ở trung tâm mua sắm còn khó chịu hơn so với việc ở trước mặt mọi người tát nàng hai phát. Nàng cứ nghĩ mãi không ra, rằng hôm qua tại sao mình lại đột nhiên có ý muốn đi tiểu mãnh liệt như vậy. Nàng không có đau bụng, lúc trước ở trong quán cà phê cũng vừa mới giải quyết xong. Ngoại trừ đem trách nhiệm đẩy lên người gã khốn kiếp lạ kỳ này thì quả thật nàng không nghĩ ra được bất cứ nguyên do nào khác. Dù sao lúc đó gã cũng cố tình đến gần nàng. Ở Tân Thế Giới thì làm sao? Tần Lạc vẻ mặt mờ mịt hỏi. Cái điệu bộ vẻ mặt kia, ai trông thấy cũng muốn tới tát cho một phát, kiểu tát mà 20 đồng một phát ấy. Cậu vô sỉ. Trần Hiểu Tuyết cả người run bần bật, nếu không phải phấn trang điểm trên mặt thuộc loại hàng hiệu thì chắc đã rơi là tả như gạo rồi. Tôi còn chưa biết chuyện gì xảy ra mà. Sao lại vô sỉ chứ? Cô đừng chụp mũ người ta như vậy chứ. Tần Lạc vẫn tỏ vẻ vô tội, nói. Giỏi, giỏi lắm, thực sự là rất giỏi. Cậu cứ giả bộ đi chấm xem tôi xử lý hai người như thế nào. Trần Hiểu Tuyết cười nhạt, quyết định không tiếp tục cùng bọn họ đùa giỡn mồm miệng vô nghĩa như này nữa. Nàng chuẩn bị trở về phòng làm việc, đem chứng cứ nàng có đưa cho chủ nhiệm viện và các đồng nghiệp xem. Thấy Trần Hiểu Tuyết giận đùng đùng bỏ đi, Tần Lạc ở đằng sau hô lên, ý cô nói tới chuyện cô tổ dầm ở Tân Thế Giới sao? Yên tâm đi. Chúng tôi sẽ không nói chuyện này ra đâu. Trần Hiểu Tuyết loạng choạng, thiếu chút nữa là đạp trượt ngã lăn lông lốc xuống cầu thang rồi. Đồ khốn kiếp chết tiệt, tôi sẽ khiến cậu chết không có chỗ chôn. Trần Hiểu Tuyết nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa, khóe mắt đã hơi ươn ướt, có vẻ như sắp khóc. Chúng ta đi thôi, Lâm Hoán Khê nói. Tần Lạc nhìn mặt Lâm Hoán Khê, cười nói, chị thông cảm cho cô ta. Cô ấy cũng chỉ là một nữ nhân đáng thương mà thôi. Lâm Hoán Khê gián tiếp thừa nhận. Người đáng thương ắt có chỗ đáng trách, không nên chỉ vì cô ta là nữ nhân mà dễ dàng bố thí sự thương hại. Sức phá hoại của loại nữ nhân như vậy có thể so với một đám đàn ông. Không tin chị cứ chờ xem, đợi lúc chị trở về thì cả phòng đã biết chuyện chị cùng sinh viên yêu nhau. Nếu như họ hiểu lầm chị thì tốt nhất là chị nên dẫn họ đến chỗ tôi dạy. Tần Lạc nhún vai nói. Nếu nói có nam nữ bình đẳng, vậy thì tất cả mọi thứ cũng đều phải bình đẳng. Sự hưởng thụ quyền lực đi kèm với nghĩa vụ, yêu, hoặc là thù hận. Nếu như ngươi không chịu nổi hậu quả của thất bại, thì tốt nhất không nên tham gia vào trò chơi. Lâm Hoán Khê gật đầu, giống như là bị những lời nói của Tần Lạc làm cho xúc động.
chẳng qua nàng vẫn bước vội vàng, dẫn hắn bước qua góc sân trường Đại học Y khoa Yên Kinh đầy nắng ấm. Rất nhiều sinh viên chỉ trỏ theo bóng lưng của hai người, xen lẫn vào đó là những tiếng bàn luận nho nhỏ, có hai ba câu truyền tới tai của họ. Trời ạ, đây không phải là Băng Sơn lão sư của chúng ta sao? Không phải ta đang nhìn nhầm đấy chứ? Đúng vậy, núi băng tan chảy từ khi nào vậy? Ta vốn còn cho rằng cô giáo Lâm là thạch nữ đấy. Vậy người đàn ông kia là ai? Bộ dạng trông rất khoa trương, thậm chí còn mặc trường bào nữa. Tần Lạc thiếu chút nữa là quay lại tẩn cho đứa nói câu kia một trận, mẹ đứa nào nói mặc trường bào là khoa trương. Ta đây hướng nội, có hiểu không hả? Thôi bỏ đi, toàn lũ trẻ con, có nói các ngươi cũng không hiểu. Đi qua ba con đường lát đá, ba cái hồ lớn cùng một sân bóng rổ, Lâm Hoán Khê mới dẫn Tần Lạc tới một tòa nhà làm việc xa hoa. Trên cửa tòa nhà có treo một tấm bảng màu vàng, ở trên có viết, dãy nhà làm việc của Học viện Trung Y Dược. Hai người đi thẳng lên tầng 3, Lâm Hoán Khê chỉ vào một căn phòng ở cuối hành lang, nói, đó chính là phòng làm việc của chủ nhiệm Quách, chủ nhiệm Học viện Trung Y Dược. Hiệu trưởng Lệ đã nói qua với ông ấy, trước tiên cậu tới trình diện với ông ấy sẽ sắp xếp công việc cho cậu. Được, tự tôi đi trình diện là được rồi, chị trở về làm việc đi. Nhớ kỹ lời tôi nhé, nếu như bọn họ làm khó chị thì cứ dẫn họ đến chỗ tôi làm. Tần Lạc một lần nữa nhắc nhở. Hắn biết, vở kịch nhất định sẽ diễn ra đúng như mình dự đoán. Người tốt làm việc tốt thì lắm cách quái lạ, nhưng người xấu làm việc xấu chỉ có mấy cách mà thôi. Hiểu rồi, Lâm Hoán Khê liếc Tần Lạc một cái rồi xoay trở lại đường cũ. Nhìn đồn bộ đầy đặn được che lại bởi bộ đồng phục màu bạc cứ lắc lắc theo từng bước di chuyển, Tần Lạc không nhịn nổi nuốt một ngụm nước bọt. Bởi vì có hiệu trưởng Lệ hết lòng nên chủ nhiệm Quách đối xử với Tần Lạc khá khách khí. Học viện Trung Y Dược có khóa trình 3 môn thiếu giảng viên, lý luận căn bản Trung Y, Hoa Hạ Y học sử và Trung Y chẩn đoán học, chủ nhiệm Quách để Tần Lạc lựa chọn dạy một môn. Tần Lạc lựa chọn Trung Y chẩn đoán học, bởi vì môn này rất dễ giúp sinh viên kết hợp được lý luận và thực tiễn. Còn về phần lý luận căn bản Trung Y và Hoa Hạ Y học sử cũng không phải là không quan trọng, nhưng chính vì nó quan trọng nên Tần Lạc mới nghĩ nên để cho giảng viên giỏi giang và nhiều kinh nghiệm hơn tới đảm nhận. Khước Từ ý tốt muốn tự đưa hắn đến lớp của chủ nhiệm Quách, Tần Lạc ôm đống sách vừa mới nhận được đi tới phòng học 306. Bên trong chỉ có thưa thớt mấy chục sinh viên, tất cả đang túm năm tụm ba cười đùa trò chuyện cái gì đó. Giảng viên mới đi nhậm chức như Tần Lạc căn bản không gây ra phản ứng gì lớn. Dĩ nhiên, lúc này sợ cũng chẳng có ai tin hắn là một giảng viên cả. Bởi vì còn chưa tới thời gian vào lớp nên Tần Lạc kiếm một chỗ trống ở hàng ghế đầu để ngồi. Ngồi bên cạnh hắn là một cô gái đội mũ lưỡi trai, tóc dài đen nhánh mềm mại xõa xuống hai vai, gương mặt thanh tú động lòng người, con người vừa đen lại vừa sáng, đôi mắt to tròn, lông mi thon dài. Nói tóm lại là khuôn mặt xinh đẹp vô cùng, giống như một cô búp bê bằng sứ vậy. Nước da trắng nõn nà, dáng người yểu điệu, khi ngồi có cảm giác như còn cao hơn Tần Lạc một chút. Dĩ nhiên, Tần Lạc cảm thấy nguyên do nàng cao hơn hắn chủ yếu là vì nàng đội mũ. Đây là một hành động ăn gian, không thì hắn đội một cái mũ cao một thước, lúc đó so với Diêu Minh hắn còn cao hơn nhiều. Cô nàng đội mũ màu hồng, người hơi ngửa ra đằng sau, tai đeo tai nghe mải mê nghe nhạc. Cô nàng thấy bên cạnh mình có người ngồi, hơn nữa còn là một nam sinh xa lạ thì lấy làm ngạc nhiên, gỡ tai nghe xuống, hỏi, cậu là ai? Sao tôi chưa thấy cậu bao giờ? Tôi vừa mới tới, Tần Lạc cười nói. Thấy nam sinh cười. Cô gái cũng không khỏi bật cười, đôi mắt tròn to nheo lại như ánh trăng non, nàng cười nói, cậu khỏe chứ, tôi là Vương Cửu Cửu, cậu có thể gọi là Tiểu Cửu hoặc là A Cửu. Vương Cửu Cửu, sao tên cậu lại kỳ lạ như vậy? Tần Lạc hỏi. Trời, lạc hậu quá, dùng số học đặt tên mới là mốt, cậu không hiểu đâu. Hơn nữa, tên của tôi còn có hàm ý đặc biệt, khi mẹ tôi sinh tôi ra thì đúng vào lúc 9 giờ 9 phút ngày mùng 9 tháng 9. Cho nên bố tôi mới đặt cho tôi cái tên như vậy. Vương Cửu Cửu trợn tròn mắt, có vẻ nàng rất bất mãn với việc Tần Lạc nói tên của nàng kỳ lạ. Được rồi, cậu tên gì? Tần Lạc giới thiệu qua tên mình rồi lại cắm đầu vào quyển sách giáo khoa. Hắn chưa đi dạy bao giờ, nên không biết tí nữa lên bục sẽ phải nói cái gì nữa. Thấy nam sinh có dũng khí ngồi trước mặt mình bỗng nhiên không nói gì nữa, Vương Cửu Cửu cảm thấy có chút hiếu kỳ. Nghe nói sắp tới có một giảng viên mới tới dạy chẩn đoán học ở lớp chúng ta, cậu có biết việc này không? Cô nàng dò hỏi. Đã nghe qua,
Tần Lạc gật đầu nói. Biết tin nhanh vậy sao? Tôi còn tưởng là thông tin của tôi là nhanh nhạy nhất. Cô nàng tỏ vẻ tiếc nuối, giống như tin tức của nàng không phải là có một không hai khiến nàng thấy rất mất mặt vậy. Tôi cũng chỉ vừa mới biết mà thôi, Tần Lạc nói, đúng là hắn chỉ vừa mới biết mình sẽ dạy trung y chẩn đoán học cho lớp này. Ồ, một người mới tới như cậu mà có tin tức nhanh nhạy như vậy là lợi hại lắm rồi đó. Cô nàng khích lệ, cũng không biết giảng viên mới này có ổn không. Nếu mà không ổn thì không chừng sẽ bị bọn tôi đuổi ra ngoài. Đuổi ra ngoài, Tần Lạc tỏ vẻ kinh ngạc, hỏi. Đúng vậy, không có bản lĩnh mà còn dám chạy tới đây nhận học trò, dĩ nhiên phải đuổi bọn họ đi, bọn tôi đã đuổi hai giảng viên đi rồi đấy. Vương Cửu Cửu không phát hiện ra vẻ mặt quái dị của Tần Lạc, trong giọng không giấu nổi sự tự hào. Chất lượng dạy học của họ kém lắm sao? Tần Lạc hỏi, biết người biết ta trăm trận trăm thắng A, hắn không thể nào lại đi vào vết xe đổ được. Đâu chỉ tệ, mà quả thật là không đỡ nổi. Cũng không biết là thầy lang giang hồ từ sơn cốc khe suối nào chui ra nữa, vấn đề bọn tôi hỏi không trả lời, một bạn học bị đau ruột thừa cấp tính lại bị trần trị thành ăn đồ ôi đau bụng, thiếu chút nữa là toi mạng con nhà người ta rồi. Người như vậy mà cũng có thể làm giảng viên sao? Tần Lạc trợn trừng hai mắt. Nhờ quan hệ thôi, Vương Cửu Cửu bĩu môi dè bỉu, cô nàng làm động tác này trái lại còn trông rất đáng yêu. Giảng viên mới chắc chắn sẽ không tệ như vậy, Tần Lạc khẳng định. Khó nói, cô lắc đầu. Tiếp đó vẻ mặt trở nên mơ màng, nói, có điều, bản thân tôi cũng hy vọng có thể có một người tài đức vẹn toàn, tốt nhất là giảng viên trẻ tuổi đẹp trai tới dạy môn này. Mộng đẹp của cậu sẽ thành sự thật, Tần Lạc nói. Cậu cho rằng cậu là Quan Thế Âm Bồ Tát Như Lai Phật Tổ chắc. Tôi nói gì thì sẽ là như vậy sao? Cô che miệng cười duyên. Tần Lạc đang muốn trả lời thì chuông vào giờ học vang lên. Mộng đẹp cậu sẽ thành sự thật, Tần Lạc lặp lại với cô nàng. Dưới cái nhìn soi mói của sinh viên cả lớp, hắn cắp sách giáo khoa bước lên bục giảng, nói, tôi là Tần Lạc, Tần trong Tần Triều, Lạc trong Lạc Thủy. Tần Lạc xoay người, dùng phấn viết tên mình lên bảng đen như du long bay lượn. Khi còn bé Gia Gia đã bắt hắn luyện tập thư pháp, cho nên hắn rất tự tin đối với chữ của mình. Tôi là thầy của các bạn. Sau này, môn trung y chẩn đoán học sẽ do tôi dạy, bây giờ chúng ta vào học. Cả lớp im ri không tiếng động, mọi người còn chưa hết chấn động vì cảnh tượng trước mắt. Oh, my God, không ngờ cậu ta lại là giảng viên, sao cậu ta có thể là giảng viên chứ? Để tôi chết đi còn hơn. Dưới bục có một cô nàng che mặt khóc ròng. Chương 17, y thuật của tôi không rẻ mạt như vậy. Lâm Hoán Khê trở lại phòng làm việc liền cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn nàng hơi kỳ lạ. Nụ cười đùa cợt, hài hước, kiểu như chuyện của cô chúng tôi đã biết hết rồi. Tần Lạc nói không sai, cô ta quả không đáng được thông cảm. Lâm Hoán Khê khẽ thở dài trong lòng. Trần Hiểu Tuyết rời khỏi vị trí của mình, vừa cười nhạt vừa đi tới gần Lâm Hoán Khê, nói, chuyện của cô chủ nhiệm đã biết rồi, anh ấy bảo khi cô đến thì tới phòng làm việc của anh ấy một chuyến. Nói xong liền quay người rời đi. Mà hướng đi của nàng lại chính là hướng để tới phòng làm việc của chủ nhiệm viện. Xem ra nàng còn muốn đưa bằng chứng của Lâm Hoán Khê ra trước mặt mọi người, để tránh cho Lâm Hoán Khê ngụy biện trốn tránh được. Nàng không dám khinh thường đối thủ, đừng tưởng nữ nhân này lạnh lùng như băng, nhưng thực ra rất biết cách mê hoặc lòng người. Lâm Hoán Khê vẫn bình tĩnh đứng dậy, theo sau nàng bước về phía phòng làm việc của chủ nhiệm. Ở phía sau tiếng bàn luận vang lên ồn ào. Tất cả chủ đề đều dính dáng đến việc Lâm Hoán Khê trâu già gặm cỏ non. Sinh viên nào mà to gan vậy ta, ngay cả giảng viên mà cũng dám cua, quá vô lý mà. Ai, sinh viên thời nay, thời chúng ta đi học nào dám nghĩ tới những việc như vậy. Chắc chẳng có việc gì đâu, Trần Hiểu Tuyết là người rất giỏi kiếm chuyện, tôi sợ cô Lâm bị nàng ta hãm hại. Ừ, có thể lắm, bình thường ngay cả chúng ta cô Lâm cũng không thèm để ý tới, sao có thể để ý tới một sinh viên chứ? Chủ nhiệm viện của Học viện Công nghệ Sinh học họ Hùng, là một hải quy, ra nước ngoài du học rồi quay về từ Mỹ về, bản thân nhờ có 5 phần tài hoa, 4 phần bối cảnh, lại thêm 1 phần vận khí nên chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy năm đã ngồi lên được vị trí đứng đầu một viện, quả thật cũng có vài thủ đoạn. Chủ nhiệm Hùng năm nay vừa mới 40, có thể coi là trung niên đắc chí. Sắc mặt tai tái, dáng người mập mạp, y mặc một bộ Âu phục màu đen được cắt may vừa người, cổ đeo cà vạt tối màu. Dùng gọng kính vàng xa xỉ, thoạt nhìn rất có phong phạm nho nhã lịch sự. Chủ nhiệm Hùng đang đứng bên bể cá chăm chú nhìn con cá rồng vân ngắn y mua được với giá đắt, thờ ơ hỏi, cô Trần,
cô nói cô Lâm yêu đương với sinh viên, có chứng cứ gì không? Những việc như thế này không thể nói lung tung, nếu truyền đi sẽ ảnh hưởng xấu tới thanh danh của người khác. Chủ nhiệm, không có chứng cứ sao tôi dám nói lung tung chứ? Chính mắt tôi trông thấy mà. Trần Hiểu Tuyết vẻ mặt quyến rũ, giọng nói cũng dịu dàng vô cùng. Nào còn bộ dáng chanh chua như lúc nói chuyện với hai người Tần Lạc Lâm Hoán Khê. Ồ, chứng cứ gì? Chủ nhiệm Hùng rốt cuộc cũng bỏ thức ăn cho cá xuống, dùng khăn lông lau sạch hai tay rồi xoay người ngồi xuống ghế của mình. Tôi chụp được hình bọn họ ở chung với nhau. Trần Hiểu Tuyết rút điện thoại di động từ trong túi ra, ấn ấn mấy phím rồi đưa điện thoại cho chủ nhiệm Hùng xem. Quả nhiên trong đó có hình ảnh Lâm Hoán Khê cùng một người trẻ tuổi đang dựa vào nhau. Đây là do Trần Hiểu Tuyết nhân lúc hai người không chú ý, ngồi ở trong xe hơi dùng di động chụp lại. Lâm Hoán Khê nhíu mày, không ngờ nàng ta lại nhỏ nhen, so đo như vậy. Cái này cũng chẳng chứng minh được gì cả. Chủ nhiệm Hùng trả điện thoại lại cho Trần Hiểu Tuyết. Chủ nhiệm, sao có thể không chứng minh được gì chứ? Anh thử nghĩ xem, cô Lâm đã bao giờ ở cùng với nam nhân chưa? Đã bao giờ cô ấy hòa nhã với nam nhân khác chưa? Trần Hiểu Tuyết sổ một tràng, quên bén mất rằng vị chủ nhiệm ngồi trước mặt này cũng đã từng bị Lâm Hoán Khê cự tuyệt. Lúc nói xong thì mới nhớ ra, nàng tỏ vẻ xấu hổ, giải thích, ngoại trừ chủ nhiệm ra, cô ấy đã bao giờ nói quá một câu với những nam nhân khác cùng phòng làm việc chưa? Chủ nhiệm Hùng trong bụng cười nhạt một tiếng, cô không giải thích được một câu nào cho ra hồn cả, thật đúng là một nữ nhân ngu xuẩn mà. Không chỉ có lần này, hôm qua khi tôi cùng Vương Hạo đi dạo ở trung tâm mua sắm Tân Thế Kỷ cũng gặp được bọn họ. Anh không thấy được đâu, hai người họ tay trong tay trông cực kỳ thân mật. Trần Hiểu Tuyết tấm tắc khen ngợi. Chủ nhiệm Hùng cũng thấy hơi đau đầu, y là chủ nhiệm của một viện, có thể không coi nữ nhân trước mặt này ra gì, thậm chí còn có thể trực tiếp đuổi nàng ra ngoài. Nhưng, nàng lại có bạn trai là Vương Hạo, y không thể không nể mặt hắn vài phần, ở Yến Kinh hắn rất có vai về đó. Cô Lâm, tình huống cụ thể là như thế nào? Chủ nhiệm Hùng lúc này mới rời ánh mắt sang Lâm Hoán Khê vẫn im lặng ngồi ở ghế salon trong góc phòng, y lên tiếng hỏi. Cậu ấy là bạn của tôi. Giọng của Lâm Hoán Khê lạnh như băng. Bạn bè như nào? Bạn tốt, chẳng lẽ kết bạn cũng phải báo cáo với chủ nhiệm sao? Cuối cùng Lâm Hoán Khê cũng không nhịn được nữa mà phải phản bác. Chủ nhiệm, nghe rõ rồi chứ? Trần Hiểu Tuyết đứng bên cạnh cứ cười nhạt mãi. Dĩ nhiên, mỗi người đều có thể tự do kết bạn, việc này không cần báo cáo với tôi. Chỉ có điều là, cậu ấy có thân phận gì? Là sinh viên của trường chúng ta à? Trong giọng của chủ nhiệm Hùng đã hàm chứa đôi ba phần giận dữ. Nữ nhân này cho tới bây giờ cũng không nể mặt y. Nếu không phải vì nàng cũng có chút quan hệ thì y đã sớm đá nàng ra khỏi địa bàn của y rồi. Cậu ấy là giảng viên ở trường chúng ta, Lâm Hoán Khê nói. Nàng rốt cuộc cũng hiểu vì sao Tần Lạc phải dặn dò liên tục, rằng nếu bọn họ làm khó dễ nàng thì hãy dẫn bọn họ tới chỗ hắn làm việc. Thì ra là hắn đã sớm dự liệu được mọi việc, tên này thật là giảo hoạt. Giảng viên, chủ nhiệm Hùng cau mày nhìn về phía Trần Hiểu Tuyết. Giảng viên yêu giảng viên là một việc hết sức bình thường, bọn họ không những không được can thiệp mà còn phải ra sức ủng hộ. Thậm chí làm vợ chồng công chức còn nhận được rất nhiều ưu thế trong các phúc lợi như chia phòng, thăng tiến. Chủ nhiệm, điều này sao có thể xảy ra chứ? Vừa rồi anh cũng thấy người thanh niên kia rồi đấy. Trường chúng ta làm gì có giảng viên trẻ như vậy? Hơn nữa, nếu thật sự là giảng viên ở trong trường, sao tôi lại không nhận ra được cơ chút? Trần Hiểu Tuyết lên giọng mỉa mai phản bác lại, chủ nhiệm, anh không thể bị nàng ta qua mặt. Cô Lâm, cô có thể chứng thực thân phận của cậu ấy không? Chủ nhiệm Hùng hỏi, y cũng không quá tin tưởng một người trẻ như vậy lại là giảng viên ở trong trường đại học y khoa. Năm y 30 tuổi mới có cơ hội bước vào ngôi trường đại học danh giá này để giảng dạy, ở vào độ tuổi đấy làm được như vậy đã khiến y cảm thấy rất thành công rồi. Người nam nhân trong tấm ảnh rõ ràng chỉ là một sinh viên miệng còn hôi sữa thôi. Tôi có thể dẫn mọi người tới phòng học của cậu ấy, Lâm Hoán Khê nói. Thấy vẻ bình tĩnh của Lâm Hoán Khê, Trần Hiểu Tuyết đột nhiên có cảm giác tình hình không ổn. Tên khốn kia không phải là giảng viên thật đấy chứ? Im lặng giống như cái chết vậy. Hắc, người anh em, tôi hỏi thật này, cậu đang đùa phải không? Dưới bục có một học sinh mặc đồ Nike hét lên với Tần Lạc. Tôi không đùa với các bạn, Tần Lạc dùng đầu ngón tay gõ gõ lên mặt bàn trên bục giảng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Có lầm hay không vậy? Đưa giấy chứng nhận giảng viên ra cho chúng tôi xem nào. Làm gì có giảng viên trẻ như vậy chứ?
tôi nói thật, cậu mau xuống đi, chớ có đùa chúng tôi. Nếu không tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Một sinh viên to con đầu chọc, mặt đầy mụn hung ác nói. Xin lỗi, giấy chứng nhận công tác tạm thời tôi không có, nếu các bạn muốn xem thì để hết tiết tôi sẽ mang tới đây. Tần Lạc nói với gã to con, trong bụng lại trộm nghĩ, người này sao giống Du Côn quá vậy? Người như vậy mà cũng có thể học trung y sao? Vậy ông tới đây làm gì? Cút ra ngoài đi, một sinh viên mặc vest tây rất kiêu ngạo cười phá lên, gã thậm chí càng trắng trợn hơn, ngay trên lớp học mà dám ngang nhiên ôm cô gái ngồi bên cạnh. Hai người tình nồng ý đậm, e rằng còn hận không thể lột sạch đối phương ở ngay giữa lớp học này. Tần Lạc biết nhãn hiệu của bộ vest tây này, Armani, đang là sinh viên mà được mặc nhãn hiệu nổi như vậy, nhà không phú thì cũng phải quý. Tôi tới dạy học, Tần Lạc nói, còn nữa, hai bạn không biết tôn trọng giáo viên sao? Tôi không cần biết hai bạn có quan hệ như thế nào, nhưng ở trên lớp của tôi xin đừng ôm ấp như vậy. Nếu hai bạn bức xúc quá, thì trước tiên có thể ra ngoài giải quyết một tí rồi quay lại, tôi sẽ không ghi hai bạn bỏ học làm việc riêng đâu. Ông nghĩ ông là ai? Ông dựa vào cái gì mà đòi quản tôi? Nam sinh mặc đồ tây nổi giận, tay chỉ vào Tần Lạc chửi mắng. Tôi là Tần Lạc, thầy của các bạn. Dĩ nhiên, hiện giờ tôi cảm thấy cậu không xứng làm học trò của tôi. Tần Lạc đứng trên bục giảng đối đáp rất bình tĩnh, căn bản hắn không thể mấy sinh viên này vào mắt. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Vương Cửu Cửu đứng dậy khỏi chỗ ngồi, Tần Lạc lúc này mới phát hiện ra cô nữ sinh này quả nhiên rất cao. Đôi chân thon dài kia đúng là khắc tinh của đôi mắt nam nhân. Ồn cái gì mà ồn? Có gì để mà ồn ào chứ? Có phải là giảng viên thật hay không chúng ta kiểm tra anh ta là biết ngay, không phải sao? Hiển nhiên Vương Cửu Cửu rất có uy tín trong lớp. Nàng vừa đứng dậy là trách mắng cả đám người, vậy mà không ai dám lên tiếng phản bác. Kiểm tra thế nào? Tần Lạc cười cười với Vương Cửu Cửu, lên tiếng hỏi. Thầy, 10 người 9 bệnh, còn một thì hơi khỏe mạnh. Không bằng như vậy đi, thầy nhìn xem thân thể chúng em có vấn đề gì hay không? Đây chính là kết hợp giữa lý luận và thực tế trong chẩn đoán học của chúng ta đó. Vương Cửu Cửu cười nói. Những người khác có ý kiến gì không? Tần Lạc quét mắt nhìn cả lớp. Lên tiếng hỏi. Không có ý kiến, lác đác có vài tiếng đáp vang lên. Nếu như mọi người không có ý kiến gì khác, vậy thì sẽ bắt đầu từ bạn Vương Cửu Cửu trước. Tần Lạc nhảy xuống bục, quan sát sắc mặt Vương Cửu Cửu một chút rồi nói, mất ngủ tim đập nhanh, mấy ngày qua chắc là không được ngủ ngon giấc. À, đúng vậy, quá đúng, quá đúng. Vương Cửu Cửu kích động nói. Nàng vừa mới dọn từ nhà đến ở ký túc xá của trường, cho nên còn chưa quen giường. Mấy ngày hôm nay không tài nào ngủ ngon được, đêm nào cũng mất ngủ, mãi cho tới gần sáng mới thiếp đi được một chút. Tần Lạc đi tới trước một nữ sinh ngồi đằng sau, quan sát gương mặt nàng rồi nói, trên mặt lốm đốm, thân thể mệt mỏi, ứ máu quá nhiều, cần phải khai thông. Thưa thầy, vậy phương thuốc nào có thể khai thông ạ? Cô nữ sinh tỏ vẻ vui mừng hỏi. Tần Lạc nhận lấy bút trong tay cô, viết nhanh vào quyển nhật ký nhỏ mở trước mặt cô một phương thuốc. Mỗi ngày 3 lần. Một tuần sẽ khỏi, Tần Lạc nói. Cảm ơn thầy, cô nữ sinh vô cùng mừng rỡ, cầm lấy quyển sổ nhật ký mà cẩn thận nghiên cứu phương thuốc trong đó, giống như là nhặt được chí bảo vậy. Sắc mặt tái nhợt, kinh mạch rối loạn, nóng trong người, bệnh trĩ có dấu hiệu ra máu. Vừa nóng vừa lạnh, bụng đau như cắt, hành kinh không đều. Dùng phương thuốc giống bạn gái ngồi trên. Con người đục vàng, môi trên đen xì, đây là triệu chứng của bệnh gan. Cậu! Không cần nhìn nữa, bệnh béo phì. Tần Lạc đi lại giữa đám sinh viên, mỗi khi đi đến trước một sinh viên đều có thể nhanh chóng chỉ ra bệnh tật của cơ thể người đó. Thậm chí vài học sinh có ẩn tật mà chính bản thân cũng không phát hiện cũng được hắn tìm ra. Không chỉ có vậy, hắn còn căn cứ vào bệnh tật của mỗi người để đưa ra phương thuốc điều trị. Kinh ngạc, tán thưởng, mừng như điên. Những cảm xúc này xuất hiện trên mặt mỗi học sinh, bọn họ vui mừng nhìn Tần Lạc, ánh mắt dõi chặt theo bước đi của hắn. Mỗi lần Tần Lạc chỉ ra bệnh tật của một học sinh là lại khiến đám học sinh ồn ào cả lên. Sau khi Tần Lạc đưa ra phương pháp điều trị, bọn họ xúm lại bàn luận sôi nổi về tác dụng của phương thuốc này. Cả phòng học cứ ầm ầm như cái chợ vỡ. Cho đến khi Tần Lạc đi tới hàng cuối cùng, giúp một nam sinh mặt đầy mụn giải quyết vấn đề rối loạn nội tiết thì cả lớp gần 50 học sinh hầu như đều được hắn xem qua. Dĩ nhiên là ngoại trừ nam sinh mặc đồ tây và bạn gái được gã ôm trong lòng bị hắn cố tình bỏ quên ra. Tần Lạc căn bản còn không thèm nhìn họ, khi đến trước mặt bọn họ liền đi thẳng qua luôn.
còn có việc gì nhục nhã hơn việc bị người ta khinh thường tới mức không thèm nhìn chứ? Sao ông không chẩn bệnh cho tôi? Sao, thấy khó à? Nam sinh mặc đồ tây tỏ vẻ kiêu ngạo hô lên. Thái độ của gã khiến cho học sinh cả lớp thấy ác cảm. Dù sao Tần Lạc đã dựa vào y thuật cao siêu của chính mình để chinh phục mọi người, mà gã này vẫn dùng thái độ hỗn láo để nói chuyện với thầy giáo, dĩ nhiên khiến cho mọi người thấy khó chịu. Cậu thật sự muốn để tôi khám cho? Tần Lạc cười híp mắt, nói. Dĩ nhiên nam sinh mặc đồ tây nói, gã rất tin tưởng vào thân thể của mình. Tần Lạc đi tới trước mặt gã, nhìn qua khuôn mặt khá khôi ngô của gã, nói, eo gối bủn rùn, ngũ tâm nóng mỏi, chóng mặt ù tai, vóc người gầy gò. Sau khi chỉ ra những triệu chứng của gã, Tần Lạc cho ra một cái kết luận, cậu, thận âm hư yếu sinh nhí. Qua! Wow. Mọi người cười phá lên, đây là học sinh thận hư đầu tiên bị Tần Lạc không kiêng dè gì chỉ thẳng ra. Ông nói láo, ông! Nam sinh mặc đồ tây chỉ tay vào Tần Lạc chửi ầm lên. Sao? Cậu có dám nói tôi chẩn đoán không đúng không? Tần Lạc cười nhạt, hỏi. Đối với những học sinh dám chửi với giáo viên thì Tần Lạc hắn sẽ không bao giờ nể mặt. Ông! Nam sinh mặc đồ tây vẫn muốn nói gì, nhưng ánh mắt kinh ngạc của bạn gái ngồi bên cạnh gã khi nhìn Tần Lạc đã nói ra hết tất cả sự thật. Tần Lạc không thèm để ý tới gã nữa, hắn bước lên bục giảng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xuống dưới bục, lớn tiếng nói, tôi không quan tâm các bạn từ đâu tới, nhà có bối cảnh thế nào, nhưng tới lớp của tôi thì nhất định phải nghe tôi. Ai nghĩ rằng tôi trẻ tuổi không xứng làm thầy của các bạn có thể đi ra ngoài? Ai cho rằng tôi bất tài vô tướng cũng có thể ra ngoài? Ở trong lớp học ôm ôm ấp ấp, cút ngay ra ngoài cho tôi. Không chăm chỉ học tập, nghĩ rằng trung y là vô dụng, làm sư ngày nào gõ mõ ngày ấy kiểu sống ngày nào hay ngày đấy. Tôi cũng không hoan nghênh. Tôi tới là để làm giảng viên, dạy cho các bạn trung y, tôi không nợ các bạn gì cả, trái lại các bạn còn nợ tôi. Nếu như các bạn cho rằng nộp chút tiền học phí nuôi sống tôi là tôi nên để mặc các bạn muốn làm gì thì làm, tôi phải tôn trọng các bạn. Thật xin lỗi, tôi không thiếu chút tiền còm đấy. Tôi có thể thẳng thắn nói với các bạn, rằng chỉ cần ai không hài lòng với tôi thì không cần đến lớp của tôi. Yên tâm, tôi sẽ không ghi người đó trốn học, khi học kỳ kết thúc tôi còn ghi cho người ấy 60 điểm đủ tiêu chuẩn. Y thuật của tôi do tôi đã phải mất mười mấy năm, vượt qua bao khó khăn với học được. Tôi chỉ truyền thụ nó cho những học sinh yêu thích trung y, hơn nữa phải biết giữ sự kính trọng với tôi và các bậc tiên hiền trong y đạo thôi. Tần Lạc đứng ở trên bục giảng nhìn xuống dưới, tà áo tung bay, mày dài tới mai, trông cao ngạo mạnh mẽ như chim ưng. Hắn chỉ vào đám học sinh ở dưới bục, rất có khí phách nói. Tôi sẽ không giống những giảng viên khác đi khuyên các bạn học, xin các bạn học. Bởi vì, y thuật của tôi không có rẻ mạt như vậy. Rào rào. Dưới bục tiếng vỗ tay vang lên như sấm, các nam sinh ánh mắt trở nên cuồng nhiệt, hận không thể hô to mấy tiếng để phát tiết sự kích động trong nội tâm. Còn các nữ sinh, các nàng vừa vỗ tay vừa lau khóe mắt. Không biết vì chuyện gì mà các nàng đột nhiên muốn khóc. Chương 18, cua hắn, cua hắn, cua hắn. Có vài khán giả có mục đích khác đang đứng ở ngoài, may mắn được nghe chàng diễn thuyết của Tần Lạc, họ cũng cảm thấy trong người máu nóng sôi trào, cổ họng thấy khô, giống như có một thứ gì đó muốn phá thể chui ra vậy. Chủ nhiệm Hùng dùng ngón tay ẩn gọng kính trên sống mũi lên, quay sang nói với Trần Hiểu Tuyết, sinh viên mà cô nói đây sao? Chủ nhiệm, cái này, là do tôi điều tra không rõ ràng, tôi không ngờ cậu ấy là giảng viên thật, thật xin lỗi. Trần Hiểu Tuyết mặt khó coi như cá chết. Ánh mắt nhìn Lâm Hoán Khê càng thêm ác độc hơn. Nàng đẩy tất cả trách nhiệm việc mình bị rơi vào hoàn cảnh khó xử như vậy lên người Lâm Hoán Khê, chứ không nghĩ việc này có tí quan hệ nào với mình. Có một vài người luôn luôn nghĩ mình không có lỗi lầm gì cả. Nói lung tung, chủ nhiệm Hùng tức giận nói, cô Trần, chức trách của cô là làm việc cho tốt, sau này ít đi truyền bá những tin đồn thất thiệt như vậy đi, việc này không chỉ làm ảnh hưởng tới tình cảm giữa các đồng nghiệp, mà còn khiến thanh danh của cô xấu đi. Vâng, chủ nhiệm, thật xin lỗi. Trần Hiểu Tuyết gật đầu liên tục. Cô không nên xin lỗi tôi mà hãy xin lỗi với cô Lâm. Được rồi, quay về làm việc cả đi. Chủ nhiệm Hùng nói xong liền xoay người đi về hướng Học viện Công nghệ Sinh học. Hừ, Trần Hiểu Tuyết hung hăng trừng mắt nhìn Tần Lạc đang đứng trên bục giảng trong lớp học, lại liếc mắt khinh bỉ nhìn Lâm Hoán Khê một cái rồi gõ gót giày cồm cộp bỏ đi. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt Lâm Hoán Khê vẫn không hề thay đổi. Nàng chỉ chăm chú nhìn nam nhân mặc trường bào đứng trong phòng học kia, bộ quần áo đó là do nàng bỏ tiền mua,
hắn mặc trên người sao lại tiêu sái, mạnh mẽ đến vậy. Người thanh niên này có trái tim thật kiên cường và khoan dung. Những lời chỉ trích đám sinh viên của hắn giống như tiếng sét nổ bên tai, vang rền vọng mãi. Câu nói y thuật của tôi không rẻ mạt như vậy đầy khí phách càng giống một con dao nhọn, một dao đâm trúng nơi yếu ớt nhất trong lòng người. Hoa Hạ bao la, báu vật đất nước, trầm luân trăm năm, nguy nan sớm chiều. May thay chúng ta có Tần Lạc. Có anh ở đây, ai dám nói Trung Y không có ngày quật khởi. Có anh ở đây, ai dám nói Trung Y không có lúc vang danh. Có anh ở đây, y hồn y đạo bất diệt. Có anh ở đây, Trung Y sẽ có tương lai. Trong phút giây đó, Lâm Hoán Khê cảm thấy tâm hồn mình hơi rung động. Như làn gió lướt qua sông, như mè trắng nhảy khỏi nước, như tiếng phản âm tố cầm. Cảm giác này thật ấm áp bầm thật rõ ràng, nó xóa tan đi những âm u trong lòng nàng, để nơi sâu thẳm nhất được tưới tắm bởi tình thương, vén đi mây mờ thấy được trăng sáng. Cảm giác như vậy thật tuyệt. Tần Lạc sớm phát hiện ra nhóm người Lâm Hoán Khê đứng ở ngoài lớp học, tất cả những việc này đều nằm trong dự đoán của hắn. Hắn đã đọc thuộc tâm lý học nên hiểu rất rõ các suy nghĩ của loại nữ nhân như Trần Hiểu Tuyết, nên dĩ nhiên cũng có thể đoán ra được nàng ta định làm gì. Mỉm cười với Lâm Hoán Khê đang đứng ở ngoài cửa sổ, sau đó Tần Lạc nói với sinh viên cả lớp, giờ tôi cho các bạn một cơ hội lựa chọn, cũng là một cơ hội duy nhất. Ai không muốn học lớp của tôi thì bây giờ có thể ra ngoài. Tôi nói được là làm được, lúc thi cuối kỳ dù người đó không trả lời được câu hỏi nào thì tôi vẫn sẽ cho người đó 60 điểm. Tất cả mọi người đều ngồi yên, không ai đứng lên cả. Nam sinh mặc đồ tây quét mắt nhìn cả lớp một lần rồi hô tướng lên, có ai ra ngoài chơi không? Pizza Hut, tôi mời hết. Nếu trước kia gã hô như vậy thì chắc mọi người sẽ hưởng ứng, vì dù sao thì Pizza Hut cũng rất xa xỉ với tầng lớp sinh viên đại học, không phải ai cũng có tiền để đến những nơi như vậy tiêu xài. Thế nhưng lần này đã khiến gã phải thất vọng, không một ai trả lời, tất cả mọi người đều lạnh lùng nhìn gã. Nam sinh mặc đồ tây lúc này mới phát hiện ra mình đã bị cô lập trong lớp học. Sắc mặt gã trở nên âm trầm, gã cười cười đưa tay kéo bạn gái đi, vừa đi vừa nói với Tần Lạc, giờ chúng ta mới chỉ bắt đầu, ông cứ chờ đó. Tần Lạc cũng lười chẳng muốn nói nữa, thay vào đó bước ra mở cửa cho gã. Tôi không đi, tôi vẫn muốn đi học, anh đi một mình đi. Bạn gái của nam sinh mặc đồ tây tức giận hất tay gã ra, nói. Con, ý, cô cũng chờ đấy. Trước mặt mọi người bị nữ nhân của mình cự tuyệt, nam sinh mặc đồ tây càng bẽ mặt hơn, gã nói đầy thù hận. Cậu xong chưa? Xong rồi thì đi nhanh nhanh đi, dài dòng gì thế? Gã to con lúc nãy đòi xem giấy chứng minh công tác của Tần Lạc tỏ vẻ tức giận mắng. Tần Lạc đã chỉ ra nguyên nhân trên mặt gã có nhiều mụn là do mất cân bằng nội tiết, hơn nữa còn viết cho một phương thuốc điều trị, cho nên gã to con này bắt đầu nghe lời Tần Lạc răm rắp. Mọi người đều thích cái đẹp. Chẳng qua đa phần lớn lên không có được khuôn mặt đẹp mà thôi. Nam sinh mặc đồ tây ngón tay chỉ gã to con rồi đùng đùng bỏ đi. Đợi nam sinh mặc đồ tây bước ra ngoài, Tần Lạc trên mặt nở một nụ cười, hỏi lại lần nữa, còn có ai muốn đi không? Nếu như không đi thì từ hôm nay sẽ là sinh viên của tôi. Thưa thầy, chúng em không đi, đánh chết chúng em cũng không đi. Thế là được rồi, chúng ta cũng không phải toàn là đầu đất, đã lên đại học rồi. Ai chẳng muốn học thêm chút kiến thức. Thầy ơi, thầy đẹp trai như vậy nên chúng em không muốn đi, ngồi đây nhìn thầy là thỏa mãn rồi. Tần Lạc cười khổ nhìn những nữ sinh lưu lại bởi vì mình đẹp trai, nói, nếu đã ở lại thì phải học tập cho tốt, trong kỳ thi cuối kỳ mà không đạt được 95 điểm thì tôi sẽ lại khuyên bạn rời đi. Oa, thầy sẽ không nghiêm khắc như vậy chứ. Thầy ơi, cả đời này em chưa từng thi được điểm cao như vậy đâu. Thầy ơi, tha cho chúng em một con đường sống đi. Dù sao chúng em cũng ở lại vì thích thầy mà. Tần Lạc nhìn những khuôn mặt thanh xuân, những nụ cười vui vẻ kia mà thầm cảm khái, bọn họ sao có thể biết được mình đã phải trải qua những gì. 3 tuổi bắt đầu học thang đầu ca, bài ca sắc thuốc, 5 tuổi học thương hàn luận, 10 tuổi học thảo mộc, sau 12 tuổi bắt đầu ghi nhớ các phương thuốc, bạn có biết Trung Quốc có bao nhiêu loại dược liệu không? Có biết những loại dược liệu này có thể cấu thành bao nhiêu phương thuốc không? Nhưng dưới sự yêu cầu nghiêm khắc của Gia Gia Tần Tranh, Tần Lạc cũng không dám qua quýt, chỉ cần đọc sai một loại dược thảo hoặc đơn thuốc là sẽ bị Gia Gia phạt trồng cây chuối, dĩ nhiên, trên chân còn phải để một bát nước nữa. Những cô cậu này so với mình thì may mắn hơn nhiều. Các bạn không có quyền cò kè mặc cả, bởi vì tôi là thầy của các bạn. Tần Lạc nghiêm mặt nói. Bỗng,
hắn cảm thấy những lời này hơi quen quen. Năm đó, chính hắn cũng cảm thấy bất mãn với sự nghiêm khắc của Gia Gia, lão đầu tử kia đã nghiêm mặt nói với hắn, cháu không có quyền mặc cả với ta, bởi vì ta là Gia Gia của cháu. Lúc trước thì cay câu nói này thế, nhưng bây giờ lại thấy nó thân thiết xiết bao. Tần Lạc gõ gõ tay lên bục giảng, ngăn những tiếng ồn ở dưới bục lại rồi nói, cất hết sách giáo khoa của các bạn lại, bởi vì những gì trong sách nói tôi đều biết. Mà những thứ tôi biết, họ lại không viết được ra. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ dạy các bạn trung y thật sự. Rào rào. Đám sinh viên nhanh chóng nhét quyển trung y chẩn đoán học sang một bên, vẻ mặt mong đợi chờ Tần Lạc giảng bài. Theo học thầy giáo như vậy, con mẹ nó thật thích thú. Chuông hết tiết vang lên, bóng lưng Tần Lạc vừa mới biến mất, đám sinh viên trong phòng đã ầm ầm cả lên. Bọn họ đã bị hoãn cái sự sung sướng này quá lâu, vội tới mức chỉ muốn tìm người để nói chuyện, chia sẻ. Trời a, thầy Tần đẹp trai quá, rất có vị nam nhân, cực cá tính. Yêu chết mất thôi, một nữ sinh ôm lấy tay bạn hét lên. Nữ sinh ở tuổi của các nàng vẫn đang trong giai đoạn ôm ấp những mối tình mộng mơ. Cậu đừng hoa si như vậy có được không? Khiến người ta khinh bỉ, có điều, thầy Tần quả thật rất hấp dẫn, vẫn mặc trường bào, trông giống như Lỗ Tấn vậy. Quá đẹp trai mà. Hắc, Mãnh ca, anh nói tên Mã Hằng Hạ độc thủ với thầy Tần không? Chúng ta nên đề phòng một chút, tương lai, tiền đồ của em đều cậy vào thầy Tần cả đấy. Một nam sinh chạy đến trước mặt gã to con nói. Gã dám, lão tử sẽ phế gã đi. Lý Mãnh nắm chặt tay lại nói. Nhìn những khuôn mặt tình xuân phơi phới của các nữ sinh trong lớp, Vương Cửu Cửu thấy rất khinh thường bước ra khỏi lớp. Ở hồ sen cạnh khu nhà dạy học, Vương Cửu Cửu đang ngồi ngơ ngẩn bên hồ. Hồi lâu sau, nàng rút trong túi ra một chiếc điện thoại màu hồng lung linh xinh xắn. Sau khi ấn dãy số, đợi đầu bên kia vừa bắt máy, Vương Cửu Cửu liền hét vào trong loa, Trương Y Nghi, còn yêu rồi, vừa gặp đã yêu. Đầu bên kia truyền lại tiếng thở hổn hển vì tức giận của một nữ nhân. Người đó mắng, đứa mất dạy này, làm gì có đứa con gái nào gọi thẳng tên mẹ nó. Con còn dám gọi nữa, có tin mẹ trừ hết tiền tiêu vặt tháng này của con không? Trừ hết thì cứ trừ, cùng lắm thì con tìm bố. Trước kia không phải mẹ vẫn cho con gọi là Trương Nghi Y sao? Vương Cửu Cửu bĩu môi dè bỉu, nói. Mẹ của Vương Cửu Cửu sinh con từ khi còn rất trẻ, sinh Vương Cửu Cửu xong trông vẫn giống như một cô gái, không nhìn ra dấu vết nào của người đã có chồng, sinh con. Đợi đến lúc Vương Cửu Cửu lớn hơn một chút, khi nàng mang con gái ra ngoài chơi với bạn, đều căn dặn con gái trước rằng phải gọi nàng là dì hoặc chị, còn nàng cũng nói dối rằng đây chỉ là con gái của một người chị họ xa thôi. Vương Cửu Cửu tức lắm, liền gọi thẳng tên của mẹ ra. Sau này khi mọi người đều biết Vương Cửu Cửu là con của Trương Nghi Y, Vương Cửu Cửu nhưng vẫn cố chấp gọi thẳng tên của mẹ. Trương Nghi Y kháng nghị rất nhiều lần nhưng không được, hai mẹ con vì chuyện này mà không ít lần đã đánh nhau. Thôi được rồi, chuyện này cứ để đấy, đợi con về mẹ sẽ xử lý con sau. Mà con vừa nói gì? Yêu, trời ơi, con đã yêu rồi sao? Con cái nhà ai mà bất hạnh đến vậy, tự dưng lại bị con xem trọng. Trương Nghi Y, rốt cục mẹ có phải là mẹ ruột của con không? Khó khăn lắm con mới tìm được cảm giác yêu thương, vậy mà lại bị mẹ đả kích như vậy. Không nói nữa, con muốn tắt điện thoại. Vương Cửu Cửu giận dữ nói. Ây da, con gái. Con gái ngoan, con gái bảo bối, mẹ sai rồi, mẹ chỉ nói đùa thôi. Con gái mẹ chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, được di truyền những một nửa gen tốt của mẹ như vậy chấm con xem trọng nam nhân nào thì đấy chính là may mắn hắn tu 500 năm mới có được. Nói đi, hắn ta là ai? Mẹ con nhất định sẽ ủng hộ, mẹ tặng cho con hai chữ này, của hắn. Anh ấy là giảng viên của con, Vương Cửu Cửu nhỏ giọng nói. Của hắn, Trương Nghi Y hăng hái nói. Đợi chút đã, giảng viên. Vương Cửu Cửu nghe ra tiếng nói của mẹ hơi run run. Vâng, giảng viên mới tới. A ha ha, con mắt của con gái ta có khác, quả nhiên khác với người thường, ngay cả thích nam nhân cũng biết chọn thưởng thức như thế. Trương Nghi Y ở đầu bên kia cười phá lên, Vương Cửu Cửu vội vàng giơ điện thoại ra xa tai một chút. Có đến 50 tuổi không? Trương Nghi Y ngừng cười, thấp thỏm hỏi. Trương Nghi Y, con đang nói thật với mẹ đấy. Mẹ đừng có đùa nữa được không? Không thì con với mẹ cắt đứt quan hệ mẹ con. Vương Cửu Cửu giận dữ dẫm chân, nàng thực sự không có cách nào để trị được bà mẹ cực phẩm này. Kiếp trước không biết bố gây ra tội nghiệt gì đây, để kiếp này cưới phải một yêu nghiệt như vậy. Con cái mất dạy, mẹ nói thật đấy,
Nếu hắn hơn 50 tuổi thì không bàn nữa, không đến lúc hắn bước vào cửa nhà ta, bố con phải gọi hắn là con rể hay là gọi là đại ca đây? Vương Cửu Cửu phì cười, nói, mẹ, mẹ đúng là mẹ ruột của con thật sự khâm phục mẹ, trí tưởng tượng của mẹ thật quá phong phú đi. Anh ấy còn rất trẻ, chưa tới 30. Giảng viên mà chưa tới 30. Con gái à, mẹ sẽ tặng con hai chữ, cua hắn. Cua hắn, cua hắn, con không làm được thì mẹ sẽ tự thân xuất mã. Vương Cửu Cửu đúng là khóc không ra nước mắt. Mẹ ra tay, đến lúc đó bạn trai sẽ là của con hay là của mẹ đây? Chương 19, chuyện xấu. Nếu như bạn thấy hứng thú với một việc, như vậy, bạn sẽ cảm giác như thời gian trôi qua rất nhanh. Hai tiết học của Tần Lạc thoáng cái đã kết thúc, khi hắn cắp sách rời đi, mọi người mới phát hiện ra thầy Tần muốn đi. À, sao lại kết thúc nhanh như vậy? Mình còn tưởng là có một tiết nữa. Đúng vậy, tiết trung y chẩn đoán học tiếp theo vào hôm nào? Hình như là thứ tư, là ngày mai đó. Ô ô ô, mai mà mình không thấy thầy Tần, mình sẽ nhớ thầy ấy lắm.